Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Cha chi thánh của chúng con. Chúng con giờ đây cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ này chúng con được ngồi dưới bệ chân của Chúa để được lắng nghe lời hằng sống của Ngài, là lời mà Chúa đã dùng để tạo nên muôn vật, ban sự sống cho muôn vật và nâng đỡ muôn vật. Và kỳ cuối cùng này, Chúa dùng lời của Ngài để cứu chuộc chúng con và biến đổi chúng con cho được nên thánh ở trước mặt Chúa. Chính lời của Chúa là con đường đưa chúng con trở về nhà Cha trên thiên đàng. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban đặc ơn đó cho chúng con, vì chúng con là dân sự Chúa, là chiên ngựa đồng của Ngài, và Ngài là Cha chúng con, Ngài đứng chăn giữ chúng con. Cần Chúa ban ơn cho chúng con thời giờ quý giá này, vì Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ đổ thần của Ngài ở trên chúng con và Ngài khiến con biết các lời của Chúa. Lạy Chúa, nguyện xin Chúa làm vững cái việc ở tay Chúa, và xin Chúa ban ơn cho những con thì giờ này để những con được nghe lời hằng sống của Chúa. Cần Chúa ban ơn cho chính con để nhớ ơn của Chúa mà con có thể truyền đạt đầy đủ ý nghĩa của lời Chúa, là lời Chúa đã ban cho con soạn xuống để công bố ra cho sự của Chúa, cùng những sự Ngài sẽ bày tỏ cho con đương khi con công bố những lời đã soạn này, hầu cho chính con và sự của Chúa hết thảy được Ngài dẫn vào trong lời của Đức Chúa Trời. Nguyện xin danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên cũng như ở trên trời. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học các lẽ thật trong sách Ma-thi-ơ bài thứ 57. Chúa Giê-xu chữa lành người phung và tôn cao luật pháp của Đức Chúa Trời. Cái tin nền tảng là sách Ma-thi-ơ đoạn 8 từ câu 1 đến câu 4. Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này, có một người phung đến gần lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm tôi được sạch. Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ người mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai, xong hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dâng của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời thánh khiết công bình, và Ngài thật sự hiện hữu như chính Ngài đã phán về mình rằng: Ta là đấng tự hữu, hằng hữu, được chép trong suốt Y Chúa Tô Ký đoạn 3 câu 14 phần A. Đức Chúa Trời công bình đã tạo lên là người theo ảnh tượng của chính Ngài, để loài người sẽ quản trị công việc do tay Ngài làm lên trên trái đất này, như có chép ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 đến câu 28. Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm lên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dưới đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hoạt động trên mặt đất. Đây là nền tảng của toàn bộ Kinh Thánh. Mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng loài người trên đất này, trách nhiệm của loài người ở trên đất này, cùng ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời trao nhiệm vụ cho loài người ở trên đất này. Lời Chúa hằng còn đến muôn đời. Khi đối diện bất cứ một nan đề nào, một công việc gì, chúng ta đều nhớ đến mục đích và trách nhiệm chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và công bình, thì chắc chắn loài người được dựng nên theo ảnh tượng của Ngài đó cũng đã được tạo nên trong sự thánh khiết và công bình của Ngài. Bởi vì hơi thở của Đức Chúa Trời đã tạo nên là người chúng ta. Như vậy, nếu Đức Chúa Trời là thánh khiết công bình thì chắc chắn tâm linh chúng ta cũng thánh khiết và công bình. Bởi cái đó Đức Chúa Trời đã dùng cái tay toàn năng của Chúa mà nắn bụi đất lên thành một thân thể cho chúng ta. Ngài sửa soạn chúng ta một thân thể. Bây giờ Ngài hạ sinh khí vào thân thể đó và chúng ta chỉ là một loài sinh linh ở trên đất này. Ấy là bởi vì mỗi vật trên đất này sẽ nhìn thấy loài người chúng ta trong cơ thể xác thịt đó mà vâng phục. Thì cũng có thể như vậy, những ngày sau đó này, khi chúng ta được cứu chuộc lại trước Đức Chúa Trời, thì chính Đức Chúa Trời dùng lời của Chúa để biến đổi chúng ta trở nên hoàn thiện như lúc ban đầu. Bây giờ thì muôn vật trên đất này sẽ bị bắt phục bởi con người bề trong chúng ta hành động qua thân thể xác thịt này đã được nên thánh bởi quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Để bảo vệ loài người khỏi quyền lực của sự tội và sự chết, thì Đức Chúa Trời đã cảnh cáo loài người về việc tiếp nhận mọi sự liên quan đến sự sống của loài người, được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15 đến 17. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện về điều ác thì chưa hề ăn đến, vì một mai nghen chắc sẽ chết. Đức Chúa Trời không bảo loài người trồng cây biết điều thiện và điều ác, bởi vì không ăn thì không có hột, không có hột thì không gieo ra thì nó không được mọc lên. Còn tất cả các loại cây Chúa đã để trong vườn Ê-đen đó là chúng ta được ăn. Có loại cây có hột thì chúng ta có thể dùng hột để tiếp tục gieo trồng để nó phát triển ra. Vậy như vậy, mà lệnh của Chúa đến ngày hôm nay, khi tâm linh chúng ta được tái sanh lại, tức là được sống lại ở trong thời thể xác thịt này, nhiệm vụ của nó là phải vâng theo mệnh lệnh của Trời để trồng và giữ vườn. Tức là nhiệm vụ của tâm linh ta phải quản trị cái môi miệng của chúng ta để trồng và giữ vườn, trồng cây mà Đức Chúa Trời ban cho, công bố lời Đức Chúa Trời,
làm theo lời Đức Trời, ngợi khen tôn vinh danh thánh của Đức Trời, ấy để cho các chúng ta nhận biết Đức Trời đang hiện diện và luôn kính sợ Chúa và yêu mến Chúa. Tâm linh chúng ta phải quản trị xác thịt mình. Trong sự quản trị đó có sự canh giữ, theo dõi, giám sát và quản trị. Xác thịt chúng ta phải học phục tùng tâm linh chúng ta. Vì Đức Trời đã không phán bằng lời này cho xác thịt loài người. Vì xác thịt không nhận biết Đức Trời, bởi Đức Trời là thần linh, còn thân thể xác thịt của loài người từ bùn đất mà ra. Và trách nhiệm của Adam là quản trị đất và bắt đầu phục tùng. Trong đó có thân thể xác thịt của Adam phải phục tùng sự quản trị của Adam. Tức là xác thịt của loài người phải vâng phục quyền cai trị của tâm linh mình, cũng như thân thể phải vâng phục mọi sự chỉ đạo từ bộ não trong đầu của người ta vậy. Vì tâm linh của loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-xu có nhiệm vụ dò thấu mọi sự trong lòng, trong bộ não, trong sự suy nghĩ của thân thể xác thịt mình, và cũng là sự kiểm soát mọi hành vi cũng như sự phản ứng trong cơ thể của thân thể mình, như sự đói này, khát này, mệt mỏi này, đau yếu này, mà biết làm thế nào để bảo vệ và phục hồi cho sức lực của thân thể ấy. Nhiệm vụ của tâm linh chúng ta, tức là nhiệm vụ của ngọn đèn này, là phải tiếp nhận được tất cả mọi sự liên quan sự phát sáng của ngọn đèn đó. Chúng ta phải học cho biết sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Trước hết là chúng ta sửa soạn cái đèn của chúng ta được sạch sẽ, để rồi chính Đức Thánh Linh sẽ ban dầu của Ngài vào trong bình của cái đèn đó. Tức là chúng ta được sức dầu. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lời Đức Chúa Trời để công bố qua bên miệng chúng ta và dùng lời của Chúa ở trong tất cả chúng ta để kiểm soát tất cả mọi tư tưởng, mọi ý định, mọi sự toan tính ở trong tâm trí xác thịt này. Và chúng ta phải uốn nắn, tỉa sửa, cai trị tư tưởng của xác thịt chúng ta. Nếu một người tin Chúa mà tâm linh của nó chưa được sanh lại, thì cũng có nghĩa là ngọn đèn trong tâm linh của nó chưa sáng lại. Mà nếu tầm ngọn đèn của nó chưa sáng lại, thì không thể soi sáng được, cũng không thể là nhận biết được tất cả mọi sự trong lòng người ta toàn tính mưu kế như thế nào. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa một điều, lời Chúa phán rằng lòng của vua ở trong tay Đức Giê-va khác nào như dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bên nào, tùy ý Ngài muốn. Bởi cái đó chúng ta về cầu xin Đức Trời làm nghiêng lệch cái tấm lòng của chúng ta, tức là cái xác thịt chúng ta, cái trí khôn chúng ta đó, nghiêng theo cách của Ngài, để nó có thể nghe được tiếng phán của Chúa và nhường quyền cho Đức Trời cai trị, hầu cho tâm linh của nó được Chúa cho nó sống lại, hầu cho nó nhận được lời của Đức Trời. Và bây giờ chính tâm linh chúng ta nó không bị ảnh hưởng bởi đồ ăn, đồ uống hay cùng bất kể hoàn cảnh, môi trường sống của xác thịt bên ngoài, nên bất cứ lúc nào nó có thể cai trị xác thịt chúng ta được. Nó có thể dò thấu được tất cả mọi sự toan định, mọi tư tưởng, mọi âm mưu nếu có ở trong cái tâm trí xác thịt nó. Nó sẽ cảnh cáo, nhiệm vụ của nó là trồng và giữ vườn. Nó giữ bằng cái nào? Giơ gươm ra để cảnh cáo xác thịt này. Nếu chúng ta học luật pháp của Chúa, chúng ta thuộc 10 điều răn, thì khi tâm trí xác thịt gặp sự cám dỗ, nó toan tính làm điều nghịch lại luật pháp của Chúa, thì tâm linh đã được tái sanh nó sẽ lập tức giơ gươm ra. Nó bật sáng nó đè nó lên và nó đưa lời của Đức Chúa ra cảnh báo, nhắc nhở cho tâm trí xác thịt biết rằng những điều nó toan tính làm đó, tức là xác thịt toan tính làm đó là sai đường lối của Chúa, và hậu quả của việc làm sai đó sẽ đưa họ đến nơi đầu. Nếu như người ta thờ phượng Chúa bằng thủ tục của tôn giáo thì không có ích chi cả, vì sự cứu rỗi của Chúa là ban cho tâm linh, và trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp nhận tất cả mọi giá cứu chuộc của Đức Chúa ban cho chúng ta. Nếu được chép xuống trong Kinh Thánh, tất cả mọi thứ mà Chúa đã ban cho dân Israel, con đường, rồi Đức Chúa đã ban Chúa Jesus Christ đến thế gian này trước khi Chúa Jesus lên thập tự giá để làm giá chuộc cho chúng ta, Ngài cho chúng ta biết mục đích của Ngài đến thế gian để làm gì. Và chúng ta phải có trách nhiệm đi theo đường lối của Chúa, vì chính Chúa đã gọi chúng ta đến với Ngài, học theo Ngài và làm theo Ngài, hầu cho chúng ta được yên nghỉ. Nếu ta bỏ qua tất cả mọi lấy Đức Trời mà chúng ta chỉ muốn Chúa cứu mình thôi, thì người đó không thể nào được cứu. Vì dù rằng lời Chúa có phán rằng phán kẻ kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Đúng, khi người ta ở trong cơn gian truân, người ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài cứu họ ra khỏi cơn gian truân đó để họ đến bến bờ bình an đó. Nhưng mà họ phải trở lại với nơi đền của Đức Chúa Trời đó. Tại đó phải nghe lời của Đức Trời để học cho biết làm thế nào không phạm tội nữa, làm thế nào để họ không phải cần kêu cứu trong cơn gian truân nữa mà có thể thắng được cơn gian truân đó. Giá cứu chuộc cũng như con đường của sự cứu chuộc đó Chúa đã ban cho đời người rồi, và nhà loài người chúng ta phải đến để tiếp nhận đó cho mình. Thế ra ngày nay bị ma quỷ lừa nhiều lắm, rất nhiều hệ phái bị ma quỷ lừa. Nó lừa bằng cái nào? Nói Chúa là Đức Trời yêu thương. Nó nói đúng một phần là Đức Trời yêu thương, nên điều gì mà loài người không làm được thì Chúa làm cho rồi. Đức Trời sai con một ngày đến thế gian này để chịu chết thay cho loài người chúng ta rồi, hầu chúng ta được nhớ ơn của Chúa Jesus Christ đó mà được cứu rỗi cho Đức Trời. Xong, chấm dứt. Như vậy là người ta cứ thờ phượng Đức Trời là Đức yêu thương, và đến với Chúa người khen Chúa vì Ngài yêu con, Ngài đã ban cho con rồi.
Họ không học về trách nhiệm phải làm gì cho lời của Chúa cả. Họ bỏ qua tất cả con đường cũng như luật pháp của Chúa, cũng như sự mà Đức Chúa Jesus Christ đã phán dạy. Họ bỏ qua tất cả mọi lời của Chúa Jesus đã phán. Khi xưa ma quỷ đã lừa loài người, lừa Eva như thế nào? Các người không chết đâu. Như Đức Trời biết rằng một ngày nào các người ăn trái đó thì mọi người mở ra biết điều thiện và điều ác. Như Đức của Trời nó là đúng phần cuối nhưng bỏ phần đầu. Và ngày hôm nay cũng vậy, nó lừa người ta là nó bỏ cái phần đầu rồi lấy phần cuối. Nó lấy thư tín của các sứ đồ đó để thay lời của Đấng Cứu Chuộc. Nó lấy lời của Phao-lô để thay thế lời của Chúa Jesus Christ. Nó lấy sự làm chứng của người khác để bác bỏ lời của Đấng Cứu Chuộc. Và chúng ta phải nhận biết là Đức Trời không muốn chúng ta trở nên khờ dại, không như con trẻ nữa để bị người ta lừa giống như đạo lạc vậy. Chúa muốn ta trở nên khôn ngoan và thông sáng, không phải bởi kinh nghiệm của con người nhưng bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời để nghe lời Chúa, để chúng ta dùng lời của Chúa thay thế tất cả mọi kiến thức chúng ta đã từng nghe lời người, cũng như kiến thức cuộc đời chúng ta đã làm từ khi còn nhỏ sinh ra cho đến bây giờ. Ta lấy lời của Chúa thay thế đó. Kinh nghiệm làm việc tốt, nhưng mà nếu như con người đó không có sự khôn ngoan của Chúa cai trị thì lấy sự kinh nghiệm của xác thịt đó là trong đường ác. Tức là nó có thể dùng mưu trí của nó đến công ty, nó lấy cái tài sản của công ty, nó làm theo trí công của nó, rồi nó lừa công ty để trộm cắp của công ty, cuối cùng nó chết, công ty thiệt hại thì nó bị bắt quả tang vì tội trộm cắp. Nhưng mà sự khôn ngoan của Chúa thì ở trên trời xuống thì chúng ta làm cho là người như làm cho Chúa vậy đó. Chúng ta làm như làm cho Chúa bởi vì Chúa nhận biết chúng ta và Chúa chúc phước cho chúng ta như vậy. Thì qua công việc chúng ta làm nó mà thế gian thì biết được tại sao người này không làm giống người kia. À, bởi vì người này là người tin Chúa. Lời của Đức Chúa đã thay đổi người đó, cai trị người đó, nên người đó sẽ không làm ác nữa. Còn người kia vì không tin Chúa nên nó làm điều ác. Vậy thì khi người ta nhận biết điều đó thì người ta chọn ai? Chọn người có Chúa. Vì khi xưa Pharaoh xưa anh tôi chọn ai? Chọn Joseph. Chỉ dưới vua có cái ngôi mà thôi. Là bởi vì người đó có thần linh của Đức Chúa ở trong người. Và đó là ý muốn của Đức Chúa. Trong bài này chúng ta đang đối diện với một phép lạ đầu tiên khi Chúa Jesus từ trên núi xuống. Và chúng ta đang học về cái người bị bệnh phung. Chúng ta học về tại sao được có thứ bệnh đặc biệt này xảy ra trên đời người. Và Chúa đã chữa bệnh này như thế nào. Khi Adam nghe theo lời vợ mình là Eva ăn trái cây mà Đức Chúa đã cấm ăn, nên tội lỗi đã vào trong thể xác thịt của đời người. Và sự đổ xà cũng vì cơ đó mà đến trên đất này cũng như trên thân thể xác thịt bằng bộ đất của loài người. Còn Adam tức là tâm linh của loài người thì phải chết. Và sự chết này không giống như sự chết ngay lập tức của xác thịt, nhưng nó tồn tại tùy theo tình trạng của nó ở trước mặt Đức Trời công bình. Vì linh tánh của loài người với một ngọn đèn của Đức Giê-va đã bên trong loài người, vì thế cho nên khi Adam phạm tội thì chính tội lỗi đó đã làm cho sự sáng của ngọn đèn ấy không còn được sáng như trước nữa. Chúng ta nên hiểu nhỉ? Khi một người vâng phục một cái điều gì đó thì người ta làm tùy mọi cho cái vật đó. Khi Adam nghe theo lời vợ mà ăn chay cấm, đó là vì Adam cho rằng tất cả mọi sự mình có đó là của mình. Theo lý thuyết tất cả mọi thứ chúng ta đang có đây là của chúng ta. Theo xác thịt, theo lý thuyết tất cả mọi người đều biết là cái đó là của anh. Nhưng mà trong lẽ thật thì chúng ta không có gì cả. Mọi điều chúng ta đang có đó là đến từ Đức Chúa Trời và ngày ra chúng ta quản trị nó và sử dụng tất cả mọi điều mà chúng ta gọi là mình có đó để thờ phượng Chúa, để làm theo ý muốn của Đức Trời. Tất cả mọi thứ trong chúng ta, mắt chúng ta, mũi chúng ta, tai chúng ta, được nhìn, được nghe, được thấy, được nếm, được đụng chạm, được hưởng thụ đó. Nhưng tất cả đều dành cho một mục đích ra, để ý của Chúa được nền. Khi người ta muốn cưỡi ngựa thì người ta phải chăm cho ngựa ăn, nuôi nó khỏe. Nếu ta muốn cái xe chúng ta được chạy tốt, chúng ta phải chăm sóc nó, bảo dưỡng nó, thì nó sẽ vụ lại cho chúng ta. Thì khi chúng ta muốn sống ở trên đất này được phước hạnh, thì chúng ta nhận biết là tất cả mà chúng ta có là đến từ Đức Trời. Sự sống chúng ta, sức khỏe chúng ta, trí khôn chúng ta cũng đều bởi Đức Trời tạo nên. Nếu ta muốn được tất cả mọi sự được thịnh vượng, có lợi cho chúng ta đó, thì chúng ta phải nhớ rằng nếu mọi công việc chúng ta làm trên đất này làm sáng danh Chúa thì mọi sự chúng ta đang có đó tiếp tục được ban phước cho, được dư dật đầy đủ mọi sự. Khi sự sáng của ngọn đèn bị mờ, người ta sẽ không nhìn thấy rõ công việc nữa và ta làm không còn chính xác nữa. Quý vị mắt chưa phải đeo kính, quý vị có thể xỏ kim rất là dễ dàng trong sáng bình thường này, nhưng tắt đèn đi quý vị nhìn được tâm không xỏ được không? Không ai xỏ được. Sự sáng vô cùng quan trọng để tạo nên muôn vật trên trái đất này. Chúa đã phán như thế nào? Phải có sự sáng thì có sự sáng. Sự sáng phải có trước hết. Thì bây giờ Chúa phán tất cả mọi sự sẽ dựng nên trong sự sáng của Chúa. Chính bởi cơ đó nên khi Adam phạm tội thì sự sáng ngọn đèn của trong Adam đó là cái quyền mà Adam có để quản trị xác thịt mình đó lập tức để lu mờ đi. Có hai vấn đề chọn. Ngày hôm nay chúng ta thấy cuộc sống chúng ta có thể bảo đảo lộn nếu bị mất điện. Bởi khi ta phụ thuộc về điện nhiều quá đó thì khi mất điện rồi
ta không đỡ cơn mực nữa. Bữa đó nhà tôi khi mà sử dụng bếp điện đó, thì bếp ga cũ vẫn còn, tôi để phía sau, vẫn có bình ga đó. Để khi mất điện, tôi dùng bếp ga. Còn vùng quê thì không cần điện, không cần ga thì lúc nào cũng có củi. Không có củi thì có rơm, không có rơm thì có cỏ khô. Thế các vật liệu gì có thể cháy được, người ta sử dụng nó. Người ta không bị lệ thuộc bởi các nguồn khác. Nhưng mà người ta vẫn phải phụ thuộc cái nguồn khiến cho lửa có thể có được, cháy lên được. Vậy thì khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta muốn được theo Chúa, muốn được vững vàng theo Chúa, thì chúng ta phải nhận biết một điều, chúng ta không thể dùng trí khôn theo Chúa được. Chúng ta phải nhờ sự sáng của Chúa ở trong lòng chúng ta. Qua tâm linh chúng ta mà chúng ta mới biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Adam phạm tội, tức là Adam đã chọn cái điều mà xác thịt mình muốn, chiều theo ý mình muốn. Bởi vì Eva ra từ xác thịt của Adam, nên khi nghe theo lời vợ, tức là nghe theo lời xác thịt mình muốn, cái nhu cầu xác thịt mình muốn. Bởi nên người tin Chúa ngày hôm nay, nếu tâm linh không được sanh lại, không được dẫn dắt bởi lẽ thật và quyền năng của Thánh Linh Ngài, thì người đó vẫn sống theo trí khôn của mình. Và nếu người ta còn sống trong trí khôn ngày nào, thì ma quỷ còn có thể cám dỗ, có thể lừa dối người ta xa được lối của Chúa ngày đó. Khi ngọn sự sáng của ngọn đèn bị lu mờ, không thể chiếu sáng, không thể soi sáng cho người ta nhìn biết con đường mình đi, công việc mình làm, thì hậu quả đối với người ta sẽ như là người bị mù vậy, không còn thấy đường đi nữa, và người ta sẽ vấp, sẽ té ngã hoặc sẽ rơi xuống hố, tức là dưới cạm bẫy của ma quỷ. Vì khả năng phân biệt điều thiện và điều ác đã vào trong xác thịt của loài người qua việc loài người ăn trái cây biết điều thiện và điều ác ở nơi vừa để đem, Adam bị mất quyền cai trị xác thịt mình cho ma quỷ. Nên xác thịt của loài người không còn vâng theo sự cai trị của tâm linh mình nữa. Nên trong mọi việc, loài người xác thịt luôn tìm kiếm cho xác thịt mình những sự nó muốn, mà không nhận biết những công việc mà người ta sẽ làm đó là độc ác. Không chỉ đối với muôn vật, mà ngay cả với linh hồn, tức là sự sống của chính người ấy nữa. Ngày mai chúng ta nhìn thấy rõ cái điều này. Chúng ta ra khỏi nhà là thấy sự độc ác của ma quỷ ở trong người xác thịt không tin Chúa. Ra khỏi nhà là thấy điều ác, tranh cướp đường đi, lấn chiếm, tất cả một điều gì người ta có tốt cho họ. Về mặt xác thịt tốt cho họ, nhưng về mặt tâm linh thì bị phán xét đời. Bởi vì Đức Chúa Trời đã phán là cả thế gian đều thuộc về Chúa. Chúa định bờ cõi cho muôn dân. Vậy thì các chính thể của do Đức Chúa Trời lập lên. Vậy thì nếu như các chính thể đã được lập lên, nó có ra luật pháp để cai trị dân của từng xứ một, mà người ta vi phạm luật pháp của cái chính quyền xứ đó, thì người ta vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Mà nếu vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời thì sổ xạ sẽ đến trên họ. Ra con đường là thấy điều ác, người ta ích kỷ, người ta làm bất cứ điều gì người ta muốn, thải bất cứ điều gì ra từ cơ thể người ta, từ thân thể người ta, rác rưởi, rồi lời nói làm ô uế tất cả môi trường sống. Chúng ta thấy điều đó và chúng ta mong muốn trở về thiên đàng với Chúa để thoát khỏi cái thế gian ô nhiễm cực kỳ kinh khủng này. Khi Ca-in thấy của lễ của A-bên em mình dâng lên cho Đức Chúa Trời thì được nhậm, còn của lễ của mình thì không được nhậm. Bây giờ điều gì xảy ra trong Ca-in? Ca-in ghét em mình là A-bên và toan định giết người đi. Đức Chúa Trời đã thấy rõ những sự tối tăm trong lòng của Ca-in, nên Ngài đã cảnh cáo Ca-in về điều người toan làm cho em mình, cùng điều ma quỷ đang chờ Ca-in hành động theo ý của nó để ngăn cản Ca-in làm điều ác. Nhưng Ca-in không nghe theo tiếng phán của Đức Chúa Trời. Đây là điều rất quan trọng. Ca-in là đời thứ hai của Adam. Căn cứ theo lời Đức Chúa Trời chép cho Kinh Thánh, thì chúng ta biết là ngọn đèn ở trong Ca-in vẫn còn sáng, tức là có thể nghe được tiếng Chúa, nhưng là không có thể cai trị được xác thịt mình. Ngọn đèn đó vẫn còn sáng nhưng bị mất quyền cai trị xác thịt. Tại vì sao? Bởi xác thịt đó được ăn cái khả năng phân biệt điều thiện để ác ở trong cái trái cây rồi. Bây giờ nó vào trong xác thịt nó và nó có một nguồn năng lượng. Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều người bị nghiện ma túy. Khi người ta nghiện bị điều gì đó thì cái chất nghiện nó vào trong cơ thể biến đổi cái cơ thể của người ta. Các chất hormone bị ức chế và nó thay thế các hormone của cơ thể do Đức Trời tạo dựng nên cách bình thường. Và bây giờ nếu mà cái vật đó không có trong cơ thể, tức là trong dòng máu của nó, cái chất đó không có đủ trong máu, thì bây giờ người ta vật vã, người ta không thể sống được. Người ta cần phải có những cái vật đó để bù lại những gì mà Đức Trời đã làm cho nó. Thay thế đi. Còn ma túy, tức là thứ mà ma quỷ đem đến để làm đảo lộn cuộc sống của con người. Từ rượu, từ thuốc lá, rồi đến bạch phiến, thuốc phiện, rất nhiều chất gây nghiện. Và khi người ta bị thiếu hụt cái nồng độ của cái chất đó ở trong máu của mình, thì người ta bài hoại, người ta không thể làm gì được cả. Người ta lại phải đến với nó. Mặc dù trí khôn người ta còn đó, nhưng không có tác dụng nữa. Là vì cái sự đòi hỏi của xác thịt nó quá lớn rồi. Trí khôn nó toàn tập trung vào điều làm thế nào để cho cái vật sự vật vã đó được giảm đi. Chúng ta có thể hiểu rằng, khi Adam phạm tội, ăn trái cây biết được thiện điều ác, Adam từ chối ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ ý muốn của ma quỷ đã thắng ở trên Adam.
Và nhiệm vụ của tội lỗi đó là gì? Chặn đứng cái sự sáng để cho sự sáng nó không thể soi chiếu cho tâm trí và trí khôn của Adam nữa. Và bây giờ Adam làm theo điều của xa thịt nó muốn. Bởi vì đó ngày hôm nay khi chúng ta trở lại cùng Chúa, chúng ta phải luôn nhận biết cái nguyên nhân đầu tiên tại sao Adam bị mất quyền cai trị xác thịt mình. Và bởi đó chúng ta ngày hôm nay chúng ta đánh trận với xác thịt chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có nhu cầu cho xác thịt mình nhiều lắm. Nhưng mà không phải tất cả mọi nhu cầu đó đều phải được đáp ứng. Nhưng mà vì nhu cầu của nó thuộc về xác thịt chúng ta, hàng ngày chúng ta có sử dụng với nó. Nhưng mà chúng ta không đủ sức mạnh từ nơi Chúa, thì chúng ta vẫn cứ lấy nhu cầu đó là trên hết và chúng ta đáp ứng nhu cầu đó. Và nếu chúng ta không có sự sáng của Chúa soi dẫn mình, thì để đáp ứng nhu cầu xác thịt này, chúng ta có thể phạm tội, vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Cain thấy em mình dâng của lễ cho Đức Chúa Trời nhận. Điều đó không có dính dáng gì đến Cain cả. Nhưng mà ma quỷ để cái điều ác vào trong lòng của Cain rồi, bây giờ Cain ghét em mình và tìm cách giết em mình đi. Và Đức Chúa vẫn phán Cain được. Đức Chúa biết đó là công việc đó là của ma quỷ, đã là lừa dối Cain, và âm mưu của ma quỷ là chờ cho Cain làm cái công việc nó muốn. Tại sao là giết Abel? Có ai cho tôi biết là lý do tại sao ma quỷ lại muốn giết Abel không? Bởi vì Abel là người công bình. Tại sao chúng ta biết Abel là người công bình? Đó là một nguyên tắc trải các thời đại. Đức Chúa nhận lời của người công bình. Có một người mù được Chúa mở mắt cho, bị người Pharisee bắt bớ. Rồi người Pharisee vu cáo rằng cái người mở mắt cho người mù đó là kẻ phạm tội. Người mù nói tôi không tin điều đó, bởi vì Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời nhận lời của người công bình. Thấy chưa này? Đó là một nguyên tắc. Vì khi phán xét Eva và phán xét con rắn, thì Đức Chúa Trời đã phán như nào? Dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn. Vậy thì bất cứ một người nào sinh ra trên đất này thì ma quỷ tìm một cách để vô hiệu hóa cái tác dụng của người đó. Tức người đó không có quyền để giày đạp đó nữa. Và cái nào? Trước khi người đó sinh ra, nó tìm cách để bẫy cho cha mẹ của cái người đó phạm tội. Khi cha mẹ nó phạm tội thì cái bào thai ở trong bụng người mẹ đó lập tức bị bán cho nó rồi. Và nó quyền hợp pháp cai trị cái bào thai đó. Để khi trẻ sinh ra thì thuộc về nó. Sáng kỷ đoạn 4 câu 6 câu 8 chép. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Cain thuật lại cùng Abel là em mình, và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Cain xông đến Abel là em mình và giết đi. Cain nghe rõ tiếng Đức Giê-hô-va phán, nhưng mà có thứ tiếng khác mạnh hơn ở trong xác thịt của Cain, tiếng của ma quỷ. Khi Kinh Thánh nói đến tội lỗi là nói đến ma quỷ, là kẻ phạm tội từ lúc ban đầu. Ngay cả khi Cain đã giết em mình và đuổi chạy hay khỏi người, thì Cain vẫn chối không nhận tội mình đã làm. Và vì cớ tội lỗi giết người đó mà Đức Chúa hành phạt Cain và Ngài đánh dấu trên thân thể của Cain để là người nhận biết tình trạng của Cain. Đây là một nguyên tắc chúng ta nhìn biết. Sáng kỷ đoạn 4 câu 9 câu 16 chép. Đức Chúa hỏi Cain rằng Abel em ngươi ở đâu? Thưa rằng tôi không biết. Tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi, ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa xả, là đất đã há miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng xanh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Cain thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. Này, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này. Tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất. Rồi xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Đức Giê-hô-va phán rằng, bởi cớ ấy, nếu ai giết Cain thì sẽ bị báo thù 7 lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Cain, hầu cho ai gặp Cain thì chẳng giết. Cain bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va và ở tại xứ Nốt về phía đông của Ê-đen. Vì trong huyết có linh hồn sống. Linh hồn sống đó tức là về thần linh. Nên khi huyết của người ta bị đổ ra rồi đấy, thì thần linh đó sẽ kêu lên Đức Chúa Trời. Vì thần linh nó thuộc về Đức Chúa Trời. Bởi vì không có người nào giết người trên đất này mà không bị lộ. Nó kêu lên Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự đó. Trừ khi cái linh hồn đó đã bị phó cho sự chết rồi. Mà bị án phạt phải chết rồi thì hết kêu. Nhưng có người bị giết oan, bị chết oan. Không phải vì người đó đáng đến tội chết, nhưng bởi vì tội lỗi của tổ phụ đã bán đứng người đó rồi. Người đó phải chết. Nhưng mà linh hồn của người đó vẫn kêu, giấu ở đâu vẫn cứ kêu. Không ai có thể thoát được cái tội giết người cả. Mà một điều lạ nữa này, lúc đó chỉ có Cain và Abel và chắc chắn những đứa con gái nha, Kinh Thánh không chép về con gái ở đây. Tức là con gái của Adam. Nhưng mà Cain và Abel. Và bây giờ Abel chết rồi, chỉ còn một mình Cain mà thôi. Vậy thì từ Cain mà sanh ra người con khác ở trên đất này
Nhưng mà Kinh Thánh đã chép rằng Đức Giê-su bèn đánh dấu trên mình Cain, hầu cho hễ ai gặp Cain thì chẳng giết. Điều đó có nghĩa là Cain còn sống rất là dài nữa trên đất này, và những người sinh ra trên đất này nữa cũng sẽ được Đức Trời ban cho cái trí hiểu để nhận biết cái dấu hiệu trên cái người đó để lánh khỏi người đó. Cái điều quan trọng ngày hôm nay là người ta có thể nhìn thấy tướng mạo của người khác đó, hoặc là thích người đó, hoặc là ghét người đó, hoặc là sợ người đó. Vì Chúa cho người ta dấu hiệu ở trên cơ thể người ta, từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói, việc làm, hình dung mà người ta lánh người đó, hoặc đến gần người đó, hoặc có thể tin được, hoặc có thể nghi ngờ. Tướng mạo của con người có cái dấu hiệu Chúa đặt để trên người ta. Bởi đó nên người ta có là thuật xem tướng, là vì kinh nghiệm của con người cũng do trí khôn nó trời ban cho trải các đời mà ta lưu truyền dạy dỗ con cháu mình cách nhìn tướng mạo của con người, nghe giọng nói, nhìn cái tướng mặt để có thể giao việc này, giao việc kia. Đức Giê-hô-va là đấng khôn ngoan và vô lận. Các tôi tớ của Chúa chọn làm đầy tớ của Chúa ở trong các đền thờ của Chúa đều được Chúa chọn vì Chúa biết họ. Nên khi ra một công việc nào đó, đặc biệt việc ác, Ngài không chọn những tôi tớ hiền lành. Ví dụ, khi muốn tiêu diệt nhà Ahab, Đức Trời không dùng tiên tri Elise, nhưng mà qua tiên tri Elise mà sức dầu cho một tôi tớ, để tôi tớ đến sức dầu cho Jehu. Đức Giê-hô-va chọn Jehu là kẻ phản chủ mình, là kẻ ác đó. Chúa biết nó, cái dòng dõi của kẻ ác đó, nó có thể làm điều ác được, tức là sẵn sàng giết cả nhà Ahab được. Còn cái tôi tớ công bình hiền lành tử tế ở trong đền thờ, Chúa không giao dụng đó, để thấy họ không nhung máu. Đó là tại sao mà Đức Trời không cho phép vua David xây dựng đền thờ. Là bởi vì vua David đã tranh chiến nhiều, nhiều người đã bị đổ huyết ở dưới gươm của David, nên Đức Trời không cho David xây dựng đền thờ. Nhưng mà Salomon là người được sinh ra trong hòa bình thì có thể xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời. Đó là một nguyên tắc. Ngày hôm nay cũng vậy, có rất nhiều người đã nhảy vào nhà của Chúa làm tôi tớ Chúa trước này trước kia, nhưng mà Chúa không sức dầu cho kẻ đó, bởi Chúa biết cái dòng dõi gian ác của nó: tiếm quyền, tham lam, biển thủ, hãy nhận hối lộ, hằn thù, cái đáng hay giết người. Mà đúng thật, ai là người giết Chúa Giê-xu, thầy tế lễ cả thành Giê-ru-sa-lem, có phải Chúa chọn không? Không. Bởi đó giáo ước mới của Chúa là chọn không phải là người Lê-vi, mà bất cứ một người nào nếu người đó là người Giu-đa thật, tức là những người biết thờ phượng Chúa, ngợi khen tôn vinh danh Thánh Chúa ở trong khắp các dân. Chúa chọn những người đó vì Ngài biết họ. Cũng như khi xưa Chúa chọn Môi-se vì Chúa biết Môi-se, Chúa biết danh Môi-se là người được cứu ra khỏi nước. Đây là một nguyên tắc. Cái dấu ở trên mình cái là gì chúng ta không biết, nhưng mà Chúa đánh dấu được chép trong câu 15 đó, trong tiếng Hebrew là chữ Ot số 226, có nghĩa là dấu hiệu mà người ta có thể nhìn thấy từ bên ngoài, một bằng chứng, một dấu vết, một biểu lộ ra. Nếu dấu đó do Đức Trời đánh dấu trên thân thể của Cain thì chắc chắn rằng những người nào đó mà Chúa muốn người đó lánh khỏi Cain hoặc không phạm tội cùng Cain đó được biết mà thôi. Khi Đức Trời phán với Adam mạng lệnh về trái của cây biết được thiện và điều ác thì đó là mạng lệnh, và khi Adam bất vâng phục mạng lệnh của Đức Trời thì người liền bị phán xét, và sự phán xét đó được thể hiện ngay ra khi Adam ăn trái cây biết được thiện và điều ác. Adam và Eva vừa ăn xong, mắt mở ra biết mình lõa lồ, họ liền ẩn mình đi và lấy lá cây và đóng cố che thân. Kinh Thánh chép là mắt hai người đều mở ra biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây và đóng cố che thân. Mà ngày nay cũng vậy, những người phạm tội đó luôn sợ hãi, bởi đó các ngành an ninh đều đào tạo và truyền kinh nghiệm cho nhau, đặc biệt là mấy ông cảnh sát hình sự và cơ quan điều tra đó được học kỹ lắm, nhìn tướng mạo, nhìn ánh mắt, nghe lời nói, nhìn hơi thở mà nhận biết được. Thậm chí người ta có thể một dấu bước đơn giản thôi, để trên bàn một tờ giấy bản, cái người ở công đến đây và anh đặt tên lên tờ giấy bản, úp xuống, úp xuống, nhìn cái giấy bản ấy, đẫm mồ hôi, sợ hãi, lo lắng, hoang mang. Qua đó thôi, lập tức người ta thì đưa lên vòng xét nghiệm cái mồ hôi đó. Nếu là mồ hôi của người bị bệnh thường xuyên ra mồ hôi, mỗi tay đó, cái chất ở trong nó khác. Còn người vì sợ hãi mà mồ hôi đổ ra đó, chất trong nước mồ hôi nó khác. Qua đó biết người ta đã bị khủng bố tinh thần rồi, tự nó sợ hãi rồi. Hoặc là có thể trong khi nói chuyện đó mà nhìn ánh mắt của người đó, cái dấu hiệu ở trên cơ thể người ta. Khi Đức Trời cảnh báo Cain về điều người toan làm thì đó là mạng lệnh của Đức Trời phán với Cain. Khi Cain không vâng phục mạng lệnh của Đức Trời thì người phạm tội chống nghịch lại mạng lệnh của Đức Trời và người phải bị phán xét. Và sự phán xét đó là: bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa xả, là đất đã hạ miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Và Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Cain. Có một dấu đặc biệt, nhìn thấy công việc của người ta mà nhận biết được. Nói chuyện vui nhưng mà rất là tế nhị. Ở ngoài Bắc đó, mấy bà mà chọn con dâu đến ấy, hay lắm. Những đứa bà con gái mà con trai của bà có vẻ thích đó, đến nhà chơi, bà mua bưởi về,
cái bưởi đó bà mua cái cây đó, bà bổ ra, bà biết cái trái bưởi đó là nhiều nước hay ít nước. Bà đến là mua một đống đó rồi, bà kêu mỗi cô gái đó bổ cho bà cái trái bưởi đó ra, bà đánh dấu cái trái đó. Rồi bà ăn từng trái bưởi một, bà đánh biết được tính nết của cái cô đó. Nó lạ lùng ở chỗ là có cái trái bưởi đó, cùng một cây nó sinh ra đó. Có cô bổ vào thì nước rất là nhiều, có cô bổ ra nó trái nó khô. Có cô bổ ra thì cái nước ấy, của cái trái bưởi đó nó không chua, không ngọt. Căn cứ theo cái vị của cái mũi bưởi ở trong mỗi trái bưởi mà người ta bổ ra đó, mà cái người mẹ đó chọn cái cô gái nào. Bởi vì bà ăn cái trái bưởi của cây đó rồi, bà xem tính nết của mỗi người bổ trái cây đó. Chúng ta tưởng đơn giản là không, đúng như vậy đó, vì thần linh của trong người đó tác động đến vật chất. Khi xưa tôi còn trẻ, tôi học được một điều là có mấy bà bế con lên cho tôi vuốt đầu nó. Là bởi vì khi đứa trẻ đến chơi nhà người ta, không biết ai sờ đầu nó rồi tóc nó ngược lên, nó dựng ngược lên. Chả thế nào cứ thế nó ngược lên như là người ta gọi là bò liếm, như bò liếm cái nó ngược lên này. Thế thì vì bà mẹ vợ thích tôi, vì cái thằng này nó tính nết nó hay lắm. Nó bế đứa nào về nhà nó ăn ngon ngủ yên, không quấy phóc gì cả, ăn cái gì cũng ăn cả, hiền lành tử tế không quậy. Mà đúng thật đứa con của tôi sinh ra không nào quậy khóc hết ạ. Nên khi tôi bế đứa trẻ nó vuốt đây, không sao về đó, tóc nó vuốt trở lại. Mà tôi bế đứa bé nào khó tính đâu thì khó tính, tôi bế chơi nó rồi nó chơi với tôi rồi nó ngủ ngon từ đó đây, không quấy khóc nó. Cái thần linh ở trong người đó thì cũng có thể như vậy. Có người thì có thần linh ở trong họ ảnh hưởng đến cây cối. Cái cây đang ra trái, người ta ra hái một trái thôi vào đây, cây làm xong hết ra trái luôn. Có sự rủa xả, có tâm linh của người đó. Bà biểu tôi có một cái cây mãng cầu ở nhà, nó ra cái trái đó. Thế cái bạn của con gái bà đến thấy trái chín rồi, bà mày lấy tao dùm ta đi. Bà quên cái điều đó, hái rồi, năm sau hết ra trái luôn. Mà đến bây giờ cô ta ở một mình không lấy chồng. Mà đúng thật, cái thế giới hình. Thế là cái người đó bị rủa xả, cái thần linh của người đó. Kinh Thánh chép rằng, bởi vì tội lỗi của Cain mà đất rủa xả lại. Người chồng cái gì không ra trái, cực khổ vô cùng. Mà đúng thật, sự rủa xả nó có cớ thì nó khiến cho cái tài sản sản nghiệp của người ta cũng bị như vậy. Các con vật cũng bị như vậy nè. Nó là cái bằng chứng, một dấu hiệu ở trên Cain cùng các vật thuộc về Cain. Chúng ta có thể thấy được những cây cối của người ta, con trái cây của người ta, hoặc các con vật của người ta đó. Có người nuôi chó là chó chưa muốn cắn trộm. Là vì ông ta hay đánh trộm người ta. Nên con chó ông ta nuôi, con chó nào đến nhà ông ta thế này. Dù giống nào thì giống lại, thế nào thì cũng lại cắn trộm người ta, lớp lớp cho người ta không à. Cái linh ác ở trong người đó. Cho nên đó là cái dấu hiệu mà Chúa đặt ở trên những cái người có cái linh ác. Nên có người thì trồng cây gì cũng ra trái, rất là dễ trồng. Chúa chúc phước cho từng tâm linh của mỗi người, cái dòng dõi của nó. Chúng ta tham khảo để nhận biết điều đó. Vì Kinh Thánh có chép về điều này. Khi trời ban luật pháp của Ngài cho dân Israel tại núi Sinai, Ngài đã phán rằng, ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự đùa giả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Diêu Ba Đức Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và trừ mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Diêu Ba đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Thuộc chương đoạn ký đại 30 câu 19 20. Đức Trời đã lập giao ước với dân Israel, và trong giao ước của Đức Trời có chép rõ chi tiết về những điều mà Ngài sẽ làm với dân Israel tùy theo mọi điều mà dân Israel sẽ đối lại theo luật pháp công bình của Ngài. Trong đó Đức Trời đã phán rằng, nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Trời ngươi này, là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và trên cái ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên của ngươi bị đánh bại trước bản ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trên bản ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ kiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va đã trở ngươi ban cho ngươi. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va đã trở ngươi và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài. Y như Ngài đã thề cùng ngươi, muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va và chúng nó sẽ sợ ngươi. Giê-hô-va Đức của trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được xanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Trời ngươi
mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ và làm theo. Và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà sẽ qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo ở việc các thần khác, thì Đức Giê-ba sẽ là ngươi ở đằng đầu, chứ chẳng phải ở đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chứ chẳng hề ở dưới thấp. Phục truyền ở khi 28 câu 1 đến 14. Đây là một điều rất là rõ ràng chúng ta phải để ý. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-ba là trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà tôi truyền ngươi ngày nay, thì Giê-ba là trời ngươi sẽ ban ngươi sự trơn mọi dân trên đất. Chỉ cần chúng ta nghe theo tiếng Chúa và làm theo tất cả mọi điều mà Ngài đã phán dặn. Chứ không nói về chúng ta phải bỏ tất cả một sự sức khỏe, chi khôn, nỗ lực, tiền của mình đầu tư vào này và kia cho công việc của mình mới được thành công. Bởi vì muôn vật đều thuộc về Chúa, mọi công việc cũng thuộc về Chúa, hoàn cảnh, môi trường, tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời. Tất cả mọi sự chúng ta làm, dù công việc, nghề nghiệp thế nào, cũng đều dưới trời này, đều trong bàn tay của Chúa cả. Ngài khiến nó thuận lợi hay không là tùy thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta đang nghe lời của Chúa, Ngài biết. Và Chúa sẽ căn cứ tất cả mọi điều chúng ta đối lại với luật pháp của Chúa, với tiếng phán của Ngài. Có nhiều người thắc mắc, tại sao ông Thánh ở Việt Nam lâu thế mà không bị gì cả? Có nhiều người mới về Việt Nam thì bị trục xuất rồi. Tôi bảo đơn giản thôi, lời Chúa. Nếu tôi cẩn thận làm theo lời của Chúa, cùng tất cả mọi tiếng pháp của Ngài tôi làm theo, thì Chúa sẽ khiến tôi ở bình yên giữa xứ, và Chúa khiến kẻ thù nghịch ở hòa thuận với tôi. Điều đó đã ứng nghiệm. Tôi không làm gì hơn việc tôi làm theo lời Chúa bảo. Chúa phán với tôi điều gì tôi làm theo. Tôi không làm theo điều người ta làm, tôi làm theo điều Chúa bảo tôi làm. Tôi theo Chúa. Chúa bảo tôi làm điều gì tôi làm điều đó. Chúa bảo tôi nói điều gì tôi nói điều đó. Và tôi trở thành tôi tớ của Chúa. Chúa phán điều chi tôi biết, tôi nghe, tôi hiểu, tôi làm theo. Và Chúa chứng minh rằng mọi vật dưới đây này đều thuộc về Chúa cả. Và Chúa khiến tôi được hưởng như lời hứa của Chúa. Vì Chúa hứa này cho cả loài người. Tôi không phải bất cứ điều gì đầu tư cho xác thịt của tôi cả. Không, tôi làm theo lời Chúa. Chúa bảo tôi bán xe, tôi bán xe. Và mua tất cả mọi thứ để lo công việc nhà Chúa, tôi làm theo. Chúa bảo tôi ra khỏi nhà đó, tôi ra khỏi nhà đó. Chúa tôi bảo tôi không kiện cáo được người ta, để cho thức hết tài sản đi, đi theo Chúa, tôi đi theo. Chúng ta theo Chúa là theo thần linh của Chúa, theo tiếng phán của Chúa. Chúng ta theo Chúa ấy là xác thịt này trở lại cùng Chúa, lắng nghe tiếng Chúa qua điều Chúa phán với tâm linh chúng ta mà chúng ta làm theo. Thế gian cho chúng ta là khờ dại là khùng. Vì chúng ta chẳng thấy chúng ta thấy cái gì cả, không thấy ông thần nào hiện ra cả, không thấy tiên sứ hiện ra cả. Mà cho đi theo một đấng ta không nhìn thấy. Bởi vì chúng ta đi theo bởi đức tin. Vì tâm linh ta thấy Chúa, chúng ta đi theo Chúa bởi tâm linh chúng ta. Vì khi tôi làm theo lời của Đức Chúa Trời thì Chúa bắt đầu ban phước lại cho mọi công việc của tôi. Tôi cảm ơn Chúa. Chúng ta bây giờ, tôi cảm ơn Chúa là thành tín. Chưa có một bài nào Chúa bảo tôi soạn ra mà tôi thất bại cả. Bởi vì Chúa làm qua tôi. Việc của tôi là tin Ngài và sẵn sàng làm theo điều Chúa bảo. Chúa bảo soạn 9 trang, tôi soạn 9 trang. 10 trang, soạn 10 trang. 30 trang Chúa bảo tôi, Chúa cung cấp cho tôi làm theo. Và khi giảng, tôi giảng đến khi nào Chúa bảo xong, thì tôi xong. Và Chúa ban phước cho tất cả mọi sự đó. Và Chúa ban phước cho hoa quả của thân thể tôi. Bông trái hoa quả của thân thể tôi. Và đúng thật. Không phải thân thể của mình mà thôi mà bông trái của mình nữa. Tức là công việc mình làm, con cái của mình và những công việc mình làm ra đó được Chúa chúc phước cho. Và đó là lời hứa của Chúa. Vậy thì anh em phải hiểu tất cả mọi người chúng ta yêu cầu của Chúa là làm theo lời Chúa. Chúng ta đã nghe đến đâu, trung tín làm theo đến đó. Và cố gắng theo Chúa để học thêm, học đến đâu, làm theo đến đó. Chúa phán là, phàm nơi nào bàn cho ngươi đạp đến, thì ta ban cho ngươi đó làm sản nghiệp. Để bất cứ một bài học là chúng ta được nghe lời Chúa giảng cho mình đó. Mình tin, mình áp dụng, mình làm theo thì ngay lập tức nó thuộc về mình. Tức là cái phần đó mà quỷ không thể cướp được. Tức là cho mình ta được sống lại và tôi làm theo lời Chúa. Và Chúa phán như thế nào? Ngươi sẽ ở đằng đầu chứ không ở đằng đuôi. Chỉ ở đằng đầu chứ không ở đằng đuôi. Tôi chẳng thua ai cả. Bởi vì chúng ta là con của Chúa. Mình không so bì với ai cả. Họ là quan gì thế thôi. Vì người đấy có là quan nhất thời dân vạn đại. Còn mình là con cái của Chúa, là tôi tớ của Chúa. Vậy là mình ở trong đường lối của Chúa rồi. Mình chúng ta làm theo lời Chúa. Và Chúa nói như thế nào? Gìn giữ làm theo và nếu không lìa bỏ một lời nào mà Chúa truyền cho ta ngày nay, không xoay qua bên hữu, không qua bên tả, không đi theo hầu việc thần nào khác cả, không theo kinh tế tài chính của thế gian này mà làm theo lời Chúa. Điều Chúa bảo chúng ta làm thì chúng ta làm. Ngay cả công việc chúng ta làm thương mại cũng vậy, Chúa cho ta làm đâu, chúng ta làm cái đó theo đúng quy định của Chúa, chúng ta làm theo. Thì Chúa phán như vậy, Ngài sẽ để chúng ta ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi. Chúng ta ở trên cao luôn luôn, không ở dưới thấp. Chúng ta sẽ cho nhiều nước bay, còn chúng ta không vay ai. Cảm ơn Chúa. Kể từ khi tôi đi hầu việc Chúa đến bây giờ, tôi không vay ai. Tôi không vay ai. Tôi không thiếu nợ. Tôi có thể thẻ tín dụng, tôi đều hủy hết. Cancel hết. American Express hủy. Mastercard hủy. Visa hủy. Tất cả mọi thẻ tín dụng hủy hết. Chỉ còn một thẻ của nhà băng tôi đang dùng hiện nay của Canada bắt buộc phải có mà thôi. Tôi không dùng thẻ tín dụng nào cả. Tôi không mắc nợ ai cả. Chúa cho đến đâu, sống đến đó. Chúa nuôi đến đâu, thỏa làm đến đó. Không mắc nợ ai cả. Có thì tôi xài luôn. Không có tôi vui.
không bị lệ thuộc gì cả. Đó là điều Chúa khiến chúng ta có. Đối với thân thể xác thịt của loài người, khi người ta vâng phục luật pháp của Đức Trời thì Đức Trời sẽ khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, bông trái của đất ruộng ngươi đều sẽ được thanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ của chúng ta. Ngược lại, nếu dân Israel không vâng phục luật pháp của Đức Trời, họ sẽ bị Đức Trời phán xét. Phục truyền lời Đức Ký 28 câu 15 đến 18, câu 21 đến 22, câu 27 đến 29 và câu 35 và câu 58 đến 61 chép như sau: Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Ngươi sẽ bị rủa xả ở trong thành và ngoài đồng ruộng. Cái giỏ và thùng nhựa bột của ngươi cũng bị rủa xả. Hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên ngươi đều sẽ bị rủa xả. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Đức Giê-hô-va sẽ lấy bệnh lao, bệnh nóng lạnh, bệnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao và sâu lúa mà hành hại ngươi, khiến cho nó các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chốc của xứ Ê-díp-tô, chi đậu, ghẻ ngứa và lác mà ngươi không thể chữa lành, lại giáng cho ngươi sự sáng sốt, sự đuối mù, sự lãng trí. Đang buổi trưa, ngươi sẽ đi rờ rờ như kẻ mù trong tối tăm. Ngươi không được may mắn trong công việc mình. Hàng ngày sẽ bị hiếp đáp và cướp giật, chẳng ai giải cứu cho. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi một thứ ung độc tại trên đầu gối và chân, không thể chữa lành được từ bàn chân chí cho đầu. Nếu ngươi không cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này ghi trong sách này, không kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ này là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi và dòng dõi ngươi những tai vạ lạ thường lớn lao và lâu bền, những chứng độc bệnh hung. Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi các bệnh hoạn của xứ Ê-díp-tô mà ngươi đã run sợ đó, và nó sẽ đeo dính theo ngươi. Và lại, các thứ bệnh và tai vạ không có chép trong sách luật pháp này thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ khiến giáng trên ngươi cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt đi. Như vậy, tất cả mọi thứ thuộc về sự đổ xả mà giáng trên thân thể của người ta cùng sản vật của người ta, đó là dấu hiệu của người bị Chúa nhổ ra khỏi miệng Ngài. Kinh Thánh chép rất rõ, đây là dấu hiệu Chúa giáng trên thân thể của người phạm tội. Ngay cả tuyển dân của Chúa công bệnh, vì Chúa là công bình, không tin ai cả. Nhưng mà phải hiểu một điều là sự phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Giê-hô-va ra trước. Nhưng người đã nghe lời Chúa rồi mà không làm theo, không tin, không vâng phục lời của Chúa thì họ bị trước hết. Các dấu hiệu xảy ra trên người đó là gì? Bệnh tật, tai vạ, trộm cắp, bị lừa đảo, bị thiệt hại, bị thất bại. Đó là dấu hiệu của đó, là không gìn giữ, không làm theo lời Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh chép rằng không phải là đến đến để thờ của Chúa, thờ bằng Chúa, mà là ở khi ở trong, khi ở nhà, là bất cứ việc gì đó, là chúng ta không được phép lìa bỏ một lời nào, không được phép lìa bỏ bất cứ một điều răn nào cả, nhưng mà trung thành làm theo mọi điều đã chép ở trong. Ngày mai chúng ta có quên uống nước không? Không. Chúng ta có quên thở không? Không. Ta có quên ăn không? Có chút xíu, nhưng mà đói quá cũng biết là không quên được, đúng không nào? Nhưng mà ta quên làm theo lời Đức Trời. Và trong đó lời Chúa là sự sống cho chúng ta. Cho nên đến khi nào chúng ta nhận thức một điều này, chúng ta có hai cuộc sống. Cuộc sống xác thịt của chúng ta đó là phụ. Bởi vì nếu như tâm linh chúng ta không được sống lại, thì dù xác thịt này có sống cực kỳ sung sướng thế nào thì nữa, thì cũng vui vui mà thôi, vì nó sẽ chết, đời đời chết địa ngục. Vậy chúng ta phải nhớ là nếu chúng ta không thể quên thở, quên uống nước, quên ăn được, thì chúng ta đừng bao giờ quên lời của Chúa cả. Cái chính là nhớ lời của Chúa và không vi phạm lời Chúa. Còn trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta phải làm, có việc này, có việc kia, có người khéo léo, có người vụng về. Cái đó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là người đó không vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu người ta làm cái việc tài giỏi mà quên luật pháp của Chúa, vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, thì cái kết quả của sự tài giỏi đó không làm lại lợi ích cho người ta đâu. Vì người ta sẽ đựng tiền công trong túi lủng, sản phẩm được làm ra nhiều lắm, thu về nhiều tiền lắm, nhưng một đêm thôi có thể mất, trộn nó vào lấy hết. Vì thế cái việc chúng ta hiểu lời của Chúa quan trọng cho sống chúng ta, quan trọng, và chúng ta làm theo thì chúng ta được phước. Trong này chúng ta thấy rằng Chúa đã tạo nên đời người chúng ta không phải để cho đời người ta bị bệnh tật, nhưng vì cớ tội lỗi của loài người mà đất bị rủa xả, và bây giờ các thứ bệnh xảy đến trên thể của ta là một cái dấu hiệu để cho người ta biết rằng cuộc đời của người đó, xác thịt của người đó là không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi cái đó Chúa không thể bảo vệ họ được. Nếu Chúa mà nhổ họ ra khỏi miệng Ngài, không có sự bảo vệ nữa, thì điều gì sẽ làm trên người đó? Ma quỷ hành động trên người đó. Chúng sẽ cai trị bằng cái gì? Bằng sự hủy diệt, bằng bệnh tật, bằng tai họa. Đức Chúa Trời là tốt lành, nên trước khi Ngài tạo nên là người, thì Đức Chúa Trời tạo nên muôn
loài vạn vật trong vũ trụ này cũng với Thầy, mọi sự thuộc về sự sống cho loài người. Rồi đến ngày thứ sáu của cuộc sáng thế đó, Đức Trời mới dựng lên loài người theo ảnh tượng của Ngài, và Đức Trời ban phước cho loài người, cùng ban cho loài người quyền quản trị công việc do tay Chúa tạo nên trên trái đất này. Và như vậy, trong buổi ban đầu, Đức Trời đã tạo lên muôn vật trong 6 ngày, và trong ngày thứ 6 đó, Đức Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Rất tốt lành. Không một chút xíu nào nói về loài người sẽ bị thế này, bị thế kia cả. Cái đó là Chúa cảnh cáo trước rồi. Không được phép phạm tội. Không có lời Chúa tức là phạm tội. Mà đã phạm tội thì không được bảo vệ nữa. Vì cớ tội lỗi của Adam mà đất bị rủa xả, rồi bởi tội lỗi làm đổ huyết của Cain gây ra đối với Abel mà đất rủa xả lại loài người. Và như vậy, môi trường sống trên đất này bị biến đổi là do tội lỗi của loài người, chứ Đức Trời không tạo ra những sự đó, tức là Ngài không tạo nên sự tối tăm ở trên đất này. Khi dân Israel vượt qua biển đó và trên cuộc hành trình họ gặp phải nơi nước bị đắng, họ liền lẩm bẩm oán trách Môi-se. Xuất Ý Chúng Tôi Ký đoạn 15 câu 23 đến 27 chép: kế đến đất Mara, nhưng vì nước tại đó đắng uống chẳng được nên chi chỗ này gọi là Mara. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va. Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng: nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-gi-pt, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Đoàn dân sự đến đất Elim, nơi đó có 12 suối nước và 70 cây chả là. Dân sự đóng trại tại đó gần bên suối nước. Chúng ta biết rằng lời Chúa là thần linh và sự sống. Luật pháp văn tự là bóng, và luật pháp văn tự của Chúa như thầy giáo đặng dẫn ta đến với đấng Christ, là đấng từ trong Đức Cha đến với chúng ta, đại diện cho lẽ thật của lời Đức Trời. Như vậy, khi chúng ta đi trên con đường luật pháp công bình của Đức Trời đó, sau khi chúng ta vâng phục, trung tín và làm theo lời Chúa đó, chúng ta sẽ đến được một địa điểm đó, được mở chi cho hiểu được lẽ thật của lời Đức Trời. Và chúng ta bắt đầu được bước vào trong đấng Christ. Khi bước vào trong đấng Christ, ta là được chuộc lại bởi huyết báu của Chúa Giêsu Christ, và chính Chúa Giêsu Christ đã bảo lãnh cho chúng ta ở trước mặt Đức Trời rằng những người này đã được chuộc bởi huyết của Ngài. Có rất nhiều người tin Chúa ngày hôm nay không hiểu được lẽ thật này. Họ chỉ tin một điều rằng khi họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của mình theo thủ tục của sự cầu nguyện thì họ ở trong đấng Christ rồi. Kinh Thánh không chép như vậy. Họ chưa hề bước vào đến cửa của đấng Christ nữa. Bởi vì Kinh Thánh chép rằng luật pháp như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến với đấng Christ. Nếu người tin Chúa mà không làm theo luật pháp này, người đó vẫn còn ở bên ngoài xa, chưa ở trên con đường vào nhà của Chúa Giêsu Christ đâu, làm sao ở trong đấng Christ được. Đấng Christ là đấng thánh đến từ Đức Chúa Cha, Ngài thánh khiết, chính Ngài là đấng duy nhất khiến tâm linh ta được chuộc lại, được sống lại để được đi theo Ngài. Muốn đến được với đấng Christ đó thì phải làm theo luật pháp, là luật pháp mà chính Chúa Giêsu Christ đã đến để làm cho được vững lập. Tại sao Ngài làm cho vững lập? Bởi vì con đường này là con đường khiến cho chúng ta phải đi theo, nhờ đó mà chúng ta bị đóng đinh thập tự giá. Đóng đinh thập tự giá thì làm sao bây giờ? Bây giờ cậu thắng cậu đến cậu vẹo mũi tôi chẳng làm gì được cả. Hết cựa rồi, không thể đánh đá cậu được rồi, bởi vì bị trói chặt rồi. Như vậy khi ta bị trói chặt tên là tôi, anh ta vâng phục luật pháp của Đức Trời cho đến chết. Và như vậy vì cứ anh ta vâng phục luật pháp của Đức Trời cho đến chết thì tâm linh ta được sống lại. Nếu một người tin Chúa mà không chịu luật pháp này, người đó tự lừa dối mình. Miệng người đó nói Chúa, nhưng Chúa không nghe. Chúa sẽ nghe một điều duy nhất là: Chúa ơi cứu con, và ta có nghe đây. Ta sẵn sàng cứu con, và ta đã ban cho con đường của sự cứu rỗi rồi. Dạ, ở đâu Chúa? Con cầm trên tay đây, giả của Nghi Thánh. Đó là đường đi đấy con. Làm theo lời ta bảo. Chúa ơi làm theo như thế nào bây giờ? Con mở sách Ma-thi-ơ, Mác, Luca, Giăng, đọc đi. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 có nói gì? Hãy đến cùng Ngài và học theo Ngài. Con đến cùng ta và học theo ta. Hãy mang ách của ta và học theo ta. Con học theo ta mà không mang ách của ta cũng không được. Học theo thì học cái gì? Con muốn đứng giảng à? Muốn đuổi quỷ à? Ồ, cái đó sẽ được ban cho con nếu như con học vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự đó, thì con sẽ được có quyền phép như ta. Bởi vì khi Chúa Jesus đến thế gian này, Ngài sinh ra bởi nước đồng trinh Mary, cho nên khi Ngài đến với Giăng Báp-tít thì chiếc báp tên không có thức quyền phép nào được ghi xuống trong Kinh Thánh cả. Bởi vì đó là chặng đường đại diện cho tất cả mọi người trên thế gian này sống trên đất này phải vâng phục luật pháp của Đức Trời cách trọn vẹn. Bây giờ khi vâng phục luật pháp của Chúa trọn vẹn rồi, Ngài sẽ sức dầu cho để làm tôi tớ Ngài. Chính Chúa Giêsu đã sống đẹp lòng Đức Trời và đẹp lòng người ta. Bây giờ khi đến với Giăng Báp-tít, chịu Giăng Báp-tít làm báp tên cho mình tại sông Giô-đanh đó, bây giờ Đức Trời phán rằng: này là các yêu dấu của ta để lòng ta mọi đàng.
hãy nghe lời con đó. Nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa với quyền năng của Chúa, thì cũng phải đi theo Chúa. Phải sống theo luật pháp của Đức Trời. Vâng giữ làm theo luật pháp của Đức Trời. Cách đẹp lòng Đức Trời. Bằng cái nào? Không lìa bỏ một lời nào cả. Vâng giữ tất cả mọi thứ bằng lệnh mọi thứ đủ răn đó. Không lìa bỏ một lời nào cả. Bước theo Ngài. Mà làm theo lời Chúa là hy sinh đó quý vị. Hy sinh. Hy sinh cái gì? Hy sinh điều ác. Tất cả mọi thứ ấy tật xấu của xác thịt người ta mà trước khi chúng ta tin Chúa từng vương vào đó. Nói dối, buôn lậu, gian ác, lừa đảo, cướp giật, gian dâm, ô uế, ô nhiều lắm. Nó thành một cái món ăn hàng ngày không có không được ở trong xác thịt người ta rồi. Bây giờ theo Chúa chúng ta phải hy sinh nó, loại bỏ nó, không phải dễ dàng. Nhờ sức toàn năng của Chúa, nhìn vào lời hứa của Chúa, trong nó giáo ước của Đức Trời, kể cả luật pháp của Chúa nó, lấy sức toàn năng của Chúa mà hy sinh nó. Tức là liều mình theo Chúa đó. Thì bây giờ chúng ta đã thấy sự yêu thương của Chúa ở trên chúng ta được giải cứu ra rồi. Khi chúng ta được giải cứu ra khỏi cái cạm bẫy của ma quỷ cùng tội lỗi rồi, bây giờ Chúa sức giàu cho chúng ta. Cũng như chính Chúa Giêsu vậy đó. Con đường thì khi sinh ra trên đất này, trước khi đến với ra báp tít đó là con đường mẫu mực cho tất cả người tin Chúa phải làm theo. Chúng ta tin nhận luật pháp của Chúa và học làm theo luật pháp của Đức Trời. Từ chối tất cả mọi thứ thay tật xấu của quá khứ đi. Chúng ta làm theo lời Chúa. Học làm theo lời Chúa đi. Cái thời gian trọn vẹn đó sẽ giúp cho chúng ta lìa khỏi tội lỗi. Và bây giờ tâm linh chúng ta được sống lại. Bây giờ chúng ta được Chúa chọn. Chúng ta có sức. Và bây giờ Chúa phán rằng đẹp lòng ta mở đàng. Hãy nghe lời con đó. Bây giờ chúng ta nói Chúa sẽ bàn phương chọn. Giữa đời sen đang trên con đường đồng vắng. Hình bóng là chúng ta bắt đầu tin Chúa. Bắt đầu cảm thấy đi trong đồng vắng rồi đó. Người tin Chúa khi tin Chúa rồi bắt đầu bị người thân của chính mình, đã người chưa tin Chúa đó, ghét mình. Bởi vì mình không theo đường lối của họ nữa, họ bắt đầu ghét mình. Và mình cảm thấy tất cả mọi người xung quanh bản thân của mình ngày xưa là xa vắng mình đi. Giống như chúng ta ở đồng vắng trên sa mạc, chẳng ai thân với mình cả. Và khi chúng ta đến một chỗ nào đó, đến nghe một bài giảng, mà bài giảng của Chúa dạy chúng ta phải giữ nghiêm phần 10. Tất cả mọi thứ đã sinh ra đó phải nộp phần 10 cho Chúa. Khó chịu quá. Tôi làm buôn bán ngày mấy chục triệu, bây giờ dâng phần 10, ít lắm đâu. Không phải ít đâu. Tôi làm một ngày 100 triệu rằng dưng 10 triệu, 10 triệu, lớn lắm là 2 ngày 20 triệu rồi, mua được cái xe rồi. Tiếc của, đắng, đắng. Khi người theo Chúa, mà dùng trí khôn của mình theo Chúa đó, nghe lời Chúa đắng lắm. Tại vì nó đánh ngay vào cái lợi nhuận của xác thịt mình. Ngày Chủ nhật phải đi thờ phượng Chúa, không đi buôn bán, không được đi chơi bời. Tất cả phải từ bỏ hết trong ngày Chủ nhật đó, cảm thấy đắng. Rồi buôn bán ngày sau đốt này khó khăn mà không lừa đảo, không nói dối, làm sao được giàu. Mà luật pháp của Chúa bảo phải làm theo lời Chúa, phải theo ta. Thì cảm thấy đắng quá. Mọi thứ bằng lệnh điều răn của Chúa ban cho là đắng quá. Bây giờ đã nhiều tiền đang đại gia đây. Rất nhiều cái đẹp theo mình mà Chúa đã không được phép ngoại tình, không được phép gian dâm ô uế. Luật pháp bị đắng quá, khó chịu quá. Thật đúng như tiên tri Esai nói như là khi chúng ta thấy người chẳng có sự gì tốt đẹp cho ta ưa thích được. Khi ta đọc kinh thánh chẳng có điều gì thích thú cả. Không có gì hấp dẫn cả. Đắng quá. Khi chúng ta theo Chúa sẽ có một thời kỳ chúng ta cảm thấy khó chịu và đắng. Lúc này dân Israel đến đất Mara này, nhưng mà nước tại đó thì đắng. Con đường đi trong đường vắng đó là con đường chúng ta theo Chúa, đi theo luật pháp của mình của Chúa đó. Mới đến với Chúa cảm thấy thích thú lắm, hy vọng lắm. Bởi sao? Chúng ta có nan đề, ta có sự bắt bớ, chúng ta có hoàn nạn. Đến với Chúa vui mừng lắm. Nhưng mà chờ không thấy điều đó rời khỏi chúng ta. Chúng ta cảm một buổi lạy lạ vì sao Chúa? Con tưởng có đến với Chúa được ngay được Chúa giải quyết cho con chứ. Đằng này chẳng thấy gì cả, chỉ thấy hội thánh cầu nguyện thì Chúa ban sức cho con mà thì chẳng sức đâu cả, con vẫn thấy mệt. Người ta vẫn đòi nợ con, hoàn nạn vẫn xảy ra cho con, vẫn cô đơn. Sao vậy Chúa? Bắt đầu nghe lời Chúa không được bao giờ. Giống một người bị bệnh cảm đấy, ăn cái gì cũng đắng. Là thấy đắng bây giờ. Dư sự quán trách Môi-se. Cùng dư nhân mục sư ơi, sao kỳ vậy? Tôi tưởng đến với thờ phượng Chúa, tôi mục sư cầu nguyện chúc phước cho là về mọi sự được sẽ tiêu bán đi chứ. Ai giờ đâu về nhà vẫn thấy còn nặng nề hơn, bắt bớ nặng hơn nữa. Sao vậy? Khi Môi-se đến sự Ê-díp-tô nói với dân Israel rằng Đức Giê-va đã đoái thương chúng ta rồi, thì ngày sai sứ giả đến để đem ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô này để đến nơi xứ đậm sữa và mật đó. Họ mừng quá, cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa tổ phụ chúng ta là Abraham đã được Chúa nhớ lại rồi. Nhưng mà ai chờ đâu, ngày hôm sau quản công của Pha-rô nó đến giao thêm nhiều việc nó ra cực hơn nữa. Họ đến ông Môi-se sao kỳ vậy? Khi ông Chúa đến đây chúng ta làm việc có dễ dàng, từ ngày ông đến đây giờ nặng nề hơn, việc nhiều hơn, làm sao chúng tôi sống được bây giờ? Họ kêu đắng. Môi-se kêu van Đức Giê-va. Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệu xuống nước, nước bèn hóa sang ngọt. Nếu lấy chiếc khôn đọc qua đoạn kinh thánh này, người ta có thể thấy dường như lời Đức Chúa Trời đã phán đó không ứng với những sự làm bầm của dân Israel. Ủa, tại sao dân Israel làm bầm mà Chúa lại chỉ cho Môi-se một cây gỗ
rồi kia có quăng xuống nước để nước lại ngọt. Có điều gì mâu thuẫn không? Nhưng mà chúng ta thấy gì? Chúa chúng ta đấng khôn ngoan và mưu lợi. Chúa thử dân Israel. Ngài biết chỗ đó nước đắng. Ngài đem họ đi qua đó xem để Chúa lột trần cái lòng ở trong người ta ra. Người ta đi theo Chúa để làm gì? Rất nhiều người ngày hôm nay quên mình là ai. Họ đến với Chúa, họ quên mình là ai. Họ tưởng họ là thượng khách của Chúa sao? Khi người ta đến với Chúa, chúng ta phải biết rằng chúng ta là tội nhân đáng chết. Nhưng mà bởi vì Chúa là đấng hằng thương xót, tôi đến với Chúa để được cứu rỗi. Để được cứu rỗi đó thì chúng ta phải nhận biết trách nhiệm chúng ta làm thế nào để được cứu rỗi. Quý vị đói ư? Ai cũng đói cả. Quý vị muốn ăn ư? Phải trả giá chứ. Tùy theo cái món ăn quý vị muốn ăn. Bánh đúc thì rẻ tiền, củ khoai đắt hơn chút xíu. Món phở nhiều tiền hơn nữa. Phải trả giá. Về muốn ăn thì chúng ta phải có tiền mua đồ ăn. Mà không có tiền mua đồ ăn thì chúng ta phải lao động để có sản phẩm ra. Chúng ta phải trả giá. Vì khi ta đến với Chúa để được cứu rỗi, chúng ta phải nhận biết trách nhiệm của mình. Làm thế nào để được cứu rỗi? Tại sao tôi phải cần được cứu rỗi? Ấy là vì chúng ta đang chết. Ủa tại sao chúng tôi đang sống mà là chết? Mà đúng, chúng ta đang sống trong sự chết. Tức là sau thì này chết đi thì linh hồn chết đời đời. Ở đâu? Dưới địa ngục. Như vậy thì chúng ta nhận biết rằng chúng ta phải được sống lại để được sống đời đời cho linh hồn mình. Thì chúng ta phải có một trách nhiệm làm theo lời Chúa. Tội lỗi có nghĩa là không chịu làm theo điều đã bảo cho làm. Tức là không vâng lời Chúa. Thì đó là tội. Vậy thì bây giờ tôi đến để được cứu rỗi. Tôi nói với Chúa, Chúa làm thế nào tôi được cứu rỗi? Chúa nói, hãy làm theo lời của Đức Chúa Trời. Hãy nghe lời các tôi tất của Chúa, giảng lời Chúa và làm theo đi. Hầu cho ngươi nhận biết con đường ngươi phải đi. Học luật pháp của Chúa thì nhận biết mình có tội. Khi có tội rồi thì luật pháp chỉ biết làm theo để sạch tội, ăn năn. Ăn năn có nghĩa là không phạm tội nữa, xưng tội mình ra không làm theo tội lỗi nữa, nhưng làm theo lời Đức Chúa Trời. Thì bây giờ tội chúng ta sẽ được sạch. Mà chúng ta nhiều thứ tội lắm. Học hết cuốn kinh thánh này chúng ta vẫn còn biết ra mình còn tội này còn tội kia rất tinh vi rất nhỏ. Nhưng nếu nó là tội dù nhỏ đến đâu chăng nữa thì cũng là tội đấy, thì phải làm sạch nó. Đức Chúa Khôn Ngoan và Mưu Lợi đã phán trước cho dân Israel cả thuộc thể và thuộc linh. Nghĩa là dân Israel tương lai của Ngài là những sự mà Ngài sẽ làm cho tuyển dân của Ngài. Đức Chúa Trời không tạo ra nước đắng. Vì Đức Chúa Trời đã tạo nên một con sông từ nơi đen chảy ra để tưới vườn, và từ dòng sông này chia thành bốn ngả để chảy khắp vườn và các vùng phụ cận để chăm sóc các loài cây mang lại đồ ăn cho loài người và cho muông thú do Ngài đã tạo nên. Tại sao người ta nói lời cay đắng? Cũng là con người, có người không nói lời cay đắng. Người không nói lời cay đắng đó bởi vì trong lòng người ta ngọt rồi. Còn người nói lời cay đắng đó bởi vì họ đang bị tổn thương, bị sự đổ xả làm khổ cuộc đời của họ, nên họ cay đắng. Naomi có nghĩa là ngọt, ngọt ngào. Bà sinh ra ở xứ Giu-đa, rồi theo chồng rời khỏi xứ Giu-đa đó, đi vào xứ dân Amon. Bà bị thất bại, chồng chết, con chết. Cuối cùng bà buồn bã quá, rồi bảo các con dâu đi về nhà các ngươi đi, đừng theo ta nữa, vì Đức Giê-ba có làm ta cay đắng. Chúa có làm cho bà cay đắng đâu. Tại vì bà rời khỏi đất của Chúa, bà đi ra dân ngoại, đi vào dân của dân Amon, rồi thờ lại thần tượng đó, nên bà thất bại. Mà Đức Trời thương xót cho bà một đứa con dâu tên là Ruter, quyết định đi theo bà đến cùng. Khi bà trở về xứ Giu-đa, người ta đón bà, có phải Naomi không? Bà nói, đừng gọi ta là Naomi nữa, mà gọi là Mara, vì Đức Giê-ba có làm cho ta cay đắng. Nhưng khi bà trở lại cùng Chúa, điều cay đắng còn không? Hết. Khi chúng ta trở lại cùng Chúa thì Ngài sẽ làm ơn cho chúng ta, vì Ngài là cha của chúng ta. Vì chúng ta bắt đầu làm theo được Chúa và hết cay đắng. Đoạn kinh thánh này tuyệt vời cho chúng ta. Chúa thử người ta. Đã bây giờ Chúa phán họ như thế nào? Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ ta, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Nghĩa là kể từ Adam thì là người sinh ra đó đều có mầm bệnh cả rồi, bởi vì bị rủa xả. Thân thể xác thịt của ta bị rủa xả, tức là ai cũng có mầm bệnh cả rồi, chỉ đến khi là phát tác lên thôi. Nó không phát tác ngay đâu, có người là phát tác ngay, có người đang thịnh vượng giàu có này phát tác ra. Khổ nhất là người đưa mấy bạc tỷ trong tay rồi bắt đầu bệnh rồi, bắt nằm bệnh viện. Tiền cứ dần dần bay vào túi của bác sĩ, hết dần. Khi ra khỏi bệnh viện người teo là rồi, tiền hết. Bây giờ muốn làm, không có sức làm nữa. Cái rủa xả nó giáng cho rất là kinh khủng. Vì cớ tội lỗi của loài người mà đất bị rủa xả. Và như vậy nước đắng là hậu quả của tội lỗi do loài người gây ra. Một điều mầu nhiệm nữa được tỏ ra tại đây là tấm lòng của người ta đầy rẫy sự cay đắng, hay làm bầm, oán trách, hay đứng nghịch lại mọi sự xung quanh mình, đứng nghịch lại môi trường sống, hoàn cảnh sống và mọi người xung quanh mình. Và như vậy người ta đã nghịch với chính sự sống của người ấy và nghịch với chính tâm linh mình. Đó là một thứ bệnh nan y mà người ta không thể tự chữa lành mình được. Nhưng Chúa Giê-xu đã phán như thế nào? Sự chi người ta không làm được
thì Đức Chúa Trời làm được. Khi Môi-se kêu van Đức Chúa Trời, bây giờ Đức Chúa Trời bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Chữ cây gỗ được chép trong câu 25 này trong tiếng Hebrew là chữ S, ra từ chữ Asad số 6095, có nghĩa là cây gỗ, tức là cây để lấy gỗ, để đóng cửa, để khép cửa, để làm cho ngậm miệng lại, làm cho nhắm mắt lại, để buộc chặt, để trói chặt, để làm cho chắc chắn. Ý nghĩa thuộc linh đó là để đóng cửa. Đóng cửa gì? Cửa miệng này. Vì miệng người ta hay cay đắng, tất cả mọi thứ ra từ miệng người ta có thể làm ô uế người. Chúa nói rồi, từ người phạm tội bắt đầu từ đâu? Miệng. Và tiếp tục phạm tội bởi cái miệng. Vì miệng người ta như là cái giếng vậy, như dòng sông vậy đó. Theo thuộc thể thì là cái cây, không phải là khúc gỗ, mà cái cây, tức là cây này khi lớn lên nó thành cây gỗ, người ta có thể lấy cái cây gỗ đó để làm vật liệu xây dựng được. Mà trong thuộc linh là để đóng cửa, để khép cửa, để làm cho ngậm miệng lại, là cho nhắm mắt lại, để buộc chặt, để cho chặt, làm cho chắc chắn. Làm thế nào để tôi khiến người này không thể đi ngoại tình? Ai cho tôi biết? Làm thế nào tôi khiến người này không thể đi ngoại tình được nữa? Cho người đi thám tử à? Không, làm sao? Tôi giảng luật pháp của Đức Chúa cho người này. Khi người này hiểu rồi, dám ngoại tình không? Không dám. Vì biết rằng thiên sứ của Chúa ở trong anh ta, ma quỷ rình mò trong anh ta và sẽ tố tội nó trước mặt Đức Trời, và khi tội bị bắt quả tang rồi thì Chúa phán xét, điều gì xảy ra? Linh hồn đó sẽ chết dưới địa ngục. Lời của Đức Trời có quyền năng đóng cái mắt chúng ta lại để không nhìn điều ô uế. Lời của Đức Chúa có quyền năng khiến người ta ngậm lại không dám như vậy. Lời của người ta có quyền năng đóng lỗ tai lại để không nghe cái lời kinh khủng, lời dụ dỗ. Lời Chúa có quyền năng. Nên là cái cây có nghĩa là để đóng cửa, để khép cửa. Ở trong sách Nhân Ca đoạn 8, lời Chúa chép như là: chúng tôi có một em gái nhỏ chưa có nương lòng, chúng tôi sẽ làm gì chứ em gái đó trong ngày người ta hỏi nó. Tôi tới Chúa này: Chúa ơi, có mấy người mới tin Chúa đến đây họ chưa hiểu biết gì cả. Chúng con phải làm gì để khi mà Chúa trở lại đón người ta về thiên đàng thì những người đó sẽ được cứu? Chúa nói là: nếu là một cái cửa, hãy đóng lại bằng ván hương nam. Và nếu là một cái tháp, xây tháp bạc trên nó. Nhiệm vụ của người hầu việc Chúa là phải dùng nguyên tắc của lời Chúa này để giảng cho người đó, để người đó hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời rồi, chính người ta sẽ kính sợ Đức Chúa Trời, bởi vì người ta yêu sự sống của mình thì phải kính sợ Chúa. Ngày mai chúng ta biết điều này mà. Chúng ta biết rằng đồ ăn chúng ta vô cùng quan trọng, nhưng nó có thể trở thành vật giết người nếu chúng ta vi phạm vệ sinh. Đúng không nào? Về nhà chúng ta cầm tay bốc cơm không? Không, rửa sạch tay rồi mới cầm chén sạch, đũa sạch mà ăn chứ. Ở một số nước như Ấn Độ hoặc Nam Mỹ thì người ta bốc cơm ăn, bốc đồ ăn ăn. Nhưng mà ta phải rửa sạch tay đã. Rửa lại xe trước khi ăn thì sao? Rửa tay rồi mới lấy bánh mà nhúng vào nước nho để ăn chứ. Như vậy lời của Đức Chúa có quyền năng khi người ta nhận biết chúng ta phải sạch tội. Mà cái sạch đồ tội đầu tiên là gì? Sạch tư tưởng để không có lời nói ra khỏi miệng ta. Tức là những lời vô ý thức, lời nói của sự cay đắng, sự làm bầm. Làm cho nhắm mắt lại, buộc chặt, trói chặt, làm cho vững chắc. Lời của Đức Chúa có quyền năng buộc chúng ta lại với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhận biết chúng ta là con của Đức Chúa Trời và được quyền kế tự lời Chúa. Và chúng ta cũng biết rằng nếu rời Chúa ra, chúng ta sẽ thành con cái của ma quỷ. Nó sẽ cướp chúng ta và chúng ta sẽ bị chết. Bây giờ chúng ta sợ rồi, buộc chặt lại với Chúa. Có nhiều người nuôi chó quý, dùng xích, không cho nó ra. Nhưng mà con chó thích tự do lắm. Nó thích chạy ra. Hôm nào sổng xích ra, nó chạy sang xóm mà chơi với con cái bên kia cả. Bây giờ làm sao để nó khỏi chạy? Bỏ xích ra, cho sang bên hàng xóm chơi được. Lấy quả pháo buộc cái đuôi nó đi. Nó đang chơi hả? Đốt quả pháo. Đùng một cái rồi. Sợ quá chạy về đâu? Chạy về nhà. Lần sau dám ra khỏi nhà không? Không dám nữa rồi. Sao? Sợ chết. Người nếu con là thấy quan tài thì sẽ đổ lệ. Lời Chúa quyền năng khiến chúng ta không phạm tội. Cái cây mà Đức chỉ cho Môi-se đó là bóng vệ Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả mọi người nhìn thấy Chúa Jesus Christ đã bị đóng trên thập tự giá đó. Không phải bởi tội lỗi của Ngài, nhưng mà bởi vì Ngài mang tất cả tội lỗi của người ta ở trên Ngài. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đó, cái người phạm tội sẽ bị treo trên cái gỗ như vậy đó. Chúa dùng cái điều đó để chỉ cho biết bất cứ người nào phạm tội cũng sẽ chết ở trên cây thập tự. Chúa Jesus mang tội cho người khác để cứu người ta. Nhưng mà vì Ngài không có tội, nên Ngài chịu chết thay cho người ta đó. Nhưng mà vì Ngài không có tội, nên sự chết không thắng được Ngài. Đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại rồi. Như vậy, hình ảnh này, đó là lời tiên tri về Chúa Jesus Christ. Khi chúng ta gặp nan đề, khi chúng ta gặp lời Đức Trời giảng cho chúng ta cảm thấy đắng. Ấy là bởi vì chúng ta có phạm tội. Và giờ chúng ta nghe lẽ thật của Đức Trời. Và luật pháp đó chỉ chúng ta biết điều chúng ta đang làm đó là tội ác. Chúng ta cảm thấy cay đắng lắm.
Chúng ta cảm ước được vô cùng. Tại sao tôi lại ngu dại làm cái việc đó? Vì là sao bây giờ? Chúng ta tỉnh lại đi. Tỉnh, nín, nghe này. Đọc luật pháp cho. Hiểu chưa nào? Như vậy đừng phán xét mình nữa. Bởi vì con là nạn nhân của tội lỗi. Tội lỗi là ma quỷ. Con là nạn nhân. Bởi vì khi con ở trong bụng mẹ, con đã bị bán cho tội lỗi rồi. Nhưng bây giờ Đức Chúa sẽ răng tha thứ cho con. Là bởi vì khi con muốn làm điều thiện thì Đức Chúa cứ dính dắt theo con. Là vì con không có quyền làm cho chọn được nữa. Vậy thì đừng kết án mình nữa. Hãy đến với Chúa. Xin Chúa tha thứ tội cho con. Chúa sẽ tha cho con. Và bây giờ Chúa sẽ ban sức cho con để con quyền hợp pháp trở nên con cái của Chúa. Chúa sẽ ban cho con quyền đọc lời Chúa mà không bị phán xét. Con đọc lời Chúa đi. Bây giờ con biết rằng, tôi biết rồi. Như vậy là tôi là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà ma quỷ đã khiến tôi trở thành nạn nhân của nó rồi. Bây giờ lời Chúa chỉ cho tôi trở lại cùng Chúa. Hết đắng chưa? Hết đắng. Có cần nhổ cả cái cây không? Không cần, một cành cây thôi. Vì Đức Chúa yêu thương thế gian, tôi đã ban con một của Ngài hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất, sao được sự sống đời đời. Một cành cây thôi. Chúa Giêsu là cả một cây sự sống đời đời. Chỉ cần một cành, chắc là một nguyên tắc, một riêng mối, một lời của Đức Chúa Trời thôi. Có thể chụp chúng ta lại nhờ. Để chúng ta quyền hợp pháp trở lại cùng Chúa. Để rồi chúng ta hợp pháp ở trong vườn của Chúa rồi. Trồng vườn ở dưới vườn. Để toa gỡ cây sự sống của Chúa vào trong chúng ta. Để biến đổi chúng ta trọn vẹn lại cho Đức Chúa Trời. Theo những hình bóng của Chúa dựng để chúng ta vậy. Đây là lời Chúa ban cho chúng ta. Và Chúa ban tiếp. Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời của Chúa. Cái cây đó chuộc nước để cho ngươi hết đắng. Có nghĩa là cho người được sống. Đó là hình bóng về luật pháp của Chúa. Cái cây đó tưởng như không liên quan. Nếu không liên quan, tại sao Chúa để phán về chăm chỉ luật nghe luật pháp của Đức Chúa Trời? Lúc này dân đã xem được nhân luật pháp chưa? Chưa. Họ đang chuẩn bị tới Sinai mà thôi. Trên đường tới gần Sinai rồi. Chúng ta đang trên đường tới Sinai thuộc linh của Chúa. Khi tới Sinai, dân Israel được thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên núi Sinai. Ngài phán từ trên, phán xuống, họ nghe tiếng Chúa. Và Chúa ban luật pháp của Ngài cho họ. Và hai bằng đá luật pháp được đi và trong cái hòm bằng chứng đó, trong đúng một năm chọn dân Israel ở lại từ đường vắng Sinai để xây dựng đền tạm của Chúa đó. Đó là hình bóng chúng ta ngày nay. Chúng ta đang ở giữa thế gian mênh mông mờ tối này. Và chúng ta đang ở tại cái nơi này trong cái thời điểm này. Để Ngài ghi tạc lời Ngài trong lòng chúng ta và trong trí khôn chúng ta. Tức là khi chúng ta tiếp nhận luật pháp của Đức Trời và Chúa lập giấc ước với chúng ta bằng huyết của Chúa. Và bây giờ Ngài đang bọc vàng bề trong và bề ngoài trong cho chúng ta. Và Ngài bắt đầu trang bị lời của Ngài và cho chúng ta. Chúng ta đã nhận hai bằng đá luật pháp cho mình chưa? Chưa. Chúng ta đang nghe tiếng phán của Chúa từ trên trời phán xuống qua tôi tới Chúa. Tôi là Chúa soạn ra và giảng lại thật. Và thánh linh của Chúa nói, đây là tiếng của ta, đây là lời của ta, đúng là của ta. Chúng ta đang tiếp nhận nó cho mình để xây dựng cái lòng chúng ta trở thành hòm bảng chứng, bọc vàng bề trong và bề ngoài. Đến kỳ cuối cùng, hai bản đạo được pháp đưa vào trong chúng ta rồi, chúng ta hallelujah, bay lên trên không trung để gặp Chúa. Bây giờ chúng ta bắt hành trình về thiên đàng. Chúng ta đang ở trong giai đoạn đồng vắng mênh mông này. Chúng ta đang xây dựng nền tảng của Đức Chúa Trời trên đất này. Chúng ta đang nghe tiếng của Chúa phán trực tiếp với chúng ta qua tâm linh của chúng ta vậy. Cây mà Diêu Má Đức Trời chỉ cho Môi-se để quăng xuống nước đó là bóng về lời của Đức Chúa Trời, là nguyên tắc, là giường mối và cũng là lời tiên tri về Đức Chúa Jesus Christ con một của Đức Chúa Trời sẽ phải lìa ngôi báu thiên đàng để đến thế gian này chịu chết trên thập tự giá làm giá cứu chuộc loài người như tiên tri Ê-sai đã nói trong Ê-sai đoạn 53 từ câu 1 đến câu 12. Một cái cây đã phải chịu cắt khỏi gốc của nó để xuống đất này để chữa lành chúng ta. Cũng có thể như vậy, khi Môi-se lấy cái cây đó vứt xuống nước thì nước trở nên ngọt. Thì cũng có thể như vậy, ai từ trong Đức Chúa Trời ra để có thể đem được đó cho chúng ta được? Còn Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Christ. Ê-sai đoạn 53 câu 1 đến 12 chép: ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được, người đã bị người ta khinh rẻ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta có chẳng coi người ra gì. Thực người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi làn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng từng mở miệng, bởi sự ức hiếp và xử đoán,
nên người đã bị cất lấy trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi người chết, người được chôn với kẻ giàu. Dòng người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi dâng mạng sớm người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-va nhờ tay người được thành vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Về đêm ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng xuống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho kẻ phạm tội. Câu 8 chép là: bởi sự ức hiếp và xử đoán nên người đã bị cất lấy, chẳng kẻ đồng thời với người quay suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Người ta không để ý đến lý do tại sao Chúa Giê-xu lại bị. Bất cứ khi nào người ta làm sai một điều gì, hoặc nói, hoặc làm, thì môi trường sống chung quanh người đó sẽ phải chịu sự thiệt hại bởi chính sự sai lầm của người ta. Chúng ta nên nhớ cái điều này. Khi người ta làm sai bất cứ điều gì, thì ngay lập tức môi trường sống, hoàn cảnh chung quanh chúng ta đều bị thiệt hại. Khi người ta nấu nồi cơm bị cháy, chung quanh người ta ngửi mùi khét, khó chịu, ô nhiễm môi trường không khí. Khi người ta đi sai đường lối, va chạm lung tung, đụng độ, tai nạn xảy ra. Bất cứ điều gì ta làm sai đều có quả của nó cả. Thiệt hại kinh tế, tài chính, thời gian, vật dụng, sức khỏe, thậm chí hạng mạng sống. Bởi cái đó Chúa dạy chúng ta phải nhờ cậy Chúa để có sự khôn ngoan và thông sáng. Khi chúng ta ở một nơi nào đó được phước Chúa ban cho, thì chúng ta sẽ làm cho môi trường xung quanh đó được hòa bình với mình. Chúng ta nhớ khi xưa David được Chúa thức giàu bị Saul đuổi đánh, David cùng với cả người thân của mình và nhiều người đi theo mình đó phải lẩn trốn nhiều nơi. Nhưng mà Kinh Thánh nói như thế nào? Bất cứ nơi nào David cùng người của David ở nơi đó thì dân sự xung quanh đó được bình an. Nhớ thấy gia đình của Na-banh không? Các đầy tớ của Na-banh làm chứng rằng họ ở với chúng tôi giống như một sự bảo vệ cho chúng tôi vậy đó. Họ không đụng chạm bất cứ một con chiên nào cả. Nhờ họ chúng tôi được bình yên. Họ làm chứng. Bởi vì dân sự của Chúa ở nơi nào đó thì nơi đó được ban phước cho. Khi dân Israel ở trong xứ Gô-sen, xứ đó được bình tĩnh. Bất cứ ở nơi nào cũng vậy. Hội thánh của Chúa ở nơi nào mà hội thánh của Chúa được mạnh và được chúc phước thì an ninh ở đó cũng được tốt nữa. Vì thân của Chúa ở nơi đó và ma quỷ là kẻ trong sự tan đó không thể lần quất chung quanh nó được. Bởi nên rất khó chịu khi hội thánh của Chúa thờ phượng Chúa. Vì khi hội thánh thờ phượng Chúa không phải chỉ có âm thanh vang ra mà thôi, mà thiên sứ của Chúa đến. Khi thiên sứ của Chúa đến, ma quỷ liền nghe lập tức. Chúng ta phải hiểu đây là nguyên tắc. Nước đắng không phải do lỗi của Đức Chúa Trời, cũng không phải lỗi của Môi-se, mà là hậu quả của tội lỗi của loài người gây ra. Và để chữa lành nước đắng, một cái cây phải chịu chết để khiến cho nước đó hết đắng. Cây được chết theo đoạn cái thánh này, nguyên văn không chép là cây gỗ, như là cây, nghĩa là cây đang sống, là loài cây mà người ta sẽ lấy gỗ để làm công việc xây dựng. Đức Chúa Trời đã chỉ cho Môi-se cây đó, và công việc mà Môi-se phải làm là khi Môi-se vâng lời Đức Chúa Trời liệng cây đó xuống nước đắng thì nước đó liền hết đắng. Trong tâm linh của loài người cho đến xác thịt, người ta đều mang mầm bệnh. Đó là thứ bệnh lây nhiễm từ ma quỷ, thứ bệnh nổi loạn, tham lam, ích kỷ, bất vâng phục bằng lệnh của Đức Chúa Trời. Và vì những tội lỗi đó mà người ta thất bại, và vì sự thất bại mà người ta cay đắng, hận thù, ganh ghét, đố kỵ, không tha thứ. Tất cả loài người đều bị nhiễm cái bệnh này. Muốn thử hả? Dễ lắm. Quý vị xuống dưới kia đi, pha cà phê xong, quý vị vừa quay ra, cất đi, tôi lấy tôi uống. Quý vị bực không? Bực. Nhưng vì tôi là mục sư, chắc vị nể quá, cười thôi. Nếu tôi phải mục sư, ta sao lấy uống của tôi đây? Bực ngay lập tức. Vì quyền lợi bị động chạm. Tất cả mọi chúng ta đều ích kỷ, tham lam, hay làm bầm, hay mang nhiếc, cay đắng. Đó không phải của chúng ta. Nó đến từ ma quỷ. Khi nói đến chúng ta, là nói là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa tạo dựng chúng ta rất tốt lành, cho sự thánh khiết công bình của Ngài. Nhưng từ khi đang phạm tội, đã mở cửa cho ma quỷ đột nhập vào cư trú trong thân thể xác thịt của loài người. Và những cái tính nết mà xác thịt người ta có đó đến từ ma quỷ, là con cái của ma quỷ. Cái tính nết đó đến từ ma quỷ. Và bây giờ chúng ta đến với lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải nhớ biết là những gì mà lời Chúa có chép đó là của mình. Đó là chính là chúng ta thuộc về đó.
Nhưng điều đó là của chúng ta, đến từ Đức Chúa Trời và thuộc về tâm linh chúng ta. Khi ta đọc lời Chúa, chúng ta phải ô, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Bây giờ con biết là bổn tính của con phải là thế này cơ. Amen. Con amen với lời này. Thì Chúa khi nó vào trong lòng con đi. Nhưng phần lớn người ta không để ý. Người ta đã đến lời của Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh chắc nhờ luật pháp của các ngươi. Đây là bản chân dung của chúng ta. Lời Chúa là chân dung của chúng ta và chúng ta ra từ Đức Chúa Trời. Lời Chúa làm chứng về Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Vậy chúng ta ra từ Đức Chúa Trời. Chúng ta là bản copy đến từ Đức Chúa Trời. Chính xác chưa? Bởi vì Ngài hà sinh khí của Ngài vào, chứ Ngài không nhìn một bản vẽ để tạo nên chúng ta. Ngài hà sinh khí từ chính Ngài vào trong chúng ta. Như vậy bỏ ra 100% ra từ Ngài, chỉ có nhỏ xíu thôi. Chúng ta ra từ Đức Chúa Trời. Như vậy tất cả điều gì là lời Chúa chép xuống, đó là ra từ Ngài. Như vậy nói về chúng ta và thuộc về chúng ta. Vì khi chúng ta đọc Chúa, lạy Chúa con amen điều này, thì Chúa dùng cái này thay đổi cuộc đời con và trong con đi, để con hưởng lấy tất cả điều này cho con. Không phải là nhiễm nữa, nó vào trong con để thay thế tất cả mọi sự mà ma quỷ đã nhuộm con, làm giả con, không giống như Chúa nữa. Bây giờ con phải trở lại cùng với Chúa. Xin Chúa khiến lời này vào trong con. Chứ bảo được, hàng ngày con cứ đọc lời Chúa đi, con thuộc nó, con thích nó, con sung sướng lời đó, thì bây giờ nó vào trong con. Khi ta ăn đồ ăn gì nó cảm thấy ngon miệng, chúng ta ăn hết được. Còn nếu ta cảm không thích nó, ăn không hết. Và nếu ta nhận biết rằng lời Chúa là nói về chính mình, nó thuộc về mình, và nhiệm vụ của mình là phải lấy lời này vào cho mình, thay thế mình. Muốn thay thế thì chúng ta phải học, suy nghĩ, thích nó, biết nó quan trọng và nhập tâm vào trong mình. Nhớ nó luôn. Chúng ta đi ngoài đường ngày nay thấy nhiều người đi bán mấy cái chanh trẻ con không? Toàn chanh Trung Quốc không à? Là bởi vì người ta nhìn những đứa trẻ đó, những người mà hình dạng nó không được đẹp lắm ấy, thì mua chanh đó về để tư tưởng. Kể cả chồng lẫn vợ mua về muốn con mình như vậy, nhưng mà sao dại dột vậy? Cứ giống con người ta. Đó là bởi vì người ta nhìn bức tranh đó mà tư tưởng, mà muốn như vậy. Vậy chúng ta nhìn vào lời Đức Chúa Trời, con tư tưởng muốn được giống như Ngài. Không phải hình ảnh mà là bổn tánh của Ngài. Nếu bổn tánh đẹp, người sẽ đẹp. Không giống như thế gian tạo lên hình đẹp mà không có mùi thơm. Nhưng Chúa đã đẹp là có mùi thơm. Vậy thì con cầu xin Chúa khiến cho lời này vào trong con. Xin Chúa khiến cho con thích thú lời này và khiến cho con nhớ lời này luôn luôn. Và luôn luôn ao ước được giống như vậy. Xin Chúa làm công việc đó. Thì khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta cảm thích thú. Và khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta được đi sâu trong lời của Đức Chúa Trời đó. Chúng ta nhận biết là Chúa đã ban điều đó cho chúng ta rồi. Chúng ta được kế từ lời Chúa, sởi lời Chúa và tôi cảm thấy ngọt ngào về lời Đức Chúa Trời. Loài người không thể tìm được phương pháp nào hay một loại thuốc nào để chữa được căn bệnh cực độc này. Nhưng lời Đức Chúa Trời đã phán như này: nếu ngươi chăm chỉ nghe lời dưới vai Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước bằng Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng dám cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho sự ấy tôm, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho người. Ngày nay có nhiều người đọc lời này bỏ qua. Tại sao vậy? Ở đây lời Chúa. Họ hiểu sai về lời Chúa rồi. Lời Chúa phán là dành cho chúng ta. Chúa cứu chúng ta bằng lời của Ngài. Ngài dùng lời của Ngài để biến đổi chúng ta. Làm thế nào được một quả bóng có thể bay lên trời được em? Làm thế nào chúng ta để lên trời được? Khí của Đức Trời vào trong chúng ta. Lời của Đức Trời là thần linh sự sống vào trong chúng ta rồi sẽ khiến ta về thiên đàng được với Ngài. Nên mình phải nhận lời Chúa vào trong mình. Chúa bảo ta chăm chỉ làm theo lời Chúa là bởi vì lời Chúa có quyền năng. Lời Chúa khi vào chúng ta rồi sẽ mọc lên và xanh trái cho chúng ta. Xanh trái như thế nào? Cái nhà này muốn lật đổ nó không cần bom đạn, dễ lắm. Đưa đất vào đây, gieo đầy cây trong đây. Loại cây bồ đề ấy. Có loại cây dễ mọc ấy. Gieo đây, có nước vào, ánh sáng còn nhiều vào. Ánh sáng càng nhiều, nó mọc nhanh bao nhiêu rồi cũng nó đổ tung nhà luôn. Nó mọc lên mà. Ánh sáng cứ tiếp tục, nước cứ vào, chất bổ cứ vào rồi nó mà bùng luôn, sức mạnh của nó. Cây cầu ở bên dòng sông Mississippi của Mỹ này bị đổ sau 20 năm vì cái gì? Vì phần chìm bổ cầu. Nó làm tổ ở cái chân cầu đó, và phần của nó và kẽ của cái cầu đó, rồi nước mưa nó thấm vào rồi ngấm vào cái cột sắt bên trong rồi bùng ra, chỉ sắt nó bùng ra, nở, bùng bê tông ra, cầu sụp. Dễ cây có thể làm bùng cầu được. Lời Chúa quyền năng lật đổ tất cả mọi thứ đồn lũy của ma quỷ ở trong tư tưởng xác thịt của chúng ta. Khi ta làm theo lời Chúa, thấy phước đến rồi, chúng ta sẽ làm theo lời của Chúa hoài và bác bỏ tất cả mọi kinh nghiệm của thế gian, lời của thế gian, mọi mưu trước, lời dụ dỗ của người ta đã, mách nước của người ta đã, bỏ hết. Người ta mách nước với nhau, ngày lừa đảo đủ thứ. Nhưng mà khi mà cơ quan chức năng phát hiện ra, bắt phạt xử lý thì sao? Toàn bộ cái điều gì người ta làm ấy là thất bại hết rồi. Con cháu sợ lắm không dám làm nữa. Họ phải thất bại, họ phải chịu thiệt hại rồi, mới biết là lời Chúa là tốt lành. Vì Chúa chỉ chúng ta lời của Đức Trời và tất nhiên lời Chúa vào trong chúng ta để lật đổ tất cả mọi sự thuộc về sự chết. Thì thấy chết là gì? Để cho những gì thuộc về sự chết đã bị sự sống nuốt đi. Chúng ta thay thế cái kinh nghiệm chúng ta bằng lời của Đức Trời. Chúa nói này,
Nếu ta làm theo lời của Đức Trời, là sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe mọi điều răn và giữ mọi luật lệ của Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va đứng chữa bệnh cho ngươi. Điều đó có nghĩa là chúng ta có một bệnh trong mình rồi, vì chúng ta đi theo Chúa như vậy đó. Lời sự sáng của Chúa ngăn trở tội lỗi chúng ta. Khi chúng ta không làm tội thì mầm bệnh không mọc được nữa. Sự già không có tác dụng nữa, vì nó không mọc lên được nữa, không có tai họa đến nữa. Vì chính Chúa chữa lành chúng ta ở chỗ này. Nhưng có một điều quan trọng là có rất nhiều người đã đến với Chúa hơi muộn. Trong họ có ung thư, có tiểu đường, rồi u này u kia đủ thứ rồi họ đến. Khi chúng ta đến với Chúa, lời Chúa là sự sống lại, lời Chúa là sự chữa lành. Khi chúng ta đến với Chúa là chúng ta tiếp nhận sự chữa lành để được phục hồi chúng ta lại cho Ngài. Chúa không muốn ta mang bệnh trên chúng ta. Chúng ta đã từng mang bệnh, tôi đã từng mang bệnh, nhiều thứ bệnh lắm, quái quỷ nữa. Mà bệnh nặng nhất tôi là 40 mấy năm tôi bị là viêm mũi dị ứng. Từ nhỏ bị viêm mũi dị ứng rồi. Thì là 44 tuổi khi tôi quay trở lại cùng Chúa, từ sự ban cho được thân hình rồi, tôi mới được chữa lành. Không phải ai là tay cả, tôi cầu nguyện, tôi công bố, tôi được chữa lành. Và bây giờ thân thể của tôi bắt đầu được phục hồi lại. Khi tôi trở lại cùng Chúa, mặt tôi như là như một người đeo kính hàn đấy. Khi mà hàn để mặt trần á, xung quanh đây đen xì, bỏ kính ra thấy xung quanh đầy sáng này, còn là mặt đen xì, kinh khủng, nhám kinh khủng luôn đấy. Nhìn vào những người đeo mặt nạ vì tội lỗi. Nhưng khi tôi lại cùng Chúa xong, vì mà mình đối diện với lời của Đức Chúa Trời hàng ngày, và mình ở trong lời của Chúa và Chúa chữa lành mình, và mình được trẻ lại, mình phục hồi tất cả mọi chức năng khả năng của mình trở lại. Vì Chúa phán này, Ngài chúc phước cho hoa quả bông trái của thân thể mình. Mình sẽ ở đằng đầu, không ở đằng đuôi. Mà đúng như vậy. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải công bố rằng lời Chúa là sự sống lại và sự sống. Lời Chúa là sự phục hồi lại tất cả mọi sự mà mình đã bị mất. Bệnh đó đã ở trên mình thật có thật rồi. Bởi vì tội lỗi mình đem lại. Nhưng bây giờ mình đến với Chúa, mình được sự chuộc lại cho Ngài đời. Mình phải tiếp nhận mình công bố. Mình công bố. Bằng cái nào? Không cần để tới Chúa đọc tay đâu. Tôi công bố lời Chúa chữa lành tôi. Đức tin tôi chữa lành tôi, Kinh Thánh chép như vậy. Vậy tôi công bố là tôi đã được chuộc lại cho Chúa Jesus Christ rồi. Tất cả mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự lại trở nên mới. Nhân lên Chúa tôi công bố tất cả mọi biến động, chúng tôi phải tiêu biến đi. Bởi vì tôi đã được chúc phước. Điều chi mà Đức Chúa đã chúc phước thì không bị rủa sả. Nhân lên Chúa tôi bẻ gãy tất cả mọi điều rủa sả đến trên tôi, vì cớ tội của tổ phụ tôi cũng như tội lỗi của tôi đã làm trước khi tôi tin Chúa. Mà tôi đã năn tội lỗi của tổ phụ tôi và tội lỗi của tôi rồi, Chúa đã tha tội tôi. Điều đó có chép trong Kinh Thánh. Nếu chúng ta ăn năn tội lỗi mình thì Đức Chúa là công bình và thành tín, xóa sạch tôi mọi điều gian ác. Chúng ta phải đánh trận được công bố, đuổi ra khỏi thân thể của mình. Nếu không đi, xin Chúa xét xử nó. Mình phải trở lại, mình phải khỏe mạnh. Vì đó là ý muốn của Chúa. Nếu chúng ta không làm theo lời Chúa, chúng ta không tin lời Chúa, không đẹp lòng Chúa. Chúa không thích chúng ta bị bệnh, vì Ngài đến để cứu chúng ta. Lời Chúa có quyền năng. Chúa muốn chúng ta được vui mừng, được khỏe mạnh. Vì sự vui vẻ của Chúa ở nơi còn cả đời người. Khi chúng ta ngợi khen Chúa, Chúa ở trên chúng ta. Chúng ta phải công bố. Tôi không chấp nhận cái sự già trên tâm trí của tôi. Nó có thể trên thân thể xác thịt của tôi, nhưng sẽ chậm hơn tất cả những người trong thế gian. Nó sẽ già chậm hơn. Mà đúng thật, tôi được trẻ lại. Tư tưởng của tôi sẽ trẻ lại. Mặc dù thân thể xác thịt có thể yếu đi theo luật tự nhiên của Chúa, nhưng mà tâm trí của tôi không yếu đi. Có người bên trong ngày càng đổi mới càng hơn, khỏe mạnh hơn. Đó là lời của Đức Trời. Vì Chúa đã hứa cho chúng ta như vậy. Chúng ta phải công bố lời Chúa vào cái sự đắng của chúng ta đó. Nói cái căn bệnh của chúng ta. Hơi bệnh, nằm độc của mày đâu? Bị phá hủy rồi. Trên thập tự giá, Chúa Jesus đã chuộc ta ra khỏi sự thảo của luật pháp rồi. Ngươi phải ra khỏi thân thể của ta. Ta không chấp nhận ngươi cứu Chúa cho thân thể xác thịt của ta. Vì thân thể của ta gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời. Nhân Chúa tôi chúc phước cho thân thể của tôi là đền thờ Đức Chúa Trời. Không bị bất cứ một thứ bệnh tật nào. Bởi vì Chúa đã chữa bệnh cho tôi rồi. Chúa đứng thành tín. Chúng ta phải công bố. Chúng ta phải công bố. Tôi được công bố và tôi được chữa lành không phải tay người ta đặt ra. Không người nào tay chúng tôi chữa lành tôi cả. Tôi tin lời Chúa tôi công bố và tôi được lành và tôi là tay chân người ta cũng được lành. Đức Trời không hiện xuống để chữa lành cho người ta. Như Đức Trời ban lời của Ngài cho loài người, tức là cho những người nào tin đến danh Ngài và làm theo lời của Ngài, người đó sẽ nhận được quyền kế tự lời của Đức Trời. Chính lời của Đức Trời sẽ chữa lành người ta. Vì Đức Trời đã dùng lời của Ngài để tạo nên muôn vật, và cũng lời đó Đức Trời nuôi dưỡng muôn vật, nâng đỡ muôn vật. Chúng ta phải công bố chính thân thể của chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Chúng ta chúc phước cho thân thể của chúng ta. Trong xứ Canaan có một vùng đất bị chai cứng, nước thì độc. Đó là vùng đất Jericho.
là nơi mà Đức Chúa Trời đã mạng lệnh cho Giô-suê cùng dân Israel triệt hạ thành đó bằng sự vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và cũng tại nơi này, khi người ta trình dâng nan đề về đất cùng nước cho người của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã dùng người của Đức Chúa Trời chữa lành cho nước cùng đất ấy. Các Vua thứ hai đoạn 2 câu 19-22 chép: dân cư của Jericho nói cùng Elise rằng: chỗ xây cất thành này tốt lắm, y như Chúa tôi thấy, nhưng nước thì độc và đất thì chai. Người đáp: hãy đem cho ta một cái bình mới và đựng muối ở trong. Chúng đem bình đến cho người. Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước mà nói rằng: Đức Giê-va phán như vậy, ta đã chữa lành cho nước này, tự nó sẽ chẳng còn gây sự chết hoặc sự nân nữa. Vậy theo lời của Elise phán ra, nước được chữa lành cho đến ngày nay. Muối là bóng về sự bất biến đổi của giao ước mà Đức Trời đã lập với dân Israel. Lê-vi-ký đoạn 2 câu 1 đến 13 chép: khi nào ai dâng cho Đức Giê-va một của lễ chay thì lễ vật người phải bằng bột lọc có chế dầu và để nhu hương lên trên. Người sẽ đem đến cho các con trai Aaron, tức những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ lấy nắm bột lọc, chế dầu và hết thảy nhu hương đem xông làm kỷ niệm trên bàn thờ. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-va. Phần chi trong của lễ chay còn lại sẽ thuộc về Aaron và các con trai của người. Ấy là một vật chi thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-va. Khi nào ngươi dùng vật chi hấp lò làm của lễ chay, thì phải lấy bột mịn làm bánh nhỏ không men nhồi dầu, và bánh tráng không men thoa dầu. Nếu ngươi dùng vật chiên trong chảo đang làm của lễ chay, thì phải bằng bột mịn không pha men, nhồi với dầu, bẻ ra từng miếng và chế dầu trên, ấy là của lễ chay. Nếu ngươi dùng vật chiên trong chảo lớn đang làm của lễ chay, thì phải bằng bột mịn với dầu. Của lễ chay đã sắm sửa như cách này, ngươi sẽ đem dâng cho Đức Giê-va, giao cho thầy tế lễ, và người sẽ đem đến bàn thờ. Thầy tế lễ sẽ lấy ra phần riêng phải dâng làm kỷ niệm xông trên bàn thờ. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Phần chi trong của lễ chay còn lại sẽ thuộc về Aaron và các con trai người. Ấy là một vật chi thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Hễ của lễ chay các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va thì chớ dâng với men, vì các ngươi chớ dùng men hay mật xông với của lễ chi dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi được dâng như vật đó cho Đức Giê-hô-va như của lễ đầu mùa, nhưng chẳng nên đốt trên bàn thờ như của lễ của mùi thơm. Phải nêm muối các của lễ chay, chớ nên dâng lên thiếu muối, vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng các ngươi. Trên các của lễ ngươi phải dâng muối. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời thì phải có lời của Chúa ở trong đó. Muối mà, phải nêm muối, vì muối là dấu hiệu của giao ước. Khi chúng ta hát một bài ca nào dâng cho Đức Chúa Trời, đừng dùng trí khôn của mình làm lời bài hát, mà phải có lời của Chúa làm nền tảng ở trong đó. Có danh Chúa, có nền tảng lời Chúa ở trong đó, Chúa sẽ ban phước cho, và đó là muối. Tại sao ta ca ngợi Chúa? Vì có lời chép như vậy đó. Bài hát nào chúng ta cũng có nền tảng, đặc biệt khi chúng ta dùng bài hát kinh thiết dân ca, đó là lời của Đức Giê-hô-va, và chúng ta phổ nhạc lên. Khi ta hát lời đó, phép lạ xảy ra. Chúng ta cảm tạo được sung sức rất là mạnh mẽ, vì đó là muối. Chúa muốn ta nhắc đến lời của Chúa, đó là giao ước, để ta được vững chí. Bất cứ công việc gì chúng ta làm, chúng ta phải có cái nền tảng. Khi chúng ta mua một cái gì đó, chúng ta phải chắc chắn rằng cái vật đó không phải là vật ăn cắp, vật đó có chủ, và khi tôi mua nó là của tôi hoàn toàn, không có một vị có gì tranh chấp được. Mua xe, mua nhà hay là xây dựng nhà cửa, chúng ta phải có cái nền chắc chắn, cầm tay cái vật hợp pháp ở chính phủ đó. Khi ta hát lời ca tiếng hát ngợi khen Chúa, phải có muối trong đó, có lời Chúa trong đó, có giao ước ở trong đó. Một cái bình mới là một cái bình đã được tạo nên còn sạch sẽ, chưa đựng bất cứ thứ gì, và chiếc bình mới đó được dùng để đựng muối, một chất liệu được Giê-hô-va Đức Trời dùng để nói về sự bất biến đổi giao ước của Ngài đã lập với Abraham, với Isaac và với Jacob. Chiếc bình mới đựng muối đó là bóng về Đức Chúa Jesus Christ, con một của Đức Chúa Trời, sẽ vâng theo ý muốn của Đức Cha mà liều ngôi báu của thiên đàng đến thế gian này với một thân thể mới bằng bụi đất. Và chính trong thân thể mới đó, con một của Đức Trời đã vâng giữ trọn vẹn giao ước của Đức Chúa Trời, là giao ước mà Đức Trời đã lập với tổ phụ của Israel là Abraham, Isaac và Jacob. Đó là Đức Chúa Trời sẽ khiến dòng dõi của Abraham trở nên đông như sao trên trời, như các bãi biển không đếm nổi. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta phải trở nên cái bình mới. Kinh Thánh chép: nếu là bình sẽ được đổ đầy rượu. Chúng ta đến với Chúa nhờ lời Chúa mà chúng ta được làm sạch tội mình, và bây giờ thân thể chúng ta đổ lại cái bình, nó phải được dầu của Chúa, được sức dầu. Bây giờ chúng ta nói: mục sư ơi, em có người bạn rất là thân, mà bây giờ cô khổ lắm, cô bị thế nọ bị thế kia. Tôi nói này, chị là ai ở trước mặt Chúa? Thì em là người tin Chúa, thế chị đã trở nên cái bình muối chưa? Đã là cái bình mới có muối chưa?
Chưa. Nếu vậy đây chỉ khác hơn người kia chút xíu thôi. Chúng ta phải trở lên cái bình mới và đựng muối ở trong. Bất cứ người nào đến với chúng ta đó, chính chúng ta sẽ nhờ quyền năng của Chúa ở trong mình đó mà chữa lành người đó. Như chính tôi làm việc đó cho quý vị. Như chính tôi đã được Chúa khiến tôi trở nên một cái bình mới và có muối ở trong. Tôi có thấy nước của Chúa ở trong tôi và trở nên người mang bình đó đến cái nguồn. Quý vị đến nói với tôi tất cả mọi cội nguồn của quý vị. Em khổ thế này, em khổ thế kia, em bị thế này, bị thế kia. Nói xong rồi, bây giờ tôi đọc lời Chúa rằng cái khổ đó là bởi vì tội lỗi của tổ phụ đã bắn đứa quý vị cho ma quỷ rồi. Bây giờ quý vị trở lại với lời của Đức Chúa Trời lên. Nói theo tôi, cầu nguyện theo tôi và công bố lời Đức Chúa Trời. Tôi dùng lời của Chúa, tôi đổ lời của Chúa, muối của Chúa là giáo ước đó. Tôi đổ giáo ước ra cho quý vị. Tôi giảng cho quý vị về giáo ước của Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ quý vị là tiếp nhận lấy giáo ước đó cho chính mình. Khi chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, chúng ta amen, chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta cắt đứt tất cả mọi quá khứ của chúng ta, trở về quá khứ đi, cắt hết tội lỗi đi, qua sự công bố lời Chúa và lập giáo ước với Đức Chúa Trời, chúng ta trở thành con cái của Chúa, trở thành chuyển dân của Chúa, chúng ta bắt đầu đi theo đường lối của Chúa, hết đắng, hết chai, hết nần, hết độc, chúng ta phải trở nên cái bình mới và đừng muối ở trong, muối là giáo ước của Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta nói với Chúa chữa lành con, ta sẽ chữa lành con với điều kiện con hợp tác với ta. Bệnh nhân đến với bệnh viện gặp bác sĩ, mỗi bác sĩ chữa lành thì bệnh nhân nó phải hợp tác với bác sĩ chứ, đúng không? Ông ta bảo bỏ phẫu thuật chúng ta phải phẫu thuật à, nhưng mà trước khi phẫu thuật phải có tiền. Chúng ta phải trả giá. Chúng ta theo Chúa cũng vậy, chúng ta phải trả giá, dốc đổ tất cả mọi sự ra qua sự xưng tội ra và nhận biết đó là tội lỗi gớm biết cả trước mặt Chúa, chúng ta để ghét tội lỗi đó và chúng ta tiếp nhận lời của Chúa, làm theo lời Chúa để tội lỗi không còn tái xâm chiếm chúng ta được nữa thì chúng ta được chữa lành. Elise mang cái bình đó đến nguồn nước. Cái nguồn nó là cái gì? Cái nguồn gốc nguyên nhân của sự cay đắng, của sự chai đó ở đâu? Cái đầu người ta. Cho người ta biết người ta bị bán cho tội lỗi rồi. Nguyên nhân đó là chúng ta ra từ Đức Chúa Trời nhưng bị bán cho tội lỗi rồi. Vì chúng ta trở lại cùng Chúa. Nhờ giáo ước của Đức Chúa Trời chúng ta làm sạch tội lỗi mình và chúng ta hợp tác với Đức Chúa Trời. Hebreo đoạn 10 câu 1 đến câu 10 chép. Và luật pháp chỉ là bóng của những sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật. Nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hàng dâng như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên cho lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa. Nhân đó há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? Trái lại, những thầy tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc lại cho nhớ lại tội lỗi. Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng Chúa chẳng muốn hy sinh cũng chẳng muốn lễ vật. Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tôi phải nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi. Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Chúa đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những nghi sinh, lễ vật của lễ thiêu, của lễ chuộc tội. Đó là theo luật pháp dạy. Sau lại nói, đây này tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả. Chúng ta làm theo Chúa Jesus, Ngài dâng một lần đủ cho chúng ta rồi. Như vậy chúng ta được chuộc lại cho Đức Chúa Trời. Khi chuộc lại rồi thì hãy để Chúa xúc sạch chúng ta bằng nước trầm, bằng luật pháp thánh khiết này. Chúng ta phải tiếp nhận lời Chúa để dốc đổ mình ra, để sự ô uế của thế gian ra khỏi chúng ta. Chúng ta phải công bố đuổi nó đi khỏi tâm trí chúng ta và tiếp nhận lời của Chúa vào trong mình. Đó là tâm trí của Đấng Christ vào trong chúng ta, ý muốn của Chúa vào trong ta đó. Chúng ta thay đổi tâm trí chúng ta đi. Ấy không phải chỉ suy nghĩ mà thôi. Lời Chúa là quyền năng. Khi chúng ta thay đổi tâm trí chỉ nghĩ lời Chúa và làm theo lời Chúa rồi, chúng ta bắt đầu trẻ lại. Điều gì xảy ra? Vì lời của Đức Trời là lời của sự đẹp đẽ của Đức Trời đó. Vì Chúa tạo nên muôn vật rất là tuyệt vời, bắt đầu biến đổi nó. Tất cả đều đẹp cả. Điều gì khiến người ta đẹp? Lời của Đức Trời phục hồi cho người ta lại. Chính Chúa khiến ta đẹp trở lại. Hình mẫu của Chúa, đó sự tốt lành. Và chúng ta trở lại cùng Chúa, lời Chúa trong ta bắt đầu biến đổi chúng ta, phục hồi tất cả mọi sự cho chúng ta. Vì Chúa ta là tốt lành, vậy thì tất cả mọi điều chúng ta có đều đủ lại cách tốt lành. Như vậy, chúng ta phải trở lại để được sạch sẽ, để Chúa đặt giáo ước của Ngài vào trong lòng chúng ta và trong trí khôn chúng ta, cái bình mới có muối. Vậy thì nếu tự một người có muối của Chúa trong lòng mình thì không còn cay đắng nữa, không còn cay đắng nữa. Và qua chúng ta, người khác cũng nhận được giống như chúng ta nữa. Họ cũng không còn bị cay đắng nữa. Tiên tri Elise đã yêu cầu những người ở Jericho mang lại cho mình một chiếc bình mới đựng muối ở trong. Và khi người ta đem lại cho người chiếc bình đó, thế thì anh chép này,
người bèn đi đến nguồn nước đổ muối xuống nước mà nói rằng: Đức Giê-va phán như vậy, ta đã chữa lành cho nước này, từ nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết hoặc sự nấn nữa. Tôi thấy Chúa không chỉ đổ xuống mà thôi, mà nói cái điều mà Đức Giê-va phán. Ngày mai chúng ta có lời của Chúa đã phán trước khi chúng ta công bố bất cứ điều gì về thân thể chúng ta hay cái nguồn mà chúng ta cần được chữa lành, chúng ta công bố vì lời Chúa có chép. Tôi đặt tay trên thân thể của tôi chúc phước lại cho thân thể của tôi. Tay của tôi, thân thể của tôi, đầu của tôi, mọi thứ trên cơ thể của tôi mà cần được phục hồi lại theo khả năng, bản năng, chức năng tự nhiên trước ban cho được người tôi lúc ban đầu, tôi công bố vì Chúa đã chuộc tôi. Và nhân Chúa tôi chúc phước cho cơ thể đó, chi thể tôi, các cơ năng, bản năng, chức năng mà Chúa đã định cho lại người và nó phục hồi lại cho mình. Chúng ta phải công bố và lời Chúa ấn định cho chúng ta. Nguồn nước đây nói về cội nguồn của nguyên nhân khiến cho người ta nói ra những lời cay đắng, những sự hằn học, những sự hận thù, những sự làm bầm, những sự kêu rêu, những sự oán trách, những sự lợi hành cùng các hành vi xấu, tiêu cực hay ác đó. Và đó là dấu chỉ ra cái lòng của người đó bị tổn hại bởi sự rủa xả của luật pháp từ 3-4 đời trước truyền lại. Và bởi cớ những lời cay đắng đó đã ra khỏi miệng của những người ấy, khiến cho cả thân thể của họ bị rủa xả. Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta chỉ sườn sống ta mà thề, ta sẽ đai các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Bởi khi chúng ta đến cùng Chúa, chúng ta được học cách nói chính xác. Vì Chúa đã chúng ta tùy theo lời Ngài nghe mà chúng ta nói, chúng ta không nói tầm phào. Ngay cả khi chúng ta nói đùa giỡn cũng phải có ý tứ để không có một lời nào sai ra khỏi môi miệng chúng ta. Vì ma quỷ nó rình rập để nó áp đặt những cái lời chúng ta nói không đúng. Tức là nó rình xem bất cứ một hạt giống nào của sự ác được ra rồi, nó nhặt luôn, nó dìm xuống đất, vùi đi, mọc, nó khiến nó mọc lên để đem lại cái trái ác cho người đó. Và bởi đó chúng ta phải cẩn thận, nên chúng ta không nói được cách của thế gian ngày xưa nữa. Có nhiều người nói nghịch, nói không đúng. Nên chúng ta phải học để nói lời Chúa chép này. Chúa ban cho cái người có lưỡi của người được dạy dỗ để dùng để nói, nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Chỉ có lời của Đức Trời có thể nâng đỡ kẻ mệt mỏi mà thôi. Còn nói lời chúng ta đó, ứng với lời Đức Trời vậy, giống như lời Chúa đi theo lời Đức Trời và theo bổn tánh của lời Đức Trời thì có tác dụng. Mọi lời nói, người ta nói nghịch lại môi trường sống, hoàn cảnh sống cùng muôn vật chung quanh mình, chính là tội lỗi nghịch lại ý muốn của Đức Trời. Vì muôn vật đều thuộc về Đức Trời và Đức Trời ở trong mọi sự và Ngài là mọi sự. Mà khi người ta phạm tội nghịch lại Đức Trời thì mặc nhiên luật pháp mà Đức Trời đã công bố ra khỏi miệng của Ngài sẽ tự động áp dụng với người đó. Và người ta sẽ nhìn vào các dấu hiệu của sự báo trả của luật pháp trên thân thể của người đó mà nhận biết người đó đã phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời. Khi một người mang danh là người tin Chúa, thì nếu người đó là tin Chúa thật, tức là cuộc đời của nó quả thật là người tin Chúa, thì tất cả mọi điều phước hạnh mà Chúa đã phán được chép cho người thế đó sẽ ứng nghiệm trên người đó. Còn nếu những người tin Chúa đi theo Chúa nhưng mà thấy những cái tai họa, những cái sự khốn khó, những sự thuộc về sự trừng phạt, sự báo trả của luật pháp không tốt lành trên cuộc đời người đó, điều đó có nghĩa là người đó đã không thật sự hoàn toàn vâng theo lời của Chúa. Nên nhớ Chúa là công bình, Ngài không bao giờ làm sai cho bất cứ người nào cả, Ngài không làm cho ai bị oan bao giờ hết. Nên chúng ta phải thật cẩn thận, căn cứ vào dấu hiệu của Chúa đã để trên người ta mà chúng ta biết được. Bệnh phung là một thứ bệnh mà cho đến ngày nay người ta không tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh. Nhưng lời của Đức Trời đã chép rõ về thứ bệnh này là đến từ sự báo trả bởi luật pháp trên những kẻ phạm tội hoặc là hậu tự của những người đã từng phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời. Bệnh phung được nhắc tới trong Kinh Thánh là 66 lần. Và lần đầu tiên bệnh phung này được nói đến là khi Đức Chúa Trời mạng lệnh cho Môi-se trở về xứ Ê-tô để dắt dân Israel ra khỏi xứ đó. Xuất Ê-tô ký đoạn 4 câu 1 đến câu 9 chép: Môi-se thưa rằng, nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng Đức Giê-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Đức Giê-va phán rằng, trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng, một cây gậy. Phán rằng, hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn. Môi-se chạy trốn nó. Đức Giê-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm thì nó hoàn lại cây gậy trong tay. Đức Giê-va phán rằng, ấy là để cho chúng nó tin rằng Giê-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Trời của Gia-cốp đã hiện ra cùng ngươi. Đức Giê-va lại phán rằng, hãy đặt tay ngươi vào lòng. Người liền đặt vào rồi lấy ra. Này, tay người nổi phung trắng như tuyết. Đoạn, Ngài phán rằng, hãy đặt tay ngươi vào lòng lại. Người bèn đặt vào rồi lấy ra. Kìa, tay trở lại như thịt mình. Lại phán, nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất, thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ nhì. Và lại nếu dân chẳng tin cả hai dấu này,
và không vâng theo lời ngươi, thì hãy lấy nước dưới sông và làm tràn ngập trên mặt đất. Nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó sẽ thành máu trên mặt đất vậy. Môi-se là người đại diện cho Đức Chúa Trời ở trước mặt Pharaoh của xứ Ai-cập, vua là cũng là bóng về Đức Chúa Jesus Christ, con một của Đức Chúa Trời. Cây gậy trong tay của Môi-se là bóng về quyền phép trong lời của Đức Chúa Trời, và Môi-se là người được hưởng quyền kế tự lời của Đức Chúa Trời. Và khi Môi-se quăng cây gậy ấy là bóng sự công bố lời của Đức Chúa Trời, và quyền phép trong lời của Đức Chúa Trời sẽ thi hành theo như ý muốn của Đức Chúa Trời vậy. Khi Môi-se quăng cây gậy mình xuống đất thì nó biến thành con rắn. Đó là điều mà Môi-se sẽ làm ở trước mặt Pharaoh. Môi-se không làm điều này với dân thường, mà làm ở trước mặt Pharaoh cùng quần thần trong triều đình của Pharaoh, đại diện cho bóng về quyền lực của thế gian này. Con rắn là một tạo vật của Đức Chúa Trời và là bóng về Satan, là kẻ đang núp bóng con rắn để lừa dối loài người. Và khi hắn phạm tội thì Đức Chúa Trời đã rủa xả con rắn, và đó là sự phán xét Satan. Đức Chúa Trời đã dùng Satan là bóng con rắn đó như một công cụ thi hành án phạt đối với người nào không tin, không giữ và không làm theo lời của Đức Chúa Trời. Khi Satan ẩn mình trong thân hình của con rắn để cám dỗ bà Eva, thì Đức Chúa Trời đã phán rằng hắn sẽ thành con rắn, bởi vì hắn muốn làm con rắn. Hắn chưa bị con rắn đó thì hắn trở thành con rắn, là cái kẻ chuyên môn ẩn náu rồi lừa dối và cắn gót chân người. Và Chúa nói là người sẽ bò bằng bụng, ăn bữa đất trọn cả đời. Và điều đó để cho chúng ta nhận biết rằng khi chúng ta có con cái, nhất khoát không cho con cái chúng ta chơi các trò ngu dại của thế gian là múa sư tử hoặc múa lân hay múa con đà kỳ. Chúng ta là cao hơn tất cả muôn vật, chúng ta dưới Đức Chúa Trời, chúng ta cai trị muôn vật, trong tất cả mọi loài vật đều thuộc quyền cai trị của chúng ta. Nhưng ma quỷ đã lừa dối khiến cho người ta ngu dại. Một số bộ lạc thì là bộ lạc con gấu, bộ lạc chó sói, rồi bộ lạc chim ưng, rồi đội lốt các con vật đó để thờ lại các vật đó, và như vậy trở thành dưới các con vật đó. Và Satan đã bị hắn đã lừa dối loài người, nhưng mà Đức Trời phát hiện được và Đức Trời phán luôn hắn trở thành con rắn. Mặc dù hắn đã tự xưng nó là con rồng, Đức Trời không tạo dựng nên con rồng, nó tự tạo nên con rồng và lấy cái biểu tượng nó là cho mình. Nhưng mà vì nó chui vào hình của con rắn nên Chúa phán rằng người sẽ bò bằng bụng. Có nghĩa là xưa kia hắn tự cho hắn là một biểu tượng là con rồng, nó có bốn chân, tức là bốn vuốt của nó. Nhưng mà vì nó chui về hình con rắn thì nó không còn là con rồng nữa mà nó là con rắn. Đó là sự rủa xả. Và chúng ta cảm tạ Chúa là trước khi Chúa Jesus Christ giáng sinh, tức là khoảng hơn ngàn năm, 2000 năm trước đây, thì trước 2000 năm trở về trước thì ma quỷ đã từng xuất hiện trong hình con rồng cho nhiều quốc gia trên thế giới này. Ngay cả vùng của Trung Đông nó cũng hiện ra, nên người ta có nói đó. Nhưng mà kể từ khi nó thì bị đánh bại tại thập tự giá, thì nước của Đức Trời đã đến trên các tôi tớ của Chúa rồi, xuống thánh của Chúa rồi, nó không xuất hiện được ra nữa. Bởi vì nó làm như vậy, khi bị bắt, nó sẽ bị phế truất và nó bị giam trước kỷ. Từ đó đến nay không còn dám xuất hiện nữa. Chúng ta cảm tạ Chúa là nó đã bị rủa xả. Khi Môi-se quăng chiếc gậy trong tay mình xuống đất, nó thành con rắn. Và Môi-se đại diện Chúa Đức Trời công bố và vứt cái gậy nó xuống, bởi quyền phép Đức Trời khiến cái gậy thành con rắn. Các thuần sĩ cũng làm như vậy, nhưng mà con rắn là từ cái của Môi-se đó, nuốt tất cả các con rắn của các thuật sĩ. Ở đây để chúng ta thấy một điều là con rắn là một cái công cụ, nó là nọc độc sự quỷ quyệt, nhưng mà đây là hình bóng về quyền lực của ma quỷ, mà Chúa sử dụng quyền lực của ma quỷ thành một công cụ hành pháp. Bất cứ người nào không làm theo lời Chúa thì người đó phạm tội, mà khi phạm tội thì bị trừng phạt, cũng giống như bị rắn cắn vậy đó. Người ta không biết rắn cắn đâu, nhưng khi bị nhức nhối rồi mới biết là mình bị cắn, nên cắn trộm mình dưới gót mà, cũng có thể như vậy. Khi người ta phạm tội, người ta không biết mình làm được là phạm tội, hoặc nếu người ta biết mình làm phạm tội nhưng không biết tai vạ đến, nhưng bất ngờ tai vạ xảy đến thình lình rồi, như rắn cắn trộm vậy đó, bây giờ người ta biết là họ đã bị trừng phạt. Khi tôi tới của Đức Trời công bố lời Đức Trời, thì những kẻ là chúng mình lại sẽ bị coi là kẻ chống phá luật pháp của Đức Trời, mà luật pháp của Đức Trời ban cho người được ví là hành lang của đền tạm, là thành trì, là pháo đài bảo vệ những người nào tin cậy vâng giữ và làm theo lời của Đức Trời, chưa được thoát khỏi quyền lực của sự tội và sự chết. Nhưng người nào không khứng nghe lời Đức Trời, ấy là kẻ phá tường bảo vệ mình, người đó sẽ bị luật pháp Đức Trời trừng phạt, và sự trừng phạt đó được ví như là bị rắn cắn vậy. Truyền Đạo đoạn 10 câu 8 chép, kẻ nào đào hầm sẽ xa xuống đó, còn kẻ phá vách tường sẽ phải bị rắn cắn. Khi mà Môi-se nghe lời Đức Chúa Trời mà túm lấy đuôi của con rắn, thì con rắn đó lại hoàn lại thành cây gậy. Thì đó có nghĩa là Môi-se cũng như hết thảy những người nào kính sợ và yêu mến Đức Chúa Trời cũng sẽ được hưởng quyền đồng với Ngài cai trị. Và trong sự cai trị đó, trong vật mà bị loài người cai trị đó có con rắn. Cái đuôi của con rắn là dấu vết của nó để lại sau khi gây án. Chúng ta là nhận theo dấu vết của cái vụ việc. Khi con rắn nó bò phía trước, cái đuôi ở phía sau. Chính nó cái đuôi nó để lại dấu vết ở trên cát. Chúng ta để hiểu nào. Có nghĩa là khi chúng ta là người của Đức Chúa Trời đó, hưởng quyền kế tự lời Chúa đó,
qua sự cầu nguyện cầu thay mà chúng ta nhận biết được cái nguồn gốc nguyên nhân gây ra sự tai họa cho dân sự của Đức Chúa Trời. Khi mà người đến báo cáo với Thầy Tư Lễ bị thế này bị thế kia, thì tôi sẽ cầu nguyện và Chúa Thánh sẽ bày tỏ cho điều gì đã xảy ra. Ta nhớ chuyện khi Chúa Giêsu cùng với Peter, Giăng và Gia-cơ từ trên núi hóa hình xuống, thì các môn đồ của Chúa ở dưới đó đã cầu nguyện cho một đứa bé bị quỷ ám nhưng mà không đuổi được ma quỷ ra. Họ hỏi tại sao chúng tôi không đuổi được cái con quỷ này ra? Chúa Giêsu phán rằng thứ quỷ này mà không cầu nguyện thì không thể nào đuổi nó ra được. Tức là nhờ sự cầu nguyện mà Đức Thánh chỉ chúng ta biết là cái quyền hợp pháp nào khiến ra ma quỷ ẩn náu trong đứa trẻ đó mà không đuổi được nó ra. Thì chúng ta lại phải qua sự cầu thay nhận biết cái đuôi của nó. Thì dấu vết của nó ở đâu? Ở trên thân thể của người ta. Bệnh gì, tai họa như thế nào, nó đã ứng nghiệm với điều gì đã chết trong luật pháp. Như vậy là người đó đã bị sụt đổ giả và cái dấu hiệu trên giày của nó là cái đuôi của con rắn, tức là một sự trừng phạt trên người đó. Và khi chúng ta nắm được lẽ thật rồi, chúng ta túm được nó. Mà túm nó rồi thì con rắn còn hành động nữa được không? Không. Con rắn không quay đầu cắn được lại. Con rắn ấy, khi chúng ta cầm được đuôi nó giơ thẳng lên này, nó không làm gì được. Vì nó chỉ vòng lên thôi, nó không thể vòng hết tầm để cắn lại tay người ta được. Nó cái yếu của con rắn là như vậy. Con rắn và con chăn, cái yếu của nó là cái cổ. Nếu quý vị mà phát hiện một con rắn nào đó tìm cách tấn công, cầm nước đuôi rồi, nhấc lên rồi, khi đặt xuống rồi, nó không có thế quay được lâu vì nó đang bị treo lấy chân đạp trên cổ nó. Kể cả con chăn to đến đâu thì to, nếu nó nằm ở dưới mà tiên chúng ta là phải tìm một cách là đầu gối ta chặn cái cổ của con chăn đó, chặt thật mạnh, chỉ một lúc sau là nó chết bởi vì chặn đường thở của nó. Đừng hoảng hốt, quỳ xuống bóp cái cổ của nó, còn đỡ không cho cái đuôi nó làm gì trên mình cả, cứ để cái đầu gối này đè trên cái cổ nó, thân cổ của nó đó, một lúc sau là nó chết, chặn đường thở của nó là nó chết, không làm gì khác, lấy đầu gối tì thật mạnh vào và nó là điểm yếu nhất của nó ở chỗ đó. Thì cũng có thể như vậy, khi chúng ta biết được lẽ thật, chúng ta túm được đuôi nó rồi, chúng ta biết được thật rồi, chúng ta giải quyết vấn đề đó theo luật pháp của Đức Trời, thì ma quỷ phải buông tha người ta ra. Khi người hiểu vị Chúa biết được lẽ thật và sự thật, người đó sẽ nhờ quyền phép của Đức Trời đã ban cho mình mà thi hành quyền cai trị như lời Chúa đã chép. Vì Đức Giê-va đẹp lòng dân sự Ngài, Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ vì sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trong các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah. Thi Thiên 149 câu 4 câu 9. Ma quỷ luôn luôn tạo ra những sự căng đan cho người ta, đưa người ta vào cạm bẫy, người ta mắc sai lầm rồi, nó bắt đầu áp đặt sự rủa xả giáng trên người ta và nó giăng cạm bẫy, nó hành động. Nhưng mà Chúa dùng các tôi, tức là Chúa dùng lời tiên tri để phá tất cả cái vụ án đó. Tôi lấy ví dụ như là trường hợp của Quốc An, ma quỷ đã bẫy Quốc An vào cái bẫy bảo hiểm, và bởi cái đó thì hai vợ chồng đã sử dụng cái bảo hiểm của công ty đó mà để chịu mổ xanh, vi phạm lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Mà cái đó sự xả đã giáng trên họ. Nhưng mà khi họ trở lại cùng Chúa, họ ăn năn rồi, ma quỷ không chịu buông tha. Nó làm gì? Nó tấn công vào công việc của Quốc An, nó tấn công vào cái văn phòng của Quốc An đó để Quốc An bị sa thải. Đức Trời biết trước như trước đó, và Đức Trời đã phán trước cho Quốc An biết trước về việc công ty sẽ sa thải nhiều người trong đó có Quốc An. Và Chúa phán trước phải làm gì? Và cảm ơn Chúa, lời tiên tri chỉ trước rồi là khi sự đến xảy đến cho Quốc An nhận biết được lời tiên tri ứng nghiệm chính xác rồi, Quốc An làm theo, chấp nhận. Thì Chúa phán là người ta điều con đến đâu, còn chấp nhận thì Chúa sẽ làm ơn cho con. Và quá thật, khi mà lời tiên tri ứng nghiệm rồi, Quốc An chấp nhận điều họ làm và cầu nguyện với Chúa, và chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho làm vững việc của tay Chúa và phép lạ xảy ra. Vào phút thứ 89, ngày mà người ta phải đến để tiếp nhận cái tờ đơn đó để ký để bị sa thải, thì thay vì ký thì Quốc An nhận một tin là tổng giám đốc tại Singapore gửi email sang công ty bên này là chấp nhận trường hợp của Quốc An, tức là không bị sa thải mà tiếp tục được giữ lại chức vụ đó. Chúa biết trước mưu kế của ma quỷ và lời tiên tri giúp cho người tin Chúa của Chúa vững chắc làm theo, và khi làm theo lời Đức Trời rồi, ma quỷ hết sảng sảy. Đây là cái điều Chúa dạy chúng ta, cái đuôi của nó bị tiết lộ. Chúa biết trước rồi, nên khi Chúa cho chúng ta lời tiên tri của Chúa, chúng ta chớ khinh dễ lời tiên tri, làm theo lời của Chúa thì được vững vàng. Chúa xuống công phán rằng vậy những kẻ nào tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hết là tay chỉ cái đau thì cái đau sẽ lành. Mác 16 câu 17-18. Nhưng người đố là Chúa nói thì anh dám bắt rắn không? Và lời Chúa là thần linh và sự sống. Con rắn này còn hơn rắn kia nữa. Con rắn này còn nhìn thấy nó. Cái loại con rắn mà người ta không nhìn thấy được, nó là ma quỷ Sa-tăng đó, còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng mà Chúa thì cho phép những người tin sẽ bắt được nó. Cái dấu hiệu của nó bày tỏ trên cuộc đời của ta, và Chúa biết trước rồi, qua thánh linh của Chúa mà chúng ta nhận biết được mưu trước ma quỷ, và chúng ta sẽ bắt được nó. Chúng ta có quyền trói buộc nó.
Chúng tôi quyền bắt nó phải ra khỏi thân thể của người bị trúng ám. Đó là quyền Chúa ban cho người tin Ngài. Khi Môi-se lo ngại về sự chống nghịch của Pha-rôn, thì Đức Trời lại phán tiếp với Môi-se rằng: hãy đặt tay ngươi vào lòng, ngươi liền đặt vào rồi lấy ra. Này, tay ngươi nổi phun trắng như tuyết. Đoạn Ngài phán rằng: hãy đặt tay ngươi vào lòng lại, ngươi bèn đặt vào rồi lấy ra, kìa tay trở lại như thịt mình. Đây là một dấu hiệu mà Đức Trời đã làm, sẽ làm để tỏ cho Pha-rôn và các quần thần của người biết rằng chính Đức Chúa Trời sẽ khiến cho những người nào không tin, không vâng phục, không làm theo lời của Đức Chúa Trời sẽ bị thứ bệnh này. Nhưng cũng là người đó, nếu đã bị bệnh phung mà trở lại với Đức Chúa Trời, vâng giữ và làm theo lời của Đức Chúa Trời, thì người ấy sẽ được chữa lành ngay lập tức. Đức Chúa Trời phán tiếp với Môi-se rằng: nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất, thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ nhì. Và lại, nếu dân chẳng tin cả hai dấu này và không vâng theo lời ngươi, thì hãy lấy nước dưới sông là mà làm tràn ngập trên mặt đất. Nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó sẽ thành máu trên mặt đất vậy. Sông mà Đức Giê-hô-va đã phán đây chính là nguồn nước sống cho xác thịt của xứ Ê-díp-tô, là sông Nin, và là hình bóng cho đường lối của thế gian này. Nhưng khi mà thế gian chối bỏ tình yêu Đức Trời và không để cho tâm linh của người ta được trở lại với Đức Chúa Trời để được sự sống lại và sự sống một đời, thì chính những sự mà người ta đã nương cậy đó, tức là đường lối của thế gian đó, sẽ giết chết người ta. Vì sao? Nước là nguồn nước sống cho thân thể xác thịt, được ví là đường lối của thế gian. Vậy thì nếu người ta chối bỏ tình yêu của Đức Chúa Trời, không chấp nhận để tâm linh của người ta được tin Chúa Jesus Christ để được cứu rỗi nữa, thì cái đường lối đó sẽ trở thành chết cho họ. Bởi vì huyết, họ từ chối huyết của Chúa Jesus Christ, thì huyết của họ sẽ đổ trên đầu họ và họ sẽ chết. Bởi vì nếu huyết đã chảy ra khỏi thân thể người ta thì người ta sẽ chết vậy. Khi dân Israel còn đang hành quân nơi đồng vắng, Miriam và Aaron đã nói nghịch lại Môi-se: tôi tớ của Đức Chúa Trời, vì cớ Môi-se có lấy một người nữ Ê-thiôpi làm vợ. Sự nói nghịch lại Môi-se đó là điều ác ở trước mặt Đức Giê-hô-va, và vì cớ đó mà có tai vạ xảy đến với Miriam. Dân Số Ký đoạn 12 câu 1 đến 16 chép: Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ê-thiôpi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ê-thiôpi làm vợ. Hai người nói rằng: Đức Giê-hô-va chỉ dùng một mình Môi-se mà thôi sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó, và Môi-se là người khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, Aaron và Miriam rằng: cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi Aaron và Môi-se, hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng: hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời đố. Và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy, các ngươi không sợ mà nói hành tôi tớ ta là Môi-se sao? Như vậy, cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người. Ngài ngự đi, khi trụ mây rút khỏi trên nền tảng, thì kìa, Miriam đã bị phùng trắng như tuyết. Aaron xây lại phía Miriam, thấy người đã có bệnh phung. Aaron bèn nói cùng Môi-se rằng: ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con xảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu van Đức Giê-hô-va rằng: ôi Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, rồi sau sẽ được nhận vào lại. Ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày. Dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại. Sau việc đó, dân sự ra đi từ Hát-Xê-Nốt và hạ trại cho đồng vắng Pha-ran. Trong lòng của Miriam đã bị căn bệnh lây nhiễm từ ma quỷ qua tội lỗi của Ca-in, là người đã để chung mưu trước của ma quỷ lừa dối và phạm tội giết người đã truyền lại vào trong lòng người. Nên người đã nói hành Môi-se chỉ vì Môi-se lấy một người nữ Ê-thiôpi làm vợ. Đây chỉ là lấy cớ mà thôi. Họ cho rằng Môi-se là người Lê-vi, tại sao lại lấy một người của Ê-díp-tô, xứ Ai Cập mà, Ê-thiôpi thuộc xứ Ai Cập, thuộc xứ Ê-díp-tô vậy. Trong ngày mà dân Israel rút ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va đã phán như sau: khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi, nếu muốn giữ lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bỉm, đoạn họ mới được đến gần giữ lễ này và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bỉm thì chẳng được ăn đâu. Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi. Toàn dân Israel đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và Aaron. Cũng trong ngày đó,
Đức Giê-ba rút dân Israel tùy theo quân đội ra khỏi xứ Ai Cập. Xuất Ai Cập ký đoạn 12 câu 48 đến 51. Kinh Thánh chép trong cái ngày dân Israel sẽ rút ra khỏi Ai Cập đó, bất cứ một người ngoại bang nào cũng theo Israel ra khỏi Ai Cập. Và nếu những người đó muốn dân Israel vượt qua mà họ chịu cắt bỉ thì họ được coi như người sanh trong xứ, tức là cũng như là Israel vậy. Và người nữ này đã ra khỏi Ai Cập cùng với lại dân Israel và như vậy là được phép như là người Israel vậy. Đó là hình bóng chúng ta ngày nay. Chúng ta không phải là người Israel, nhưng mà chúng ta chịu cắt bỉ lòng không phải bằng đá giữ Israel mà bằng đá của Đức Chúa Trời, vầng đá của các thời đại, tức là luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta chịu cắt bỉ lòng không phải là cắt bỉ của xác thịt, mà chúng ta được gọi là Israel thật của Đức Chúa Jesus Christ vậy. Người nước Ethiopia đó đã được coi như dân Israel ở trước mặt Đức Giê-va, và như vậy khi Miriam và Aaron mới hành Môi-se thì ấy là họ chống nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời, ai đó chống nghịch lại chúng ta vì cứ chúng ta làm theo lời Chúa đó, thì kẻ đó không phải chống chúng ta đâu mà chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời vậy. Miriam là người Israel đầu tiên bị bệnh phùng, và dấu hiệu của căn bệnh đó đã chỉ ra rằng Miriam đã bị Đức Chúa Trời phỉ nhổ và người đó đã bị ô uế không được phép ở trong trại quân của Israel. Nhưng mà nhờ có sự cầu thay của Môi-se mà Đức Chúa Trời giảm mức độ tai họa cho Miriam, nghĩa là người chỉ bị một thời gian ngắn mà thôi, tức là 7 ngày rồi thì người được chữa lành. Con số 7 là con số trọn vẹn. Chúng ta sẽ học về con số này trong bài ngày hôm nay. Người đó phải chịu đủ thời gian xứng đáng cho tội của người đó. Loài người không thể dùng bất kỳ một loại thuốc nào do người ta chế ra để chữa lành được bệnh phùng, vì căn bệnh đó là dấu hiệu của tội lỗi của người đó, hoặc của tổ phụ người đó đã phạm tội đã nghịch lại Đức Chúa Trời, hoặc chống nghịch lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời, và vì cớ những tội đó mà người ta bị Đức Chúa Trời phỉ nhổ, vì những kẻ đó đã bị coi là ô uế. Những người bị bệnh phung trong thế gian này không ai chữa được. Người ta là bệnh phung hay là bệnh phong, bệnh húi, bệnh cùi, tùy theo mức độ của nó. Sự đầu tiên của nó là người ta gọi là bệnh vẩy nến. Nếu không được chữa lành hẳn ngay thì nó sẽ tiêu luôn cơ thể từng phần một. Bí cho ta xem. Lê Vi Ký đoạn 13 câu 1 đến câu 46 chép: Đức Giê-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: khi một người nào da trên mình nổi sưng, một lở hoặc một đốm trắng, dường sẽ trở thành trên da mình một vết phùng, thì người ta phải dẫn người đó đến thầy tế lễ A-rôn, hay là đến một trong các con trai người là những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ khám vết ở trên da thân người, nếu lông vết đó đã trở thành trắng và nếu vết lủng xuống sâu hơn da thân mình, ấy là một vết phùng. Thầy tế lễ khám rồi sẽ định người này là ô uế. Còn nếu có một đốm trắng trên da thân người, đốm không lõm sâu xuống hơn da, và nếu lông không trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải giam người đó trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ sẽ khám người, nếu vết đó ngừng lại, không ăn lan trên da, thì phải giam người một lần thứ nhì 7 ngày nữa. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ sẽ khám người lại, nếu vết đó đã tái, không ăn lan trên da, thì thầy tế lễ sẽ định người đó là tình sạch, ấy là một mụn lở mà thôi. Người đó phải giặt áo xuống mình thì sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu sau khi người đã đến trước mặt thầy tế lễ được chỉ định là tinh sạch, mụn lở còn phát lại trên da, thì người phải đến thầy tế lễ một lần thứ nhì. Thầy tế lễ sẽ khám cho, nếu mụn lở đã ăn lan trên da thì phải định người là ô uế, ấy là bệnh phùng vậy. Khi có một vết phùng ở trên người nào thì phải dẫn người đó đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ khám cho, nếu có nổi sưng sắc trắng trên da làm cho lông trở thành trắng và có một lần thịt chín đỏ nơi chỗ xương đó, ấy là bệnh phung thâm niên trong da của thân người. Thầy tế lễ xác định người là ô uế, không nên giam họ vì đã bị ô uế rồi. Còn nếu phung ở trên da bao phủ hết da của người đó, có vết phung đó từ đầu chí chân khắp bên nào thầy tế lễ dòm thấy được, thì thầy tế lễ phải khám cho, nếu phung bao phủ cùng hết thịt thì xác định người có vết là tinh sạch, người đã hóa trắng cùng mình nên được tinh sạch vậy. Nhưng ngày nào phát ra thịt chín đỏ thì người bị ô uế. Khi thầy tế lễ thấy thịt chín đỏ thì phải định người là ô uế, thịt chín đỏ là ô uế, ấy là bệnh phùng vậy. Nhưng nếu thịt chín đỏ thay đi hóa ra trắng thì người phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ khám cho, và nếu vết đã trở thành trắng thì phải định người có vết là tinh sạch vì đã được tinh sạch rồi. Khi một người nào trên da mình có mụn chốc đã được chữa lành, đã chữa lành và có mụn chốc nổi sưng sắc trắng hay là một đốm trắng hồng, thì người đó phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ khám cho, nếu cái đốm lủng sâu hơn da và nếu lông trở thành trắng thì thầy tế lễ phải định người là ô uế, ấy là một vết phung đã lở trong mụn chốc vậy. Còn nếu thầy tế lễ khám không thấy lông trắng trong chỗ đốm, không lủng sâu hơn da và đã thấy trở thành tái thì hãy giam người đó trong 7 ngày.
Nếu đốm ăn lan trên da thì thầy tế lễ phải định người là ô uế, ấy là một vết phùng vậy. Còn nếu vết cầm cự một chỗ không ăn lan ra, ấy là sẹo của mụn trốc, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Khi người nào bị phỏng lửa trên da và dấu phỏng có một đốm trắng, hồng hay là trắng thì thầy tế lễ khám cho. Nếu trong đốm lông trở thành trắng và nếu đốm lủng sâu hơn da, ấy là bệnh phùng lở trong mụn phỏng vậy, thầy tế lễ phải định người này là ô uế, ấy là một vết phùng. Còn nếu thầy tế lễ khám không thấy lông trắng trong đốm, không lủng sâu hơn da và đã thấy tái rồi thì hãy giam người này trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7 thầy tế lễ khám người, nếu đốm ăn lan trên da thì phải định người là ô uế, ấy là một vết phùng. Còn nếu đốm cầm cự một chỗ không ăn lan trên da và tái đi, ấy là sưng phỏng, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch vì là sẹo phỏng lửa. Khi nào một người nam hay nữ có vết trên đầu hoặc nơi râu thì thầy tế lễ khám vết đó. Nếu vết lủng sâu hơn da, có lông nhỏ vàng vàng thì thầy tế lễ phải định người ra ô uế, ấy là tật đồng đanh, người ta gọi là bệnh vẩy nến, tức là bệnh phung của đầu hay là của râu. Còn nếu khi thầy tế lễ khám vết đồng đanh thấy vết không lủng sâu hơn da và không có thấy lông đen thì phải ra người có vết đồng đanh trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7 thầy tế lễ khám vết, nếu đồng đanh không ăn lan da, không có lông vàng vàng và không lủng sâu hơn da thì người đó phải cạo gọt, không nên cạo gọt chỗ vết đồng đanh. Rồi thầy tế lễ sẽ giam người một lần thứ nhì 7 ngày nữa. Đoạn ngày thứ 7 thầy tế lễ khám cho, nếu đồng đanh không ăn lan trên da, không lủng sâu hơn da thì thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Kẻ bệnh phải giặt áo xuống mình thì sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu sau khi người đã được định là tinh sạch, đồng đanh lại còn ăn lan trên da thì thầy tế lễ phải khám cho. Nếu đồng đanh đã ăn lan trên da rồi, thầy tế lễ không cần tìm thấy lông vàng vàng, người đã bị ô uế. Nhưng nếu đồng đanh xem bộ ngực lại và đã lỗ mọc lông đen, đồng đanh đã lành, người đã được tinh sạch. Và thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Khi người nam hay nữ trên da thân mình có những đốm trắng, thầy tế lễ sẽ khám cho. Nếu trên thân da người có những đốm trắng xanh, ấy là một đốm trắng lở trên da mà thôi, người vẫn tinh sạch. Khi một người nào đầu rụng tóc, ấy là một người xói đầu, người vẫn tinh sạch. Nếu đầu người rụng tóc về phía mặt, ấy là một người xói trán, người vẫn tinh sạch. Còn nếu trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có một vết trắng hồng, ấy là bệnh phung lở ra ở chỗ sói phía trước hay là phía sau. Thầy tế lễ phải khám cho, nếu nơi sưng của vết trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có màu trắng hồng, giống như bệnh phung tại da của thân người, thì người này bị phung. Thầy tế lễ xác định người là ô uế, vết người ở nơi đầu. Và người đã bị vết phung rồi phải xé quần áo đầu trần, che râu lại, la rằng ô uế, ô uế. Chọn lúc người nào có vết thì sẽ bị ô uế, phải ở một bình ngoài trại quân. Sách Lê Địa Ký nó rất kỹ về vấn đề này, nó rất là từng chi tiết một. Vì sao? Đây là một dấu hiệu ở trên thân thể người ta nói về bệnh phung, tức là một người đã bị mắc tội mà Chúa đã phỉ nhổ họ. Chúa không muốn cái lầy lây ra trong người ta về sự ô uế của người đó. Bệnh phung có thể xảy đến trên bất kỳ ai trong bất cứ một dân tộc nào mà người ta có thể nhận biết được qua các dấu hiệu ở trên da thịt của người đó, tức là trên những người đã bị ô uế bởi tội lỗi của người ấy hoặc là của tổ phụ của người ấy phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời, hoặc nghịch lại luật pháp, hoặc nghịch lại công việc của Đức Chúa Trời. Sự chữa lành căn bệnh này hoàn toàn ở trong tay của Đức Chúa Trời, và người ta có thể nhận được sự chữa lành sau khi đã trả đủ giá có sự mang bệnh tật đó trên thân thể mình như một sự sỉ nhục đủ thời hạn, xứng đáng cho cái tội lỗi người ta đáng phải chịu. Nó sẽ được tự động biến đi tùy theo cái mức độ nghiêm trọng của tội mà người đó phải mang, hoặc thay cho tổ phụ hoặc là cho chính người đó. Ở trên đây này có những người, người hợp với Chúa, phạm tội đối nghịch, nhạo báng Chúa và phung đã ở trên những người đó, không cất đi được. Bởi vì môi miệng của người đó đã phạm để dành Chúa, là danh mà người đó nhờ cậy mà được cứu rỗi vậy. Có những người thì mang vĩnh viễn, có người thì mang một thời thì hết. Đó là thế, có những người được chữa lành rồi lại tiếp tục tái trở lại. Có nhiều khi là chỉ lời nói bâng quơ hoặc là một tư tưởng gian nát nào đó mà khiến người ta có bệnh. Nhưng sau người đó ăn năn thì bệnh sẽ lùi đi. Nhưng có người thấy bệnh lùi đi rồi lại tái diễn phạm tội nữa thì nó lại quay trở lại. Chúng ta xem quyền phép nào có thể chữa lành được lại bệnh phùng này. Các vua thứ hai đoạn 5 câu 1 đến câu 27 chép. Naaman quan tổng binh của vua Siri là một người có quyền trước mặt chủ mình được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Siri. Người này vốn mạnh mẽ và bảo dạn, song bị bệnh phùng. Và có một vài toán quân Siri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Naaman. Một ngày kia nó nói với bà chủ mình rằng: "Ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari.
Người sẽ giải cứu chúng tôi khỏi bệnh phong. Naaman đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng, đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này: vua xin đi đáp, hãy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel. Vậy Naaman đi đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thư đến cho dâng cho vua Israel, thư rằng: khi thơ này đã đến vua, kìa ta đã sai Naaman tôi tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thư này, ấy là để vua giải cứu bệnh phung cho người. Khi vua Israel đọc thư rồi, liền xé quần áo mình và nói rằng: ông ấy sai người đến cùng ta để chữa bệnh, khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống, làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người này tìm dịp để nghịch ta. Khi Elise người của Đức Chúa Trời hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng: cớ sao vua xé quần áo mình? Naaman hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri. Vậy Naaman đến với ngựa và xe dừng lại tại cửa nhà Elise. Elise sai một sứ giả nói với người rằng: hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch. Nhưng Naaman nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lệnh kẻ phùng. Abana và Bạc-ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy người trở đi và giận dữ. Nhưng tôi tới đến gần người mà thưa rằng: cha ơi, nếu tin chí có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rầy người bảo cha rằng hãy tắm thì được sạch. Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên trắng như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Naaman với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến đứng trước cửa, đứng trước mặt Elise mà nói rằng: bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy, tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tớ ông. Nhưng Elise đáp rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống là đấng ta phục sự mà thấy rằng ta chẳng nhận gì hết. Naaman lại ép Elise nhận lấy, nhưng người từ chối. Naaman bèn tiếp rằng: tuy chẳng nhận lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng 2 con la trở nổi. Vì từ này về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là của tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Xong, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này. Mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Vi Môn đặng thờ lại, thì chống tay trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ lại trong đền thờ Vi Môn. Vậy, khi tôi quỳ lại trong đền thờ Vi Môn, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông. Elise đáp với người này rằng: hãy đi bình yên. Khi Naaman đã lìa khỏi Elise đi cách xa xa, thì Gehazi, tôi tớ của Elise, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng: kìa, chủ ta có dâng thứ cho Naaman, người Syria, không nhận lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh vật chi nơi người. Vậy, Gehazi chạy theo Naaman. Naaman thấy Gehazi chạy theo mình, bèn nhảy xuống xe, đi đến đón người và hỏi rằng: mọi việc đều bình an chứ? Gehazi đáp: mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng, hồi nãy có 2 người trai trẻ là môn đồ của những tiên tri ở núi Ephraim đến. Ta xin ông hãy cho 2 người ấy 1 ta lân bạc và 2 bộ áo. Naaman nói: xin nhận lấy 2 ta lân. Người cố này đoạn để 2 ta lân bạc và 2 bộ áo trong bao, rồi trao cho 2 tôi tớ mình đem đến trước mặt Gehazi. Lúc đã đến trên gò, Gehazi lấy các bao ra khỏi tay 2 đệ tớ và để trong nhà mình, đoạn cho họ đi trở về. Người bèn ra mắt Elise chủ mình. Người hỏi rằng: ở Gehazi, ngươi ở đâu đến? Người thấy rằng: tôi tớ thầy không có đi đâu. Nhưng Elise tiếp rằng: khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rầy há có phải là lúc lên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn olive, vườn nho, chiên và bò, tôi trai tôi gái sao? Vì vậy, bệnh phung của Naaman sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Gehazi đi ra khỏi Elise bị tật phung trắng như tuyết. Sự vâng lời của Naaman khiến cho người được chữa lành. Trong khi đó, Gehazi là người không phạm tội, không bị sự rủa xả này, nhưng vì cớ tham lam mà phạm tội nói dối, tức là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Tôi tham lam, tôi nói dối, mà dám chỉ danh Đức Giê-hô-va mà thề sẽ làm điều đó, thì người tự rước lên vạ vào thân này. Mặc dù cái bệnh phung của Naaman đã được rời khỏi Naaman rồi, nhưng mà dính trên Gehazi và trên dòng dõi người đời đời. Như vậy, căn cứ từ lời của Chúa, chúng ta biết là sự chữa lành bệnh phung này đến từ Đức Chúa Trời, căn cứ theo sự vâng lời. Elise là tôi tới Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phán và Naaman vâng theo.
Vâng theo tôi tới Đức Trời nói tiên tri thì là vâng theo Đức Trời vậy. Và sự vâng theo lời Chúa đã khiến cho Na-man được lành. Còn sự chối bỏ lời Đức Trời là phạm tội, phạm luật pháp của Đức Trời nữa, khiến người ta phạm tội và bị bình phong này. Na-man nhận được sự chữa lành này khi người hạ mình xuống để làm theo lời của tướng tiên tri Elisê. Đó là người xuống sông Giô-đanh tắm đúng 7 lần thì người được sạch hoàn toàn khỏi bệnh vùng, y như lời tiên tri Elisê đã nói. Nếu lời của Đức Trời được ví là sông nước hằng sống, thì nước sông Giô-đanh là bóng về lẽ thật của lời Đức Trời. Và số 7 là con số trọn vẹn về đường lối của Đức Trời, và sự vâng lời đã mở cửa để quyền phép của lẽ thật giải thoát Na-man khỏi bệnh phùng. Ngày nay có rất nhiều người tin Chúa, nhưng mà họ tin một chút xíu chỗ này, một chút xíu chỗ kia, không tin hoàn toàn. Vậy cho dù họ đọc Kinh Thánh, nhưng họ đọc hết toàn bộ lời Chúa cho Kinh Thánh này, họ không ở trong con số 7. Con số 7 là con số trọn vẹn đường lối của Đức Trời mà. Đức Trời tạo dựng lấy muôn vật, và trong ngày thứ 7, Ngài làm xong tất cả công việc của mình rồi, và Ngài chúc phước cho ngày đó. Chúng ta có một thời gian trọn vẹn cho mỗi người chúng ta này, hoặc là 3 năm, hoặc là 5 năm, hoặc là cả cuộc đời cái đó. Cái thời gian trọn vẹn cho mọi người để xứng đáng nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời đó, nó không cứ theo thời gian của ngày tháng năm, mà thời gian đủ để cho tân linh người ta được sanh lại. Quý vị có biết con voi nó mang thai đã bao nhiêu ngày được sanh con nữa không? Hơn 1 năm. Người ta mất bao nhiêu thời gian để sinh đứa nhẹ nhỉ, đứa nhỏ nhỉ? 9 tháng 10 ngày. Ồ, con so thường thường sớm hơn 1-2 ngày. Nhưng mà ta định ra trung bình mà gần như đầy đủ là 9 tháng 10 ngày. Nó một cái kỳ trọn vẹn để đứa trẻ được sinh ra. Bữa đó bất cứ đứa trẻ nào sử dụng phương pháp mổ để sinh ra đó là không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tại vì nó không ở đủ trong cái nôi của nó đúng thời hạn Chúa đã định cho nó. Có người tới 10 tháng, có người tới 11 tháng. Người ta gọi là chửa trâu, tức là sửa vượt thời gian. Nhưng mà sự sanh đẻ có kỳ do Chúa đã định cho mạng sống của mỗi một người. Sự can thiệp bằng phẫu thuật đó chỉ được phép làm khi người mẹ không còn đủ sức nữa để đẻ nữa, phải mổ để cứu cả mẹ lẫn con thì mới được can thiệp. Còn bất cứ người nào đó sử dụng phương pháp đẻ, mổ đẻ đó là không đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì thân thể người ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có một số trọn vẹn cho chính mình. Để một người có thể biết lẽ thật đó, người ta cần một thời gian trọn vẹn, thời gian là đủ cho người ta được suy gẫm lời Chúa, và trong ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa biết người đó đã đủ thời gian để hiểu biết chưa. Như vậy là theo tấm lòng của chúng ta, nếu ta yêu mến Chúa, chúng ta vâng giữ lời Chúa, thời gian chúng ta sẽ rút ngắn lại trong sự hiểu biết Đức Trời để được sức giàu rất là nhanh. Tất cả người nào trong quân đội đó khi ra mặt trận đó đều có một tác phong ăn rất là nhanh, không nhanh không được, phải nhai thật nhanh, không nói chuyện, nhai thật nhanh, nhai nhanh và nuốt, nhai nhanh và nuốt để xong để mới đi chiến đấu. Thậm chí vừa đi vừa ai, vừa đi vừa nhai để cho lực lượng vào trong lòng của mình đi tiếp tục chiến đấu. Vì khi chúng ta theo Chúa, chúng ta phải biết mạng lệnh của Đức Trời. Trong ngày lễ vượt qua mà của Đức Giê-va phán cho dân Israel, khi người ta ăn lễ vượt qua phải như thế nào nhỉ? Tay cầm gậy, chân mang giày, ăn hối hả. Ăn thật nhanh, hối hả là vội vàng, gấp rút. Vì sao? Không ai biết được gì sẽ xảy ra. Ma quỷ có thể dấy lên trong lòng của Pharaoh đổi ý là sao? Chúng ta phải hiểu này. Chúng ta không biết được điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Vì trong khi chúng ta còn có thời gian, có điều kiện để nghe lời Chúa thì phải lo sợ. Tôi phải ráng nghe cho trọn bộ lời của Đức Trời. Và nếu tôi bị thiếu điều gì đó, tôi phải cố gắng để được nghe lại. Tôi phải mượn được tài liệu để tôi nghe lại, tôi copy lại, tôi nghe lại cho đầy đủ. Vì đó là cho tôi là con đường, là bản đồ dành cho tôi. Chúng ta đến hàng ngày để copy cái bản đồ vào trong lòng chúng ta để ta biết đường đi. Tiếp nhận tất cả sự tri thức của Chúa để chúng ta hiểu biết ý muốn của Chúa và đường lối của Ngài. Chúng ta phải tranh thủ thời gian để có đủ điều đó cho mình. Chúa biết rõ tất cả thời gian chúng ta dành cho Chúa trọn vẹn hay chưa. 7 lần đây là con số trọn vẹn về thời gian, số lần. Đức Chúa Giê-xu đã phán với người Giu-đa đã tin Ngài như sau: nếu ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Giăng đoạn 8 câu 31-32. Trong lời phán này, chữ hằng tức là hằng ở trong đạo đó ứng với con số 7 trọn vẹn chỉ vì thời gian trọn vẹn đầy đủ cần phải đạt được cho những người thuộc về Đức Chúa Trời. Còn chữ đạo ta ở trong câu 34 này là nói về lời của Đức Trời, cả luật pháp văn tự và lẽ thật. Chữ bài bản Kinh Thánh tiếng Việt chép là buông tha, chép trong câu 32 trên năm. Nguyên văn trong tiếng Hy Lạp đó là chữ Eleutherio, số 1658, có nghĩa là không bị kiềm chế, được thừa kế quyền công dân, được sở hữu quyền tự do, người được tự do. Hằng ở trong đạo Chúa, tức là chúng ta ở trong đạo của Chúa cho đến khi nhận được giá cứu chuộc trọn vẹn cho mình. Không phải là ở trong tổ chức, mà trong lời của Đức Chúa Trời. Trong lời của Đức Chúa Trời tức là có đầu và có cuối, toàn bộ con đường đó. Chúng ta phải dáng sức cho mình vào trong con đường đó và phải đi từ đầu đến cuối, tức là mọi sự xảy ra trên con đường đó.
Từ đầu đến cuối chúng ta đi thật nhanh, đi chọn được rồi và ghi nhớ trong lòng chúng ta rồi. Để làm gì? Để chúng ta có thể trở lại giống như là Môi-se đó, dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Chúng ta phải đi chọn đường này để biết, để dắt dân Israel. Cũng như tôi nói ví dụ như tôi, Chúa cho tôi đi. Tôi nghiệm được quyền phép của Chúa rồi, ý muốn của Chúa rồi. Bây giờ bắt đầu tôi trở lại với đất nước này và tôi bắt đầu làm theo lời Chúa để dắt dân sự của Chúa đi cùng tôi theo lời của Đức Chúa Trời. Tôi đi trước anh em một thời gian và tôi nhìn biết ý muốn của Chúa và chúng tôi cùng đi với anh em để dẫn cho anh em. Chúng ta đến đường này rồi, khi đến đây chúng ta sẽ gặp sự gì? Sẽ có như vậy. Giải nghĩa cho chúng ta, tôi đi trước anh em khi nào? Trong khi anh em đang làm việc, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, tôi đi trước anh em. Trong sự sức lời Chúa và Chúa chỉ cho tôi biết con đường nó chính như thế này là và tôi lĩnh hội vừa rồi và rồi tôi cùng anh em cùng đi. Tôi cùng anh em cùng đi trong bài giảng này. Và khi chúng ta đi như vậy, thế nên tiếp tục dẫn dắt từng người một chúng ta để hiểu được con đường của Chúa. Gehazi là một tôi tớ của tiên tri Elisê. Và tên của Gehazi trong tiếng Hebrew có nghĩa là thung lũng của sự hoang tưởng. Thung lũng hay là cái chung hay là cái khe của sự hoang tưởng. Nếu chúng ta có tư tưởng của mình, tư tưởng chúng ta có người thì cao ngạo, có người thì lồi lõm, có người thì quăng queo, có người thì bần tiện, có người thì tự kỷ ám thị, có người thì như cái chung vậy đó. Chúng ta biết thành Jericho là một cái chung thung lũng, hình bóng một người mà an phận thủ thường, ích kỷ hay sợ hãi. Tên của Gehazi là một cái bóng của những người ở dưới thấp nhưng mà cứ tưởng mình trên cao, luôn luôn ao ước sự hoang tưởng cho chính mình. Ông ta nhìn thấy quyền phép của Đức Chúa Trời ở trên tiên tri Elisê, ông cứ ước ao rằng mình có được quyền phép đó, vì quyền phép đó khiến cho tiên tri của Chúa được tôn trọng, được hưởng cái của lễ của dân sự. Và Gehazi cũng ao ước được như vậy. Cái lòng của Gehazi là một sự hoang tưởng. Nên khi thấy Naaman đến rồi, hắn muốn tôi tới Chúa có của lễ, mà nếu tôi tới Chúa có nhiều của lễ thì hắn được hưởng lấy nữa, vì là tôi tới mà. Thì khi thấy tiên tri của Chúa không nhận của lễ của Naaman, người nổi sinh sự giàn ác, nói dối. Vì cớ tội lỗi đó mà Naaman đã được, vì cớ tội đó mà bệnh phung của Naaman dính vào thân thể của Gehazi. Mặc dù cái bệnh phung đó đã ra khỏi Naaman rồi, không phải lây mà là đã được chữa lành rồi, nhưng vì cớ tội lỗi đã khiến cho người ta bị bệnh phung thì cũng có thể như vậy. Gehazi đã biết rõ ràng là bệnh phung của đó được lành rồi mà tự mình lại còn muốn bị cái bệnh phung đó, bởi vì người biết rằng đến từ Đức Giê-hô-va, báo trả kẻ không mừng lời. Bởi cái đó chúng ta phải hiểu luật pháp của Đức Chúa Trời. Thế gian vì không biết ấy, là mở miệng ra đánh nghịch chính mình. Các con trẻ ngày nay, thanh niên ở thành phố này chửi thề mà không biết rằng họ rủa xả cha mẹ mình và rủa xả chính cuộc đời của người đó. Và những kẻ đó thường chết non vì nó bất hiếu với cha mẹ mình. Và những kẻ bất hiếu cha mình thì bị tổn thọ, đoạn thọ, tức là tuổi đời sẽ ngắn lại, bởi vì họ tự rủa xả tổ phụ của mình. Như vậy, bệnh phung không phải là một căn bệnh lây nhiễm qua người ta gần gũi hay đụng chạm thân thể của người khác. Tức là người lành đụng chạm thân thể người bệnh phung mà bị lây đâu. Nhưng mà đến từ Đức Giê-hô-va. Ấy là Đức Giê-hô-va là phỉ nhổ kẻ đó. Mà Đức Trời chúng ta là đấng công bình, ngài không làm cho ai bị oan ức cả. Người ta xứng đáng theo điều Đức Giê-hô-va đã công bố ra. Đức Trời khi ban luật pháp của ngài cho dân Israel, ngài lại phán với dân Israel rằng họ phải vâng giữ và làm các mạng lệnh cùng các điều răn của ngài để không bị tai vạ bệnh phung. Và bệnh phung đó sẽ giáng trên bất kỳ người nào, kể cả những thầy tế lễ, nếu như những người đó vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Phục truyền lời đệ ký là 24 câu 1 đến câu 9 chép: khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng có một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ đẻ trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi người nhà người đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ đẻ trao vào tay nàng và đuổi ra khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng bị ô uế, vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Người chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Khi một người nam mới cưới vợ thì chớ đi đánh giặc và chớ bắt người gánh công việc chi. Người sẽ được thong thả ở nhà trong một năm vui vẻ với người vợ mình đã cưới. Chớ chịu cầm cái thớt cối dưới hai là trên, vì ấy là chịu cầm sự sống của kẻ lân cận mình. Khi người ta gặp ai có ăn cướp một người anh em mình trong dân đi xem và đã bắt làm mọi hay là đã bán người, thì tên bà ấy phải bị xử tử. Ngươi sẽ trừ sự ác khỏi giữa mình. Hãy coi chừng tai vạ bệnh phung để gìn giữ làm theo mọi điều mà thầy tế lễ dòng Lê-vi sẽ giảng dạy các ngươi.
Các ngươi phải coi chừng mà làm y như ta dặn biểu. Nhưng thầy tế lễ, hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi làm cho Miriam dọc đường khi ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Chúa nhắc lại cái căn bệnh mà Chúa giáng cho Miriam là bởi vì phạm tội nơi hành tội tới Chúa. Nghĩa là bất cứ điều gì Chúa đã phán cho dân Israel mà họ không cẩn thận, không làm theo đó thì coi chừng kẻ đó sẽ bị bệnh phung. Như vậy bệnh phung đến không phải bị lây nhiễm bởi vì con vi trùng nào, mà sự trừng phạt bởi Đức Giê-hô-va. Tức là Chúa nhổ trên cái người đó. Chúng ta biết rằng khi mà người mà nhổ trên mặt người khác thì cái vết nhổ sẽ ở trên mặt người ta, có dấu vết phải không nào? Thì cũng có thể như vậy, cái tai vạ bệnh phung nó là đến sự báo trả của Đức Chúa Trời, chứng minh rằng người đó đã bị Chúa phỉ nhổ hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn, bởi vì người đó bị ô uế. Chúa xưa đã phán rằng những vật bên ngoài vào cơ thể người ta không làm ô uế người, nhưng mà vật ra từ người ta sẽ làm ô uế người. Tức là Chúa nói cẩn thận về cái môi miệng của người ta. Khi Đức Chúa Giêsu rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời ở trên núi, danh tiếng của Ngài đã đồn ra rất xa và rất nhiều người đã kéo đến để nghe Ngài giảng. Và cái thánh đã chép rằng, và khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền, chứ không giống các thầy thông giáo. Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 28-29. Khi Đức Chúa Giêsu từ trên núi xuống, thì tại dưới chân núi có một người bị bệnh phung đã chờ Ngài tại nơi đó. Và chính danh tiếng của Chúa Giêsu đã được đồn ra mà người bị bệnh phung này tìm đến với Chúa để mong nhận được sự chữa lành từ nơi Ngài. Người bị bệnh phung này biết luật pháp của Môi-se có chép về việc cấm những người bị bệnh phung được đến gần người lành, nhưng phải ở riêng cho tới khi nào được thầy tế lễ khám và công bố cho cả hội chúng biết rằng người ấy đã được sạch, thì bây giờ người ấy mới được hòa nhập với mọi người trong cộng đồng của Israel. Căn cứ vào cái chỗ đứng của người đó không leo lên núi để đến gần Chúa Giêsu, người này chờ ở dưới chân núi. Tức là người này là người Giu-đa, người Israel, và người này biết luật pháp của Đức Chúa Trời, người đứng chờ ở dưới. Bởi vì khi xưa chỉ có tiên tri của Chúa có thể chữa lành cho người ta là thôi, và bởi đó người này là người Israel và người biết luật rồi, người chờ Chúa Giêsu ở dưới chân núi này. Và khi Chúa từ trên núi vừa xuống, người này nhìn đến thì sao? Người trở lại quỳ lại xuống và thờ phượng Ngài. Nguyên văn chắc là người thờ phượng Ngài và trình dâng lan đề của mình với Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 1 đến câu 4 chép: Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này có một người phung đến gần lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giêsu rửa tay giờ người mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ chớ nói cùng ai, xong hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Bản kinh thánh King James vừa dần chết như sau: When he was come down from the mountain, great multitudes followed him, and behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou can make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said unto him, See, thou tell no man, but go thy way, sell thyself to the priest, and offer the gift that most commanded for a testimony unto them. Nghĩa là, khi Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu, từ trên núi xuống, một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, và này có một người bị bệnh phung đến thờ lại Ngài, và nói rằng, Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể khiến tôi được sạch. Đức Chúa Giêsu đưa tay Ngài ra, đụng chạm đến người ấy, và phán rằng, Ta muốn, người hãy sạch đi. Tức thì bệnh phung liền được sạch. Đức Chúa Giêsu phán với người ấy rằng: Hãy chú ý lời ta khuyên, ngươi chớ nói với ai, nhưng ngươi hãy đi tỏ mình cho thầy tế lễ và dân của tế lễ mà Môi-se đã dạy để làm chứng cho họ. Chữ khứng được chép cho câu 2 và câu 3 trên trong tiếng Hy Lạp số 2309 có nghĩa là mong muốn, sẵn sàng, thích thú, ao ước, thèm muốn, vui lòng. Khi người bị bệnh phung nói câu đó với một cái lòng tôn trọng Chúa rằng cái điều này ấy, phụ thuộc hoàn toàn ở nơi Chúa. Nếu Chúa khứng, đây là dòng miền Trung, nếu như Chúa muốn, chứ không nói nếu như Chúa thích, nhưng nếu như Chúa muốn thì Ngài có thể khiến tôi được sạch. Đây là người có một cái đức tin, dùng một cái câu nói của tiếng Hy Lạp đó, được chép từ tiếng Hy Lạp này đó, là hạ mình xuống nếu Chúa muốn. Người nói câu đó nghĩa là không phải là tôi cầu xin Ngài chữa lành tôi lấy tư cách gì mà xin Ngài chữa lành tôi. Nên người nói một câu là nếu Chúa muốn thì Ngài chắc sẽ làm tôi sạch được. Người đó nói một câu rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời, cũng như khi xưa tiên tri Elise có thần linh, tiên tri Eli ở trên mình, tức là sự dầu của Đức Giê-hô-va ở trên người, nên người khiến cho Na-man được sạch, người khiến cho kẻ chết được sống. Vậy thì tôi tin rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời,
Nên nếu Chúa muốn, chắc Ngài sẽ làm tôi sạch được. Đêm sự hạ mình, một người nói rất là khôn ngoan. Không phải là xin Chúa chữa lành tôi. Nhưng mà người hạ mình nói một câu rất là khôn ngoan. Tại sao? Khi Chúa Giêsu từ trên núi xuống là có rất người đàn ông đi chung quanh Ngài. Người quỳ lại xuống dưới và nói một câu rất là khiêm nhường. Người biết người bị sỉ nhục. Bình Phú là người rất là kinh khủng ở dân Israel. Không ai dám đến gần cả. Mà nếu người tự động đến gần người ta sẽ ném đá đấy. Nên người nói nếu Chúa muốn. Một câu rất là khôn ngoan cho sự hạ mình. Và điều đặc biệt là Chúa Giêsu làm một công việc mà đây là một cái điều rất quan trọng cho ta. Chúa không nói là ta muốn, nhưng Ngài giơ tay Ngài ra chạm đến người rồi Ngài mới nói là ta muốn. Khi Chúa nói ta muốn, ấy là người muốn, ta thích thú là điều này, ta yêu mến là điều này, ta đến đây vì việc này, ta đến để chữa lành dân ta. Chúa nói với câu đó. Là vì mình phung này hiểu biết luật pháp của Môi-se, biết rằng Chúa là công bình, Ngài không để oan một người nào cả. Ngài biết Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời, vì danh tiếng của Ngài đồn ra khắp mọi nơi rồi, nên người tìm đến, người chờ là người nói này, nếu Chúa muốn. Xuất Ê-li-ô tô ký đoạn 33 câu 19 chép, Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước bản ngươi, ta hô danh Giê-hô-va trước bản ngươi, ta làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Người này nhận biết được mạng lệnh của Đức Giê-hô-va phán đến Môi-se, Chúa làm ơn cho ai Ngài làm ơn, Ngài muốn thương xót ai Ngài thương xót. Lên người nói một câu, xin Chúa thương đến tôi. Theo cách nói gọi là xin Chúa thương đến tôi, nếu Chúa thương thì chắc tôi được sống. Nên khi chúng ta cầu nguyện với Chúa là Chúa xin thương xót tôi. Tiếng Anh là have mercy on me. Xin sự thương xót của Chúa đến trên tôi. Chúng ta không nói Chúa xin chữa lành tôi. Điều đó nghĩa là chúng ta ra lệnh cho Chúa rồi. Chúng ta xin Chúa thương xót con. Nếu Chúa thương xót, ắt con được sống. Chúng ta để cùng với sự hạ mình, với sự khôn ngoan để xin sự thương xót của Chúa đến với chúng ta. Đức Chúa Giêsu ngay lập tức đáp ứng lời cầu xin của người phùng này. Ngài liền đưa tay Ngài ra chạm đến thân thể của người, rồi Ngài mới nói rằng ta muốn, người hãy sạch đi. Hành động của Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm lời của Đức Trời phán trước về con một của Ngài khi đến thế gian này sẽ gánh lấy tội lỗi của nhiều người và khiến nhiều người được xưng công bình. Trong khi đó, Phaolô nói với Timôthê rằng chớ vội vàng đặt tay trên Ngài. Vì sao? Chúng ta phải cầu xin Đức Trời biết trước cái người này có xứng đáng được chữa lành hay không rồi mới đặt tay. Mà muốn đặt tay thì trước hết ta phải sức dầu trên tay mình. Và trước khi đặt tay về, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ sức dầu lên rồi mới đặt tay. Như vậy Chúa sẽ gánh cho chúng ta. Nhưng mà vì Chúa Giêsu đến thế gian này muốn điều Ngài đến để cứu chuộc dân Ngài. Ngài đến để chữa lành nên Ngài đặt tay ngay trên người đó, gánh tội cho người đó, rồi Chúa mới công bố tạc hứng, Ngài sạch đi. Ê-sai đoạn 53 câu 1 đến 11 chép: ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cây chồi, như cây rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được, người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta có chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gây sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, để sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường đấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên cấm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng bởi sự ức hiếp và xử đoán. Nên người đã bị cất lấy trong những kẻ đồng thời với người quay suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Người ta đã đặt mồ với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu, dòng người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý và làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, nhưng ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình và người sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Chúa vui lòng làm điều đó. Tôi nhớ lại cái chiêm bao Chúa cho tôi thấy. Hôm đó tôi sửa soạn bài giảng vườn Getsemane vào dịp thương khó, dịp tháng 4 này. Tôi đứng ở bên này núi Olivet, tôi nhìn qua cái thung lũng bên kia thấy Chúa bị bắt ban đêm. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng Chúa bị người ta đẩy rúi này. Đằng trước có lính có giáo, ở dưới sau lưng này cũng có lính có giáo đó, đẩy ngay đi trước vào lửa, cầm trên tay đuốc cái này. Và tôi nhìn Chúa, bất ngờ Chúa quay ra, tôi nhìn thẳng vào người tôi này. Tôi bối rối quá, như dường như tôi muốn thanh minh với Chúa rằng điều gì điều kia đó, tôi cảm tại sao tôi không làm điều gì cho Chúa cả. Thì lập tức cái tư tưởng của Chúa truyền và tôi nghe là con đừng tự cái an mình vì ta tự phó cho. Và khi sáng tôi tỉnh dậy, tôi cảm ơn Chúa. Đó là bài giảng đầu tiên tôi giảng ở Hamilton. Tôi cảm ơn Chúa. Bài giảng đầu tiên Chúa rất giàu cho và tôi khiến cho một gia đình từ bên thánh CMA trở lại với Chúa. Tôi thấy rằng
Chúa đến thế gian này để làm công việc đó. Và quả thật, ngày hôm nay, khi chúng ta tiếp nhận lời của Chúa, chúng ta tin lời Chúa, chúng ta công bố lời đã chép về sự cứu chuộc cho chúng ta đó, chúng ta được chữa lành, thì chính cái lời này gánh tội cho chúng ta. Vì lời này là đại ý của lời Chúa, đại diện cho Chúa. Và khi chúng ta tin điều đó, Chúa biết. Đức tin chúng ta thông công với lời của Đức Trời, Chúa biết. Và vì chúng ta tin, chúng ta công bố lời đó. Ấy là lời này bảo đảm chúng ta như một cái tờ ngân phiếu, một giờ kế ước chuộc chúng ta vậy đó. Chính lời Chúa gánh tội cho chúng ta. Dù chúng ta không thấy Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta thấy lời của Chúa, ấy là chúng ta thấy Ngài. Như Chúa Giêsu đã phán này, các người thấy ta, ấy là thấy Cha vậy. Thì chúng ta phải nhận biết điều đó, không phải chờ đến khi tôi Chúa đặt tay, mà chính chúng ta đặt tay vào lời Chúa, lại Chúa còn tin lời này, và chúng ta công bố lời này dành cho chúng ta, và chúng ta được chữa lành. Khi Đức Chúa Giêsu phán với người phụ nữ rằng, ta khứng, nghĩa là ta muốn, ấy là Ngài lấy làm vui lòng và sẵn sàng làm điều này, không phải chỉ cho một người, nhưng là cho hết thảy những người nào nghe lời của Đức Trời mà tin và tỏ đức tin của mình ra trước mặt Ngài cũng như trước mặt công chúng. Vì cái thánh có chép rằng, ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài và sự vui thích của ta ở nơi con cái loài người. Vậy bây giờ các con ơi, hãy nghe ta, ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay, khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chứ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta, hàng ngày tỉnh thức tại nơi của ta và chờ đợi bên các trụ của ta lấy làm có phước thay. Vì ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-va. Nhưng ai phạm bên ta làm hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta ắt ưa thích sự chết. Chương ngôn đoạn 8 câu 31 36. Người phụ này đứng ở dưới chân núi này là con đường từ trên núi xuống, người đó chờ tại đó, chờ Chúa đến, chờ Chúa xuống ra mặt Chúa. Hàng ngày chúng ta tỉnh thức ở bên cái trụ cửa Ngài. Khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta tỉnh thức là tôi sẽ không rời cái ý tưởng này cho đến khi tôi được sự bày tỏ của Chúa. Khi tôi soạn lời Chúa theo cách thường người ta là Chúa để khó tôi để lại, tôi đánh dấu, tôi chọn cho dễ làm, tôi không làm điều đó. Vì tôi đi theo Chúa, tôi không chạy trước Chúa. Tôi tìm cho đến khi cái từ này được chọn nghĩa rồi, hiểu rồi, tôi bắt đầu làm theo bài tiếp nữa, tiếp theo sự dẫn dắt của Chúa như dòng sông vậy. Khi chỗ đó gặp khó khăn bị tắc lại, tôi không chạy nữa, tôi dừng lại chờ cho đến khi sự tỏ ra của Chúa. Trong khi tôi chờ như vậy đó, tôi ra bóng, tôi làm, tôi suy gẫm, tôi để đó tôi thảnh thơi, tôi không bắt ép được, vì tôi biết là tôi không thể dùng trí khôn mình hiểu được để Chúa tỏ ra. Tôi nằm để nghỉ, tôi biết cách làm việc của Chúa rồi, và sau khi rồi tôi lại ra tiếp nữa. Khi tôi ngồi xuống rồi, lập tức Chúa bày tỏ. Chúng ta chờ đợi không làm việc khác cho đến khi chờ được Chúa phán bảo điều gì. Chờ đợi đến cái trụ cửa là như vậy. Người phụ này đã chờ đợi tại đó. Chúng ta có nhu cầu, người phụ có nhu cầu. Và người phụ biết là chỉ có Chúa khứng mới được mà thôi. Nên chúng ta cũng vậy. Nếu Chúa không khứng chúng ta không bắt ép Ngài được đâu. Bởi đó khi tôi giảng lời Chúa, tôi soạn bài, tôi không chạy trước Chúa. Có thể chứ không của tôi chọn đến 10 câu. Nhưng trong khi tôi soạn chứ bảo không, con chỉ dùng 2 câu thôi. Và tôi vâng lời Chúa, tôi xóa 8 câu đi và tôi tập trung cái đề tài này. Tôi chỉnh lại đề tài và tiếp tục theo điều của Chúa bảo cho. Chúa dẫn dắt chúng ta. Ngài dạy chúng ta phải hiểu là chúng ta chờ đợi Chúa. Và Ngài chờ đợi chúng ta, có vâng phục Ngài, có tin Ngài hay là chúng ta dùng trí khôn của mình. Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ rằng, hãy giữ, chờ nói cùng Ngài, xong ý tỏ mình cùng thầy cả và dâng của lễ theo như Môi-se đã dạy để làm chứng cho họ. Khi Chúa Giêsu phán các lời này thì chung quanh Ngài có rất nhiều người được thấy công việc của Ngài, và những người có trí hiểu và có lòng trông đợi sự giải cứu của Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại lời Đức Chúa Trời đã phán, đã được chép trong Kinh Thánh về Đấng Christ rằng: từ giữa anh em ngươi, Giê-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta, các ngươi khá nghe theo đấng ấy. Phục truyền Luật Thế Ký đoạn 18 câu 5. Và Chúa Giêsu phán lời này ấy là sự làm chứng về điều Ngài đã từng phán với những người theo Ngài, nghe Ngài trên núi đó, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 đến 18 như thế này: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta đã thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Bài giảng này Chúa giảng ở trên núi, mà cho đến khi Ngài xuống trên núi mà chúng ta đã từng học, mà Chúa Giêsu Christ đến thế gian này để cứu rỗi muôn dân, không phải chỉ bằng quyền phép siêu nhiên, nhưng trước hết là cho luật pháp công bình của Đức Trời đã ban cho dân gian qua Môi-se đó được vững lập, và đó là nền tảng để quyền phép siêu nhiên của Đức Trời được hợp pháp tỏ ra để cứu chuộc những người nào nghe lời của Đức Trời mà run sợ, tin cậy, vâng giữ và làm theo. Trong cuộc sống chúng ta luôn luôn mong được thấy phép lạ của Đức Trời trên cuộc sống của chúng ta. Nhưng phép lạ của Chúa không bao giờ xảy ra nếu như tại đó không có nền tảng. Khi chúng ta cầu nguyện cho bất cứ người nào, nếu mà nó là người ngoại, chúng ta cũng phải công bố lời của Chúa trước đó. Tôi đã từng làm chứng cho nhiều người đã người ngoại. Họ có nhu cầu họ đến và tôi cầu nguyện cho họ, tôi giảng cho họ biết.
cái nền tảng nào mà tôi sẽ cầu nguyện cho họ. Những điều gì họ đang vướng mắc đó, vi phạm luật pháp nào trong lời của Đức Chúa Trời. Những gì họ đang mắc đó liên quan đến luật pháp của Chúa, và tôi đọc lời đó cho họ. Và tôi bảo họ phải ăn năn. Và nếu họ chấp nhận rằng cái điều đó là đúng, họ đã từng như vậy và xin Chúa thương xót, thì bây giờ tôi cầu nguyện cho họ và họ được chữa lành. Chị Mai mới trở lại cùng Chúa rất ngắn ngày. Chị yêu cầu chị tin Chúa thôi. Chị tin Chúa, chị chấp nhận. Mặc dù chị không biết cầu nguyện, nhưng mà khi chị đồng ý để tôi tới Chúa cầu nguyện cho chị, phép lạ xảy ra. Tác luật của Chúa. Chỉ cần chúng ta tin mà thôi. Một thời đội đến với Chúa Giêsu nói: "Tôi cơm nữa đầy tớ người Hebrew bị bệnh, xin thầy chữa lành cho nó." Chúa nói ngay: "Được, ta sẽ đi." Nhưng mà người nói ra sao? "Tôi không xứng đáng để rước thầy vào nhà. Thầy chỉ phán một lời thôi là đứa đầy tớ đã được lành." Đức tin của nó mạnh là người hiểu được công việc của Đức Chúa Trời. Người hiểu được công việc và quyền phép của cái người mà mình đang đối diện. Người tin rằng người đó có quyền phép. Cũng giống như chính mình có quyền phép. Vì người mình cái người đó có lính. Nếu ông ta nói mình tiên lính này đi đằng kia làm đằng kia, nó sẽ đi. Và nói tiên lính này đi đằng kia làm điều này, thì nó sẽ đi. Đó đức tin. Đức tin là hành động trong tư tưởng chúng ta được công bố rằng. Và Chúa biết chúng ta có đức tin hay không. Và ngay lập tức Chúa phán rằng người này có đức tin lớn và phép lạ xảy ra cho đứa đầy tớ đó. Khi người đó trở về nhà, đứa đầy tớ được lành rồi. Và người ta làm chứng rồi. Trong cái giờ đó, đứa đầy tớ được lành đó, người đó đúng là lúc mà người đó nói với Chúa Giêsu và Chúa phán được đó ứng nghiệm. Thì vậy quyền năng siêu nhiên của Chúa không phải chỉ là đặt tay mà thôi, bởi đức tin chúng ta công bố lời Chúa và đức tin chúng ta hợp với ý muốn của Chúa, phép lạ sẽ xảy ra. Sự làm chứng của người bị bệnh phung khi đã nhận được sự chữa lành của Đức Chúa Giêsu Christ ở trước thầy tế lễ trong dân Israel sẽ khiến cho các thầy tế lễ trong dân Israel cùng dân Israel nhớ lại luật pháp công bình của Đức Chúa Trời, và qua đó họ nhận biết Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho ngài không chừng mực. Giăng đoạn 3:33. Đức Chúa Giêsu cũng phán rằng: quả thật tôi nói cùng ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Giăng đoạn 14:12. Việc đầu tiên những người tin Chúa sẽ làm đó là công bố lời của Đức Chúa Trời. Mà những người muốn công bố lời của Đức Chúa Trời, trước hết người đó phải tin, đã kinh nghiệm được quyền phép của lời Chúa ở trên cuộc đời của mình. Và sự làm chứng của người đó là chính xác, bởi vì lời Chúa đã thực sự ở trên người đó, cũng như chính Chúa Giêsu. Ngài không để cho các môn đồ của Chúa đi ra truyền giáo cho thế gian ngay, nhưng Ngài nói các ngươi chờ cho khi mà lấy quyền phép từ trên cao. Tức là họ nhận lấy quyền phép mà chính Chúa Giêsu đã lĩnh từ Đức Chúa Cha. Nhờ đó mà Ngài có thể trình chức vụ được. Thì cũng có thể như vậy. Họ phải chờ. Họ có thể một cô giá chờ. Tại sao họ phải chờ? Chúa muốn thử họ. Và đồng thời yêu cầu sự vâng lời. Vì Đức Trời luôn luôn muốn chúng ta có một của lễ đặc biệt. Đó là sự vâng lời. Chúng ta rất là nôn nóng làm điều này, điều kia. Nhận được điều này, điều kia. Nhưng mà Chúa muốn ta có một của lễ. Sự chờ đợi. Chúng ta muốn, Chúa biết. Nhưng mà chúng ta phải có một của lễ. Đó là sự vâng lời và chờ đợi. Sự vâng lời chờ đợi đó là đức tin chúng ta. Sự vâng lời đó là tin rằng Chúa nói là đúng. Vì tôi tin Ngài thành tín. Khi chúng ta chờ đợi, trong thời gian chờ đợi đó chứng minh cho chúng ta có tin lời Chúa là thành tín. Nếu ta không chờ đợi, nghĩa là chúng ta không tin Ngài nói thật, đó là tội lỗi. Khi chúng ta không tin Đức Trời thì việc ta không tin đó là tội lỗi ở trên mặt Đức Trời. Nhưng nếu chúng ta tin, mặc dù tôi có nhu cầu ngay lập tức, nhưng mà chúng tôi chờ đợi Ngài vì tin Ngài là thành tín, đó là của lễ rất tốt. Chờ đợi lâu vẫn cứ chờ đợi thì đó là của lễ tốt nhất, không được chạy trước Chúa. Đức Chúa Giêsu Christ đã giao phó trách nhiệm của Ngài cho thảy những người thuộc về Ngài để Chúa chép như sau. Ma-thi-ơ đoạn 28:18-20 chép: Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mác đoạn 16:15-18 chép: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm thì sẽ được lỗi. Song ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu muốn dùng chỉ độc cũng chẳng hại gì. Hết được tay chỉ cái đau thì cái đau sẽ lành. Chúa Giêsu biết trong danh của Chúa Giêsu, chính Ngài gánh tội lỗi cho cái người tin đến lời của Chúa, vì chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện Đức Chúa Cha và Ngài phán như thế nào. Không chỉ vì những người đó mà con cầu nguyện mà thôi, mà con cầu nguyện cho những người sẽ tin đến con qua những người đó nữa. Chúa cầu nguyện cho những người sẽ tin đến Ngài qua chức vụ của các tôi tớ của Ngài nữa. Như vậy khi chúng ta cầu nguyện cho người nào đó, chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện. Như vậy Chúa Giêsu sẽ gánh tội cho người đó như Ngài đã từng làm. Vậy thì trước khi chúng ta cầu nguyện cho ai đó, chúng ta phải cho người đó nhận biết được công việc của nước Chúa và luật pháp của Chúa rồi. Và khi ta hiểu, người ta tin, chúng ta sẽ nhân danh Chúa và cầu nguyện cho họ. Chúng ta cảm tạ Chúa vì buổi sáng Chủ nhật chúng ta được nghe lời Chúa, và giờ này chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện. Tạ ơn Chúa vì lời Chúa đã ban cho chúng ta.
Đã thật, và Chúa cũng ban ơn cho ta để tiếp tục bài tiếp chúng ta được Chúa dẫn dắt chúng ta vào quyền phép của Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Thánh Linh như này. Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ đấng cứu chuộc chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì trong ngày Chúa bị dân ra thánh này và chúng con là dân của Chúa được ngồi dưới bệ chân của Chúa, được nghe lắng nghe lời hàng sớm của Chúa. Và chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì sự yêu thương của Ngài đã lìa quý báu từ thiên đàng để đến thế gian này để giải bày cha cho chúng con. Chúng cảm tạ ơn Chúa nếu chẳng phải bởi Ngài bảo lãnh cho chúng con để chúng con được nhận một giáo ơn mới, được sự ban cho Đức Thánh Linh thì chúng con chẳng thể nào hiểu được những phép lạ Chúa đã làm đã được chép trong Kinh Thánh. Nhưng còn cảm tạ Chúa vì tình yêu của Chúa đã bày tỏ rằng Ngài đã tạo nên chúng con. Và chúng con là con cái của Chúa, bởi cái đó Ngài đã bảo lãnh cho chúng con cho một giáo ương mới. Ấy là Ngài ban Thánh Linh của Ngài ở với chúng con, ở cùng chúng con và cũng sẽ ở trong chúng con. Và nhờ Thánh Linh của Chúa mà chúng con hiểu được lớp bổ nhiệm này. Và Ngài đang giảng cho chúng con là dân sự Chúa, biết tình yêu của Chúa. Chúng cảm tạ Chúa, những gì chúng con được nghe, chứng minh rằng ấy là người yêu chúng con. Thánh Linh của Chúa ở với chúng con, vì chính Thánh Linh của Chúa là cha chúng con, là Đức Chúa Cha toàn năng, đến cứu chuộc chúng con. Và đứng đã khiến cho tâm trí con được sanh lại và khiến cho con được mở trí ra để hiểu ra thật mầu nhiệm này. Cầu xin Chúa làm vững người việc của tay Chúa. Ấy là Ngài sẽ khiến cho tất cả những lời mà đã Ngài giao giảng chúng con được nghe kết nối lại với nhau ở trong tâm linh của chúng con để khiến cho sanh bông trái, cho tâm linh chúng con được tăng trở lớn lên theo tổng thức vóc dạng trọn vẹn như Ngài đã định cho chúng con vậy. Hầu cho chúng con có thể được lớn lên, được hiểu biết, được Ngài giao chìa khóa thiên đàng cho để được cùng với Ngài cai trị thống nước của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn chúng con từ trước sang thế và đến ngày hôm nay Ngài tiếp tục kêu gọi những người thuộc về Ngài. Trong đó có một số người được Chúa cảm động khiến quay trở lại cùng Chúa. Và những người Ngài sẽ tiếp tục đem đến trong hội thánh của Chúa những ngày sau đó này. Và chính Ngài sẽ dùng lẽ thật mầu nhiệm giúp kín từ cái đời thân cổ. Ngài bày tỏ cho chúng con để chăm sóc tâm linh chúng con để khiến tâm linh chúng con được tăng trưởng được lớn lên. Con biết rằng ngày sau đó này Chúa ban cho con rất nhiều lẽ thật mầu nhiệm để khiến cho tâm linh chúng con được tăng trưởng trong sự hiểu biết chính Ngài. Hiểu biết lời Đức Trời và hiểu biết Đức Chúa Cha toàn năng để chúng con yêu mến Đức Chúa Cha và kính sợ Ngài và tôn trọng luật pháp của Chúa. Chính lời của Đức Chúa Trời khiến cho lòng chúng con được tăng trưởng lớn lên có sức lực để bước theo Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa vì đó ơn điển Chúa ban cho chúng con. Ngài tiếp tục ban ơn cả thế ơn cho chúng con là người trở lại cùng Chúa, của những người mới trở lại cùng Chúa. Nhờ có ơn đó mà chúng con được nghe lời Chúa, hiểu được lời Chúa, biết yêu mến lời Chúa và biết làm theo lời Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục làm vững người việc của tay Ngài cũng như công việc của tay các tôi tớ Chúa. Nên nhờ sức dầu của Chúa mà các tôi tớ của Chúa đứng vững được trong trận chiến cuối cùng để gìn giữ bầy chiên Chúa đã giao cho, đứng vững để chúng con được đón trở về thiên đàng với Chúa. Con cảm tạ Chúa vì phước hạnh và sự thông soát của Chúa vẫn theo chúng con, bán ơn cho chúng con. Có một số người vì hôm nay không có mặt tại đây được, giờ vậy cầu xin Chúa tạo hội cho họ để được nghe những lời này, để họ ra thêm tiếp tục cập nhật tất cả tri thức của Chúa ban cho, để đức tin của họ không thiếu thốn. Nhờ sức toàn năng trong lời của Đức Trời mà gây dựng đức tin cho họ để họ được vững cho đến khi cuối cùng. Còn cảm tạ ơn Ngài. Và sau thời gian này, xin Chúa cho nên sứ đưa đường nhân sự của Chúa về nhà được an toàn và bình an. Và ban ơn cho nhân sự của Chúa có thể tiêu hóa lĩnh hội và sở hữu được lời của Đức Trời đã lời được Chúa ban cho nên con trong ngày thánh của Chúa. Hầu cho có lòng vui mừng trong Chúa luôn luôn và bước bước đi theo Chúa. Còn cảm ơn Chúa. Thì Chúa chúc phước cho tâm linh mỗi người chúng con để nên con được nuôi dưỡng một sự thiêng của đạo và ham thích sự thiêng đó để vững vàng trong lời của Chúa. Con cảm ơn Chúa. Mình xin danh Cha được tôn thánh. Nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất cũng như trên trời. Con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.